Mấy vị trưởng lão lúc này nhìn nhau, phó tông chủ hai ngày chưa trở về, cho nên có 8 phần đã xảy ra chuyện, thế nhưng hiện tại trở về thì có chút. Trong lòng mấy vị trưởng lão đều hiểu rõ, nếu cứ như vậy trở về thì căn bản không thể ăn nói với trong tông. Lẽ nào bọn họ lại nói cả đám người tới bên ngoài cửa phi linh môn, bảo vệ bên ngoài hai ngày rồi trở về sao? Có lẽ đến lúc đó toàn bộ bọn họ đều bị xử lý. Thế nhưng nếu như không quay về, bọn họ cũng không dám hạ thủ với phi linh môn. Trưởng lão, bằng không chúng ta trở về đi. Phi linh môn quá quỷ dị, mấy ngày nay ngay cả một bóng người chúng ta cũng không thấy. Một người trưởng lão khác nói. Được rồi, chúng ta. Vị trưởng lão có tu vi vũ tướng thất trọng kia do dự một lát rồi cắn răng nói. Siêu. Lời còn chưa dứt, một đạo thân ảnh trong nháy mắt phá không mà tới. Là phó tông chủ đã trở về. Tham kiến phó tông chủ. Mọi người lập tức hành lễ, bộ dáng như chút được gánh nặng, mấy người trưởng lão cũng thở dài một hơi. Sắc mặt đới cương tử tái nhợt, làn da trên người tuy rằng đã bắt đầu khôi phục, thế nhưng dưới quần áo vẫn vô cùng thê thảm. Nơi nơi đều có vết tích, lúc làn da khôi phục lại kéo theo đau đớn khó chịu, điều này khiến cho đới cương tử đối với đới đường càng thêm hận. Phó tông chủ, người làm sao vậy? Hai ngày nay người đi nơi nào, lưu trưởng lão hắn? Phó tông chủ, lẽ nào ta chỉ có thể là phó tông chủ sao? Sắc mặt đới cương tử trầm xuống, hiện tại nghe được ba chữ phó tông chủ khiến cho hắn cực kỳ không vui. Tông chủ, một trưởng lão sắc mặt nghi hoặc nói. Hiện tại chúng ta nên làm sao bây giờ? Lưu trưởng lão tối hôm qua đã bị cường giả đánh lén, có lẽ đã lành ít dữ nhiều. Ta biết rồi. Sắc mặt đới cương tử trầm xuống, hắn lập tức nhíu mày nói. Chư vị trưởng lão, hộ pháp, nếu như lần này trở về ta nhất định phải trở thành tông chủ, các ngươi sẽ ủng hộ ai? Chúng ta là người của tông chủ đương nhiên sẽ ủng hộ tông chủ. Mấy vị trưởng lão, hộ pháp tức thì trả lời. Tốt. Chờ sau khi ta trở thành tông chủ nhất định sẽ không bạc đãi chư vị. Đới cương tử nói. Mọi người chú ý, người phi linh môn xuất hiện. Lúc này một người trưởng lão đột nhiên nhìn thấy mấy đạo thân ảnh trong phi linh môn xuất hiện tức thì sợ hãi nói. Lập tức đám người quỷ vũ tông hoảng loạn, chỉ có đới cương tử không có biểu hiện gì. Hoảng loạn cái gì, phi linh môn hiện tại chính là minh hữu của chúng ta. Trước đây quỷ vũ tông và phi linh chỉ hiểu lầm mà thôi. Đới cương tử quát lớn. Ngoài phi linh môn, lúc này bốn đạo thân ảnh xuất hiện, người đi trước chính là Lục Lâm Thiên. Bên cạnh hắn có một người mặc hắc bào, một người mặc tố y, một người mặc trường bào màu đỏ. Có một điều kỳ quái chính là ba người này trên mặt đều đeo một tấm mạng che mặt, không nhìn thấy dung mạo. Lục trưởng môn, chúng ta có thể xuất phát. Đới cương tử nhìn thấy Lục Lâm Thiên lập tức hành lễ rồi nói. Đới tông chủ, chúng ta đi thôi. Lục Lâm Thiên mỉm cười nói, trên vai trái hắn có một con rắn nhỏ đang không ngừng phun ra nuốt vào cái lưỡi. Đôi mắt nhỏ không ngừng đảo qua trên người 2000 đệ tử quỷ Vũ Tông. Trên vai phải hắn có một đầu yêu thú nhỏ như chuột đang lười biếng ghé vào vai Lục Lâm Thiên. Mời! Đới cương tử gọi đầu yêu thú phi hành trên bầu trời, mọi người lập tức nhảy lên lưng yêu thú phi hành. Những trưởng lão và hộ pháp của quỷ Vũ Tông lúc này nhìn thấy quan hệ của Lục Lâm Thiên và đới cương tử đều vô cùng nghi hoặc. Vương hộ pháp, phân phó chúng đệ tử chạy về quỷ Vũ Tông. Chúng ta trở về trước. Đới cương tử lập tức nói với một hộ pháp bên người. Sau khi sắp xếp thỏa đáng, hai cánh yêu thú phi hành dựng lên rồi chậm rãi biến mất trong không trung. Tất cả đệ tử quỷ Vũ Tông đều mừng rỡ không ngớt. Vốn bọn họ cũng không dám đối phó với phi linh môn. Lúc này lại nghe phó tông chủ bảo quay về trong lòng không khỏi thở ra một hơi. Chúng đệ tử quỷ Vũ Tông lập tức dục ngựa rời đi, tốc độ so với khi xuất phát còn nhanh hơn vài phần. Có chuyện gì xảy ra? Vì sao chỉ có như vậy? Ta đợi hai ngày hai đêm để xem náo nhiệt cứ như vậy mà không xảy ra sao? Quỷ Vũ Tông và Phi Linh Môn không biết có chuyện gì. Phía xa, lúc này sau hai ngày hai đêm đã có mấy nghìn dòng binh tụ tập xem náo nhiệt. Những người không thể đi vào sơn mạch Vũ Đô cũng không muốn gia nhập những dòng binh đoàn khác nghe thấy tin người quỷ Vũ Tông sẽ đối phó với Phi Linh Môn liền lập tức chạy tới. Nếu như Phi Linh Môn bị diệt, sau này sơn mạch Vũ Đô lại được ra vào tự tiện như cũ. Thế nhưng cảnh tượng này khiến cho mọi người kinh ngạc, dở khóc dở cười. Đợi hai ngày hai đêm, uống gió Tây Bắc đủ no.
Cuối cùng náo nhiệt không thấy, Phi Linh Môn cũng không bị diệt, một màn này khiến cho không biết bao nhiêu người mắng to. Ta kháo, đợi hai ngày hai đêm cuối cùng lại chỉ có như vậy. Là ngươi gọi ta tới đúng không? Náo nhiệt cái rắm, ngươi ăn no rừng mỡ hả? Lão đại, là chính ngươi muốn tới xem náo nhiệt mà. Từng tiếng nghị luận cùng với tiếng mắng to vang lên, trên lưng yêu thú phi hành của Quỷ Vũ Tông, lúc này ánh mắt chúng trưởng lão và hộ pháp của Quỷ Vũ Tông đều nhìn vào Lục Lâm Thiên và ba người đang ngồi khoanh chân phía sau hắn. Khí tức trên người ba người này đều thu liễm lại, bọn họ không thể dò xét được khí tức của ba người này. Tiểu tử, nữ cường giả kia đâu? Không có nàng ta, một mình ta muốn giết đới lão quỷ quả thực có chút khó khăn. Thanh âm của Thôi Hồn Độc Suất Đông Vô Mệnh vang lên trong tai Lục Lâm Thiên. Đông lão yên tâm đi, đến lúc đó người sẽ gặp được nàng. Lục Lâm Thiên nói, ánh mắt nhàn nhạt rơi vào Bạch Linh trên vai. Quỷ Vũ Tông hẳn là phải có một đại trận hộ sơn, người có cách nào phá không? Thanh âm của Thôi Hồn Độc Suất Đông Vô Mệnh lần thứ hai truyền vào trong tai Lục Lâm Thiên. Đại trận hộ sơn của Quỷ Vũ Tông do mấy linh tướng khống chế. Mấy linh tướng kia đại đa số đều là người của đới đường. Đến lúc đó Lộc Sơn lão nhân mang theo đới cương tử đối phó với đới đường. Thanh hỏa lão quỷ và ta sẽ đối phó với mấy linh tướng kia. Không để chúng khởi động đại trận hộ sơn. Đông lão thì đối phó với đới lão quỷ. Chờ sau khi đới lão quỷ phát hiện ra thì có lẽ đã muốn. Đến lúc đó thanh hỏa lão quỷ và Lộc Sơn lão nhân sẽ giúp đông lão lược trận. Lục Lâm Thiên nói. Như vậy là tốt nhất. Chỉ cần không phát sinh chuyện ngoài ý muốn thì có lẽ không thành vấn đề. Thanh âm của Thôi Hồn Độc Suất Đông Vô Mệnh vang lên. Không nói nữa, miễn cho đới cương tử âm thầm dò xét. Tất cả theo như kế hoạch mà tiến hành. Lục Lâm Thiên đưa mắt nhìn về phía trước rồi khoanh chân ngồi xuống. Âm dương linh vũ quyết được vận chuyển, bắt đầu luyện hóa cỗ chân khí được thôn phệ khi trước. Theo sự luyện hóa, chân khí được thôn phệ vào trong cơ thể đang nhanh chóng bị luyện hóa. Cuối cùng trở thành chân khí tinh thuần tiến vào trong đan điền của Lục Lâm Thiên. Trong đan điền của Lục Lâm Thiên, vũ đan ngũ sắc lúc này xoay tròn. Huyết lục cùng với vũ đan kia cùng nhau hấp thu chân khí, màu sắc trên huyết lục ngày càng sáng bóng. Một lát sau, quanh thân Lục Lâm Thiên đã được bao phủ bởi một vòng quang mang nhàn nhạt, tiến vào trạng thái tu luyện. Có Tiểu Long hộ pháp, tuy rằng bên cạnh hắn có không ít người của Quỷ Vũ Tông thế nhưng Lục Lâm Thiên cũng có thể yên tâm tu luyện. Đến Quỷ Vũ Tông cần thời gian 3 ngày, trong lòng Lục Lâm Thiên lúc này cũng không suy nghĩ nhiều. Vốn hắn còn lo lắng một mình lão độc vật không thể đánh chết đới lão quỷ, thế nhưng hiện tại đã không giống khi trước. Bạch Linh đã xuất quan, có Bạch Linh và Đông lão xuất hủ muốn giết đới lão quỷ tuyệt đối không thành vấn đề. Thời gian chậm rãi trôi qua, trên lưng yêu thú phi hành khổng lồ, lúc này chúng trưởng lão và hộ pháp cũng cảm giác được một cỗ áp lực vô hình mà quỷ dị. Trong Phi Linh Môn, tất cả đều giống như bình thường. Không có biến hóa gì. Thế nhưng trong Trấn Hoa Môn, lúc này hoạt động kiến tạo thành trì đang được tiến hành. Lưu lượng người trên Trấn Hoa Môn ngày càng nhiều, cũng bởi vì dược liệu mà tới. Trấn Thiên Tinh phía xa lúc này đã không còn như xưa, không ít thương nhân đã di chuyển tới Trấn Hoa Môn, thương nhân tới Trấn Hoa Môn càng nhiều, dòng người càng thêm đông đúc. Đây vốn là phản ứng dây chuyền. Dòng người càng ngày càng tăng. Từng kiến trúc đột ngột xuất hiện trên Trấn Hoa Môn, trấn nhỏ ngày càng được mở rộng. Lúc này cửa hàng của Phi Linh Môn trên Trấn Hoa Môn chính là long đầu của những cửa hàng cung cấp dược liệu. Giá cả trong cửa hàng Phi Linh Môn cũng trực tiếp có ảnh hưởng tới giá cả dược liệu trong biên giới sát cổ vực. Theo giá cả dược liệu trong cửa hàng Phi Linh Môn giảm xuống đã hấp dẫn vô số thương nhân tới đây mua. Giá này đã là cái giá thấp nhất trong vòng 3-4 năm trở lại đây. Không ít người không biết từ đâu nghe được tin tức này, nói là dược liệu sẽ liên tục duy trì ở mức thấp, cả đám người tức thì nhanh chóng chạy tới cửa hàng của Phi Linh Môn. Thế nhưng lúc này cũng có không ít người đau đớn. Đoạn thời gian trước bọn họ trắng trợn thu mua dược liệu, vốn định chữ hàng đợi lần tăng giá tiếp theo, sau đó đả kích cửa hàng Phi Linh Môn, ai ngờ hiện tại lại gậy ông đập lưng ông. Chỉ sau 2 ngày giá dược liệu đã hạ hấp tới 3-4 lần khiến cho bọn họ thiếu chút nữa thổ huyết. Nghe nói gần đây có người ở Trấn Hoa Môn âm thầm trắng trợn thu mua dược liệu, giá cả so với Phi Linh Môn bán ra còn cao hơn một chút. Nếu như bọn họ bán thì vẫn thiệt lớn, những thế lực này vẫn cắn răng chuẩn bị bán ra. Hiện tại Phi Linh Môn càng ngày càng hạ giá xuống, bọn họ không dám chờ đợi nữa.
Nói chung trong khoảng thời gian này bọn họ đã làm không công mà còn lỗ lớn. Trên trấn Hoa Môn, bên trong Linh Phi Tông kia mỗi ngày đều có một hội đấu giá nho nhỏ, thỉnh thoảng xuất hiện một đấu giá hội lớn, cũng có không ít thứ tốt xuất hiện khiến cho nhân khí trong trấn cũng tốt hơn rất nhiều. Phi Linh Môn, lúc này vẫn đang không ngừng phát triển trong yên ổn, thời gian chậm rãi mà qua. 3 ngày sau, trên lưng yêu thú phi hành, khí tức trên người Lục Lâm Thiên đột nhiên kéo lên, quang mang quanh người càng ngày càng đậm. Siêu siêu. Giữa không trung, một cỗ hơi thở ba động mãnh liệt, một cỗ quang mang từ trên người Lục Lâm Thiên bắn ra, sau đó lượn lờ bên ngoài thân thể Lục Lâm Thiên. Đột phá. Cảnh này những người trên yêu thú phi hành đều có thể nhìn được. Mọi người đều vô cùng kinh ngạc, dường như không nghĩ tới có người ở trên lưng yêu thú phi hành mà cũng có thể đột phá được. Thôi hồn độc xuất đông vô mệnh lại càng thêm kinh ngạc. Hắn biết cách lần đột phá trước của Lục Lâm Thiên không bao lâu. Trước đấu giá hội lần trước mới đột phá, không ngờ lúc này lại tiếp đột phá, loại tốc độ này quả thực quá kinh khủng. Mà lúc này thôi hồn độc xuất đông vô mệnh cũng không biết, lúc đấu giá hội Lục Lâm Thiên đã đột phá vũ tướng lục trọng, đây đã là lần đột phá thứ 2 tính từ khi đấu giá hội mở ra. Chỉ trong chốc lát, quang mang quanh người Lục Lâm Thiên càng ngày càng đậm. Trên bề mặt da rẻ cũng toát ra quang mang. Đột nhiên một cỗ năng lượng vô hình trong thiên địa bắt đầu hội tụ, lập tức tiến vào trong cơ thể Lục Lâm Thiên. Rát rát. Đầu yêu thú phi hành kia của Quỷ Vũ Tông đột nhiên kinh hoàng, lúc này dưới năng lượng khổng lồ trong thiên địa hội tụ tới khiến cho toàn thân nó run rẩy. Chỉ trong nháy mắt, cùng với khí tức trên người Lục Lâm Thiên càng ngày càng mạnh, năng lượng trong thiên địa càng lúc càng kịch liệt. Cuối cùng một tiếng trầm muộn từ trong đan điền Lục Lâm Thiên truyền ra, dưới cỗ hấp lực mạnh mẽ, năng lượng vô hình trong thiên địa lập tức bị thôn phệ vào cơ thể, khí tức của hắn lúc này đã tới vũ tướng thất trọng. Chung quanh thân thể Lục Lâm Thiên vô hình chung có một cỗ khí thế mạnh mẽ tràn ra. Chỉ trong chốc lát cỗ khí thế này được thu liễm lại, không có bất kỳ khí tức nào bị tiết ra ngoài. Vũ tướng thất trọng, không phải là vũ tướng lục trọng sao? Thôi hồn độc xuất đông vô mệnh tức thì kinh hãi, khuôn mặt giống như là gặp quỷ vậy. Trước khi đấu giá hội khai mạc, Lục Lâm Thiên đột phá rõ ràng là vũ tướng ngũ trọng. Hiện tại đã là vũ tướng thất trọng, hắn thực sự không biết Lục Lâm Thiên tu luyện thế nào, tốc độ này quả thực quá dọa người. Trên lưng yêu thú phi hành cũng có thể đột phá khiến cho đám người Quỷ Vũ Tông, Thanh Hỏa Lão Quỷ, Lộc Sơn Lão Nhân đều vô cùng kinh ngạc. Phù! Lục Lâm Thiên chậm rãi thở ra một ngụm chọc khí từ đan điền, hai mắt mở ra, ánh mắt càng thêm thâm thúy. Vũ tướng thất trọng, có lẽ cũng không tệ. Cảm nhận chân khí bàng bạc trong cơ thể mình lúc này, khóe miệng Lục Lâm Thiên không khỏi mỉm cười thỏa mãn. Đúng như dự đoán của hắn, thôn phệ một vũ tướng bát trọng sau khi bỏ đi tạp chất cũng giúp hắn đột phá tới vũ tướng thất trọng, quả thực không sai chút nào. Cảm nhận sự biến hóa trong cơ thể, Lục Lâm Thiên cũng rất thỏa mãn. Lần đột phá này, gân cốt, lục phủ ngũ tạng đều được rèn rũa qua, thân thể lại được tăng cường. Diện tích trong đan điền lại lớn hơn không ít, lúc này thực lực của hắn lại được tăng trưởng một bước lớn. Chúng mừng Lục trưởng môn đột phá. Đới Cương Tử kinh ngạc nói. Đới Tông Chủ, chúng ta sắp tới chưa? Lục Lâm Thiên nhìn vào phía trước, hắn đoán có lẽ đã sắp tới Quỷ Vũ Tông. Có lẽ phải mất một canh giờ nữa. Nhìn vào phía trước, sắc mặt Đới Cương Tử càng thêm lạnh lẽo, một cỗ sát ý ngập tràn. Lục Lâm Thiên nhìn về phía trước, trong lòng cũng có chút ba động. Hôm nay chỉ sợ khó tránh khỏi một trận đại chiến, chỉ hy vọng mọi thứ đều thuận lợi. Đới Tông Chủ, trên Quỷ Vũ Tông có một đại trận hộ sơn, thế nhưng nó lại nằm trong tay Đới Đường, ngươi cần phải nghĩ biện pháp nào đó, bằng không chút ta có thể sẽ phải thất bại. Lục Lâm Thiên nói, lần trước tới Quỷ Vũ Tông Lục Lâm Thiên cũng phát hiện ra trên Quỷ Vũ Tông có một đại trận hộ sơn, uy lực hẳn là bất phàm. Nếu như Quỷ Vũ Tông khởi động đại trận hộ sơn, đến lúc đó sẽ phiền phức lớn. Lục trưởng môn yên tâm đi, đại trận hộ sơn của Quỷ Vũ Tông là đại trận địa sát, trận giác đều ở chung quanh, chúng ta trực tiếp tiến vào đại điện sau đó nhổ một trận giác, đại trận sẽ bị phá phân nửa, tới lúc đó đại trận sẽ không còn là vấn đề. Đới Cương Tử nói, vậy là tốt rồi, đây là địa bàn của Đới Tông Chủ, tất cả do Đới Tông Chủ định đoạt, Phi Linh Môn ta sẽ liều mình tiếp quân tử, cùng Đới Tông Chủ liều mạng một phen. Lục Lâm Thiên nói, đa tạ Lục trưởng môn. Đới Cương Tử cảm kích nói, lúc này hắn đã biết thế lực của Lục Lâm Thiên, cho nên hắn không dám xem thường Lục Lâm Thiên nữa.
Lúc này phía sau Lục Lâm Thiên có ba người, có hai người không cần đoán hắn cũng biết đó chính là Thanh Hỏa Lão Quỷ và Lộc Sơn Lão Nhân. Bất luận một người nào cũng không phải là người mà hắn có thể chống lại. Một canh giờ sau, trước mắt Lục Lâm Thiên xuất hiện một mảnh kiến trúc liên miên, chính là thành Quỷ Vũ. Nếu như bằng vào tốc độ của Thiên Sĩ Tuyết Sư muốn tới Quỷ Vũ Tông chỉ mất một ngày một đêm. Thế nhưng cưỡi yêu thú phi hành của Quỷ Vũ Tông lại mất tới ba ngày. Trong nháy mắt này, Bạch Linh và Tiểu Long trên vai Lục Lâm Thiên không biết từ khi nào đã chui vào trong ống tay áo Lục Lâm Thiên. Nhìn thấy thành Quỷ Vũ, ánh mắt của Đới Cương Tử lúc này không khỏi run rẩy. Thành Quỷ Vũ phồn hoa không gì sánh được, cư dân trong thành hơn 1.000 vạn, dòng người đông đúc, trong phương viên vạn dặm chung quanh đây chính là địa phương náo nhiệt nhất, cũng là nơi trọng yếu nhất của Quỷ Vũ Tông. Siêu siêu! Tham kiến Phó Tông Chủ, tham kiến chư vị trưởng lão. Ngoài cửa thành, đệ tử của Quỷ Vũ Tông lập tức hành lễ, mọi người lập tức áp chế yêu thú tỏa kỵ chậm rãi đi vào thành. Trên lưng yêu thú phi hành, Lục Lâm Thiên nhìn vào thành Quỷ Vũ trước mắt. Liếc mắt nhìn một cái, kiến trúc liên miên không dứt. Trên những con đường chung quanh có không ít thương nhân, vũ giả lui tới, vô cùng náo nhiệt. Loại náo nhiệt này hơn xa Trấn Hoa Môn hiện tại. Chúng trưởng lão và hộ pháp trên lưng yêu thú phi hành đã cảm nhận được áp lực, mà lúc này tiếng ồn ào trong thành Quỷ Vũ truyền tới, dòng người trên đường như nước chảy không ngừng di động, vô cùng náo nhiệt. Yêu thú phi hành bay thẳng tới Quỷ Vũ Tông ở trung tâm Quỷ Vũ Thành. Ngọn núi khổng lồ kia đứng sừng sững trong Quỷ Vũ Thành, diện tích vô cùng lớn, từ trên nhìn xuống, bốn phía đều là một mảnh kiến trúc liên miên. Trên ngọn núi cũng có không ít kiến trúc được kiến tạo, vô cùng đồ sộ. Lúc này toàn bộ người trên yêu thú phi hành đều không khỏi sao động, mấy người trưởng lão và hộ pháp của Quỷ Vũ Tông lúc này đã biết bọn họ trở lại Quỷ Vũ Tông để làm gì. Đông Vô Mệnh, Thanh Hỏa Lão Quỷ, Lộc Sơn Lão Nhân cũng có chút ba động. Quỷ Vũ Tông bọn họ không đặt vào trong mắt, thế nhưng trên Quỷ Vũ Tông có một người bọn họ không thể không dè chừng, đó chính là Đới Lão Quỷ, thực lực của Đới Lão Quỷ không phải tầm thường chút nào. Phù! Trên Quỷ Vũ Tông, yêu thú phi hành đáp xuống một cái sân rộng, mọi người trên lưng yêu thú nhảy xuống. Tham kiến Phó Tông Chủ! Trên ngọn núi, không ít đệ tử nhìn thấy Đới Cương Tử lập tức hành lễ. Vương Hộ Pháp, Tôn Hộ Pháp, các ngươi xuống phía dưới sắp xếp. Điều động tất cả những đệ tử chúng ta có thể điều động. Phong tỏa Quỷ Vũ Tông, bất luận một kẻ nào cũng không được lên núi, ai dám trái giết bất luận tội. Đới Cương Tử nói. Vâng, Tông Chủ. Tức thì, hai hộ pháp lập tức xuống phía dưới sắp xếp. Lục trưởng môn, chúng ta có thể đi. Đới Cương Tử nói với Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên gật đầu, ánh mắt quét về chung quanh rồi lập tức đi theo phía sau Đới Cương Tử. Tiểu tử. Tất cả phải cẩn thận, không thể sơ ý. Đông Vô Mệnh truyền âm nói với Lục Lâm Thiên. Một lát sau, một tòa sơn môn to lớn xuất hiện trong mắt Lục Lâm Thiên. Trên sơn môn có treo một tấm hoành phi lớn, trên mặt khắc ba chữ Quỷ Vũ Tông vô cùng khí phách. Nhìn vào tấm hoành phi này, Lục Lâm Thiên cũng không xa lạ gì, khóe miệng hắn khẽ mỉm cười, ngày này rốt cuộc cũng tới. Hôm nay tất cả phải dựa vào Lục trưởng môn tương trợ rồi. Đới Cương Tử nói, Đới Tông Chủ yên tâm, chỉ cần ngươi không sao động, hôm nay chính là ngày ngươi giành được chức vị Tông Chủ. Lục Lâm Thiên nói, tham kiến Phó Tông Chủ, tham kiến chư vị trưởng lão. Sau sơn môn là một thông đạo vô cùng dài hướng về phía trước. Lúc này có không ít đệ tử hành lễ, thế nhưng một tiếng Phó Tông Chủ kia cũng khiến cho Đới Cương Tử vô cùng khó chịu. Những đệ tử Quỷ Vũ Tông bình thường này Lục Lâm Thiên cũng không đặt vào trong mắt. Chỉ cần giải quyết được Đới Lão Quỷ kia coi như đại thế của Quỷ Vũ Tông đã mất, hắn cũng có thể yên tâm không ít. Tham kiến Phó Tông Chủ. Lúc này lại có mấy đệ tử trong tông hành lễ, mấy người này so với mấy đệ tử khi trước mạnh hơn không ít. Ba vũ phách tam trọng, một vũ phách ngũ trọng. Các ngươi đi đi. Đới Cương Tử nói với bốn người này. Phó Tông Chủ, hôm nay là ngày chúng ta trông coi đại trận địa sát, nếu như rời khỏi đây Tông Chủ sẽ trách phạt. Vũ phách ngũ trọng kia nói. Vậy thì chết đi. Vẻ mặt Đới Cương Tử trầm xuống, nói xong đồng thời thân ảnh nhoáng lên, ba vị trưởng lão phía sau Đới Cương Tử cũng lập tức ra tay. Siêu siêu. Bốn đạo công kích, bốn cỗ chân khí trong nháy mắt tràn ra, bốn đệ tử vũ phách của Quỷ Vũ Tông dường như không ngờ tới Phó Tông Chủ và chúng trưởng lão lại xuất thủ với bọn họ.
Bốn người còn chưa kịp phản ứng thì từng đạo công kích mạnh mẽ trong nháy mắt đánh vào cơ thể bọn họ, ngay cả hộ thân cương khí cũng không kịp bố trí, trong nháy mắt bị đánh chết mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hừ! Đới cương tử lạnh lùng hừ một tiếng, thủ ấn nhanh chóng được kết, mấy đạo lưu quang ầm ầm đánh về phía một tảng đá phía trước. Phanh! Chỉ trong nháy mắt, bề ngoài tảng đá kia đột nhiên nứt nẻ, một cỗ khói xanh toát ra. Trong nháy mắt một ngọn giản nhỏ bằng bàn tay hiện lên trước mặt mọi người. Trận giác. Lục Lâm Thiên nhíu mày, trên ngọc giản này có một cỗ năng lượng rất mạnh, đối với thứ này Lục Lâm Thiên cũng không xa lạ, chỉ cần liếc mắt là có thể nhận ra đây chính là trận giác của một trận pháp. Thu. Vẻ mặt đới cương tử trầm xuống, thủ ấn lần thứ hai biến đổi, một cỗ chân khí khổng lồ trong tay nhanh chóng bao phủ trận giác kia, trong nháy mắt từ xa hút lại. Ầm ầm. Trận giác này bị rút ra tức thì toàn bộ ngọn núi lay động một chút. Đại trận địa sát này bảo vệ toàn bộ ngọn núi, trận pháp đã bị phá hơn phân nửa. Thế nhưng cường giả trên Quỷ Vũ Tông có lẽ hiện tại đã biết có chuyện xảy ra, phỏng chừng bọn chúng sẽ lập tức tới đây. Đới cương tử nói, Đông lão, trước tiên người tới hậu sơn đi, đằng này giao cho tiểu tử là được. Lục Lâm Thiên nghiêng người nói với Thôi Hồn Độc Suất Đông Vô Mệnh. Cẩn thận một chút. Ta đi tới hậu sơn trước. Đông Vô Mệnh nói xong, thân ảnh khẽ nhảy lên, trong nháy mắt biến mất. Cảm nhận khí tức quanh người Thôi Hồn Độc Suất Đông Vô Mệnh, sắc mặt đới cương tử có chút biến hóa, sự ba động của khí tức kia cũng khiến cho hắn không khó nhìn ra thực lực của Đông Vô Mệnh, tuyệt đối rất mạnh mẽ, thế nhưng lúc này hắn cũng không biết người kia là ai mà thôi. Siêu. Cùng lúc đó, trong ống tay áo Lục Lâm Thiên, một đạo bạch quang lóe lên rồi lập tức biến mất. Ô. Lúc này, một thanh âm sắc bén vang vọng trong không trung, quanh quẩn ở trên ngọn núi khổng lồ. Lục trưởng môn, chúng ta đi thôi. Đới cương tử nhìn về phía trước, ánh mắt trầm xuống nói. Đi thôi. Lục Lâm Thiên nói, tay áo run lên, lập tức đi về phía trước. Đi qua mấy hành lang, lúc này một cái sân rộng hiện lên trước mặt hắn. Trước sân rộng lúc này có hơn 1.000 đệ tử Quỷ Vũ Tông đang chạy tới sân rộng. Trong đại điện có hơn 10 đạo thân ảnh bước ra đại điện. Tham kiến phó tông chủ, tham kiến chư vị trưởng lão. Lúc đoàn người đới cương tử đi tới sân rộng có không ít đệ tử Quỷ Vũ Tông vội vã hành lễ. Nhanh đi kiểm tra, bên ngoài xảy ra chuyện gì. Trong đại điện, thanh âm của đới đường truyền ra, có vẻ vô cùng kinh hãi. Phó tông chủ đã trở về. Tham kiến phó tông chủ, tham kiến chư vị trưởng lão. Đám người đới cương tử lập tức đi qua sân rộng, nhìn thấy Lục Lâm Thiên vào Lộc Sơn lão nhân, Thanh Hỏa lão quái đeo áo choàng phía sau, mọi người vô cùng nghi hoặc. Các đệ tử nghe đây, bên ngoài không xảy ra chuyện gì, tất cả lui đi. Đới cương tử đi lên phía trước rồi khẽ quát lên một tiếng. Nhị đệ trở về rồi sao? Trong đại điện, đới đường nhanh chóng đi ra bên ngoài. Nhìn đới cương tử rồi lại nhìn vào Lục Lâm Thiên và hai người Lộc Sơn lão nhân. Thanh Hỏa lão quỷ phía sau. Người có phải đang cảm thấy rất kỳ lạ đúng không? Nhìn thấy đới đường, đới cương tử không nhịn được mà nói, trong giọng nói tràn ngập hận ý. Đới đường sửng sốt, đương nhiên là hắn có thể nhìn thấy được hận ý trong mắt đới cương tử, hắn biết sắc nói. Nhị đệ, lẽ nào ngươi không bắt được Lục Lâm Thiên? Hừ, ngươi còn giả bộ tới khi nào? Lục trưởng môn đã nói tất cả cho ta biết, ta quả thực không nghĩ tới. Đới đường. Không ngờ ngươi lại thâm độc như vậy. Đới cương tử tức giận nói. Nhị đệ nói cái gì vậy? Vẻ mặt đới đường trầm xuống. Cha, có chuyện gì vậy? Trong đoàn người, có một thân ảnh mặc hoa phục chạy tới trước người đới cương tử, chính là đới Trường Vân, nhi tử của đới cương tử. Lúc này đới Trường An cũng tới bên người đới đường. Ánh mắt hai người này lập tức nhìn vào Lục Lâm Thiên, những chuyện phát sinh khi trước trên đại hội tông môn bọn họ đương nhiên còn nhớ rõ. Cho nên không quên Lục Lâm Thiên. Đới tông chủ, ngại quá. Hiện tại ta lựa chọn hợp tác với đới phó tông chủ. Người quả thực quá mức thâm độc, ta cũng không muốn hợp tác với người như vậy. Lục Lâm Thiên ngẩng đầu ánh mắt nhìn vào đới đường rồi nói. Lúc này, ánh mắt Lục Lâm Thiên đã sớm đảo qua đám trưởng lão, hộ pháp phía sau đới đường. Lục Lâm Thiên cũng không khỏi giật mình. Gần đây tổn thất của Quỷ Vũ Tông cũng không ít. Thế nhưng không ngờ lại còn hơn 10 vũ tướng, hơn nữa phía sau đới cương tử còn có thêm 4 người, tức là có gần 20 vũ tướng, về phần hộ pháp và chúng vũ phách thì có gần 200 người, loại thực lực này có thể nói là rất mạnh.
Trong mắt Lục Lâm Thiên lúc này cũng xuất hiện khá nhiều linh giả. Trong đó không ngờ có 4 linh tướng, mười mấy linh phách, linh sư không ít. Mà linh giả đầu lĩnh Lục Lâm Thiên cũng không xa lạ gì, khi trước trên đại hội tông môn ở Quỷ Vũ Tông, Lục Lâm Thiên đã từng gặp qua, người này họ Đoàn chính là linh tướng cửu trọng, lúc này chỉ sợ tu vi của hắn cũng đã có tiến bộ. Từ trong miệng đới cương tử Lục Lâm Thiên cũng nghe nói Đoàn trưởng lão này không giống bình thường. Là một vị đại sư trận pháp của Quỷ Vũ Tông là do một tay hắn bố trí. Trận pháp này đủ để vây khốn những vũ xuất không hiểu trận pháp vào bên trong, khó có thể thoát ra ngoài được. Vì vậy người này Lục Lâm Thiên cũng không chú ý nhiều lắm. Ba linh tướng còn lại một người là linh tướng lục trọng, một linh tướng tứ trọng, một linh tướng nhất trọng, chung quy thực lực cũng không yếu. Muốn nhìn thực lực một sơn môn thì chỉ cần nhìn vào thực lực linh giả trong sơn môn là có thể nhìn ra được một chút. Lục Lâm Thiên đoán có lẽ đây là toàn bộ thực lực của Quỷ Vũ Tông. Thực lực như vậy cũng đã là rất mạnh rồi. Các ngươi có ý gì, muốn tạo phản sao? Đới Đường quát lớn một tiếng, trong đầu không hiểu ra sao, cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Tạo phản, Đới Đường, ta tạo phản cái gì? Ngươi đừng quên, ta cũng có thể làm tông chủ Quỷ Vũ Tông. Đới Cương Tử lạnh nhạt nói một tiếng. Ngươi bất nhân vậy thì đừng trách ta bất nghĩa. Sau này tông chủ Quỷ Vũ Tông cũng chỉ có ta. Và ta với ngươi cũng không có quan hệ gì nữa. Đới Cương Tử, ngươi biết ngươi đang nói gì không? Ngươi thực sự muốn tạo phản sao? Đới Đường phẫn nộ nói. Ha ha! Đới Cương Tử cười lớn, lập tức lớn giọng nói. Tất cả hộ pháp, trưởng lão, đệ tử nghe đây. Đới Đường bất nhân muốn dồn ta vào chỗ chết, may mà lần này ta đại nạn không chết. Đới Đường cũng không trở thành tông chủ Quỷ Vũ Tông ta được nữa. Hôm nay những người ủng hộ ta thì sau này ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi. Thế nhưng những người đối đầu với ta, ngày sau đừng trách ta vô tình. Đới Cương Tử nói, quanh âm quanh quẩn trong tai mọi người. Sắc mặt không ít người đại biến. Đới Cương Tử, Đới Đường bất hòa, chuyện này trong Quỷ Vũ Tông có vô số trưởng lão và hộ pháp đều biết. Lúc này nói ra dường như cũng không có ai kinh ngạc. Đới Cương Tử vừa dứt lời. Lúc này đã có không ít đệ tử lùi bước đi tới bên người Đới Cương Tử. Lập tức lại có 3 trưởng lão, 10 hộ pháp, còn có hơn 10 vũ phách không chút do dự đi tới bên người Đới Cương Tử. Nhìn thấy tất cả những thứ này, Lục Lâm Thiên nhíu mày, xem ra Đới Cương Tử này đã sớm có an bài, âm thầm phát triển thực lực của mình. Thế nhưng cỗ thế lực này so với Đới Đường dường như vẫn còn yếu hơn một chút. Đới Cương Tử, ngươi biết ngươi đang làm gì không? Sắc mặt Đới Đường đại biến. Hắn biết Đới Cương Tử luôn mơ ước chức vị tông chủ, thế nhưng hắn thật không ngờ, Đới Cương Tử này ngày hôm nay lại lớn mật như vậy. Đới tông chủ, việc đã tới nước này hà tất ngươi phải giả bộ. Lục Lâm Thiên mở miệng nói. Lục Lâm Thiên, ngươi có ý gì? Phi linh môn các ngươi càng lúc càng lớn mật, đừng tưởng rằng Quỷ Vũ Tông thực sự sợ các ngươi. Đới Đường nhìn Lục Lâm Thiên, một cỗ hàn ý trong mắt bắn ra. Đới Đường, ngươi vô sỉ thâm độc. Lại lợi dụng ta đối phó với phó tông chủ. Hừ, đáng tiếc kế hoạch của ngươi thất bại rồi. Lục Lâm Thiên cười lạnh nói. Nực cười, ta cấu kết với phi linh môn các ngươi đối phó với Đới Cương Tử kia lúc nào? Phi linh môn các ngươi có thực lực kia sao? Đới Đường cả kinh nói. Đới Đường, ta chính tai nghe thấy, lẽ nào còn giả bộ sao? Ngươi không cần phải chối. Đới Đường lạnh nhạt nói. Đới Cương Tử. Lẽ nào ngươi cho rằng chỉ bằng vào phi linh môn này có thể đối phó với ta được sao? Nói như vậy, đại trận địa sát bị tổn hại cũng là do ngươi cố ý gây nên. Đới Đường lạnh nhạt nói. Hừ. Đới Cương Tử hừ lạnh một tiếng, một cỗ hàn ý bắn ra, nói. Đới Đường, hôm nay không phải ngươi chết thì ta vong. Tất cả trưởng lão hộ pháp Quỷ Vũ Tông nghe lệnh, Đới Cương Tử cấu kết ngoại nhân tạo phản, dựa theo tông quy nên xử trảm, giết không tha. Đới Đường lạnh lùng quát một tiếng, chúng trưởng lão, hộ pháp phía sau hắn, còn có chúng đệ tử lập tức bày ra tư thế nghênh địch, sắc mặt cả đám vô cùng ngưng trọng. Tất cả mọi người nghe lệnh, giết Đới Đường. Phía sau Đới Cương Tử, chúng hộ pháp và trưởng lão cũng rút đao kiếm ra hưởng ứng. Toàn bộ không gian lập tức chìm trong bầu không khí dương cung bạt kiếm. Lục Lâm Thiên nhíu mày, thực lực của Đới Cương Tử rõ ràng có chút không đủ. Đới Đường. Ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đới Cương Tử lạnh lùng quát lên một tiếng, chân khí quanh thân tức thì bùng ra, thân ảnh trong nháy mắt lao thẳng tới Đới Đường.
Giết toàn bộ cho ta. Đoạn trưởng lão, nhanh đi khởi động đại trận địa sát. Ta muốn cho bọn chúng không thể rời khỏi Quỷ Vũ Tông. Thanh âm của Đới Đường vừa dứt, đồng thời chân khí quanh người khuếch tán, không gian chung quanh gấp khúc. Một cỗ khí tức mơ hồ từ trong cơ thể hắn tràn ra, cỗ khí tức này cũng vô cùng kinh khủng. Thân thể lập tức lao về phía Đới Cương Tử. Giết! Lúc này, theo sự xuất thủ của Đới Cương Tử và Đới Đường, trưởng lão, hộ pháp, đệ tử hai phái cũng biết lập trường của mình. Quỷ Vũ Tông ngày hôm nay nhất định sẽ biến đổi, cho nên cả đám không có chút do dự, lập tức lao thẳng về phía trước, bắt đầu xuất thủ. Siêu! Trong đoàn người, một đạo thân ảnh lắc mình rời đi, trong nháy mắt biến mất. Y theo kế hoạch tiến hành, Lục Lâm Thiên đưa mắt nhìn về phía trước rồi phất tay nói với Lộc Sơn lão nhân và Thanh Hỏa lão quỷ ở phía sau. Nói xong, vòng xoáy dưới chân chợt lóe, thân thể trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Phanh phanh! Trong nháy mắt này, thanh âm đinh tai nhức óc vang lên phía chân trời. Hai cường giả vũ xuất tam trọng Đới Đường và Đới Cương Tử chỉ giao thủ một chiêu, kinh khí kinh khủng giống như một cơn lốc quét qua khiến cho toàn bộ bầu trời đột nhiên lắc lư. Những đệ tử Quỷ Vũ Tông chung quanh lập tức bị đánh bay. Xung quanh khu vực giao chiến của hai người này, không phải là chỗ mà những người bình thường có thể tới gần. Khục khục! Trong kinh khí cuồng bạo, hai đạo thân ảnh đồng thời bị đẩy lui. Dường như thương thế trên người Đới Cương Tử vẫn chưa khỏi hẳn, cho nên lúc này hắn đã rơi vào thế hạ phong. Ha ha, Đới Đường, chết đi cho ta. Trong nháy mắt này, một tiếng cười âm lệ truyền ra, thân ảnh của Lộc Sơn lão nhân trong nháy mắt lao thẳng về phía Đới Đường, vừa rồi hắn vẫn thu liếm khí tức. Lúc này khí tức tràn ra, khí tức này khiến cho người ta kinh hãi. Mỗi một lần thân thể di động khiến cho không gian trực tiếp gợn sóng. Thực lực thật mạnh mẽ. Các hạ là người phương nào? Đới Đường đã sớm để mắt tới Lộc Sơn lão nhân và Thanh Hỏa lão quái phía sau Lục Lâm Thiên. Thế nhưng có áo choàng che khuất cho nên Đới Đường căn bản không biết hai người này rốt cuộc là ai. Lúc này cảm nhận được thực lực của Lộc Sơn lão nhân khiến cho hắn lập tức sắc. Từ khí tức trên người đối phương, hắn đã nhận ra bản thân mình không phải đối thủ của đối phương. Hừ, ta là ai ngươi còn chưa xứng biết? Lộc Sơn lão nhân nở nụ cười quái dị. Đồng thời bàn chân khẽ bước một bước, thân thể giống như quỷ mị đánh thẳng về phía Đới Đường, chân khí thổ hệ cường hãn bỗng nhiên từ trong cơ thể bạo phát ra. Trong nháy mắt quang mang này khiến cho toàn bộ mặt đất run rẩy, không ngừng có những cái khe xuất hiện trên sân rộng. Nhìn thấy thanh thế của đối phương như vậy, sắc mặt Đới Đường đại biến, thực lực của đối phương tuyệt đối mạnh hơn nhiều so với hắn. Oanh! Mà lúc này, Lộc Sơn lão nhân cũng không cho Đới Đường nhiều thời gian, bàn tay nắm chặt. Chân khí trên người ba động, một đạo trưởng ấn hơn nghìn thước đột nhiên hội tụ trong không trung, trong nháy mắt đánh về phía Đới Đường. Thật mạnh mẽ! Sắc mặt Đới Đường hoảng hốt, thế nhưng hắn cũng không quên xuất thủ. Chân khí trong cơ thể bạo phát, sau đó hóa thành một vòng quang mang thổ hệ đánh về phía trước, đồng thời cũng nhanh chóng bố trí hộ thân cương khí quanh người. Phanh phanh! Hai người đều là vũ giả thổ hệ, hai đạo công kích va chạm vào nhau tức thì nổ vang. Kinh khí cường hãn khuếch tán ra bốn phía, âm thanh bạo liệt vang vọng không gian, vô số tảng đá trên mặt đất bị nốc lên. Khục khục, lực lượng cường hãn khuếch tán, cước bộ Đới Đường tức thì lảo đảo, trực tiếp lùi lại hơn 10 bước, đồng thời miệng phun ra một ngụm máu, hộ thân cương khí quanh người trực tiếp nứt nẻ. Một chiêu bị thương, sắc mặt Đới Đường lập tức đại biến. Hắn quay đầu về phía sau nói. Bố trí thất tinh thất sát trận. Siêu siêu. Nghe thấy Đới Đường nói vậy tức thì sáu đạo thân ảnh trong nháy mắt đẩy lùi đối thủ rồi nhảy ra, sau đó nhanh chóng tới bên người Đới Đường. Trong sáu người có thêm bốn trưởng lão vũ tướng, Đỗ Vân Sơn vũ tướng bát trọng cũng ở trong đó. Mặt khác còn hai vũ tướng thất trọng, một vũ tướng lục trọng, một linh tướng lục trọng và một linh tướng tứ trọng. Sáu người tới phía sau Đới Đường đều tự đánh ra thủ ấn, tức thì bảy người cùng tiến lùi, vô hình chung dựa theo một loại phương thức nào đó, thủ ấn được kết. Trong không trung lập tức có một cỗ lực lượng quỷ dị hội tụ. Thân ảnh bảy người lấy Đới Đường dẫn đầu, thân ảnh tạo thành một chuỗi tàn ảnh liên miên không dứt, quanh thân bảy người lập tức bạo phát ra chân khí và linh lực hùng hồn, dường như có liên kết với một loại năng lượng trong thiên địa, thôi động một loại lực lượng quỷ dị, tức thì uy thế bảy người tạo ra đã tới một mức độ vô cùng kinh khủng. Tốc độ chuyển động của bảy người nhanh hơn, hư hư thực thực, mang theo một cỗ lực lượng quỷ dị. Khí tức theo sự di chuyển của thân ảnh bảy người ngày càng kinh khủng.
mà không gian xung quanh 7 người lúc này áp lực càng lúc càng lớn. 7 người lập tức tiến về phía trước bao vây Lộc Sơn lão nhân. Một người phá trận. Thân ảnh thanh hỏa lão quỷ đi tới bên người Lộc Sơn lão nhân, thanh âm nhàn nhạt vang lên. Là một tàn trận, thế nhưng muốn phá cũng có chút phiền phức. Lộc Sơn lão nhân nhướng mày nói. Sắc mặt đới đường lúc này vô cùng bình tĩnh, thất tinh sát chập này đương nhiên hắn có chút hiểu rõ. Tuy rằng 7 người đới đường thực lực không mạnh cho lắm, thế nhưng 7 người phối hợp thì thực lực đại tăng, chỉ sợ muốn phá trận cũng không phải chuyện dễ dàng. Ngọn núi của Quỷ Vũ Tông vô cùng khổng lồ, khoảng cách từ đỉnh núi cho tới phía sau núi cũng không ngắn. Phía sau núi, từng tảng đá kỳ lạ san sát, cây cối sum suê, rặng trúc liên miên. Sườn núi có mây mù lượn lờ, trên vách núi đột nhiên có một con đường nhỏ. Lúc này trên một thạch bích, có một cái cửa đá lớn xuất hiện. Một đạo thân ảnh đáp xuống mặt đất, trước tiên thân ảnh này đánh ra từng đạo thủ ấn, trong nháy mắt có một cỗ lưu quang màu đen khuếch tán, ầm ầm đánh vào bên ngoài cửa đá. Là kẻ nào xông vào Quỷ Vũ Tông ta? Trong cửa đá lập tức có một thanh âm già nua truyền ra. Cửa đá nổ tung, một đạo thân ảnh từ bên trong lao ra. Ha ha, đới lão quỷ, ngươi vẫn chậm một bước. Có lẽ ngươi không nghĩ tới có người sẽ đánh tới cửa nhà ngươi chứ? Đông Vô Mệnh lớn tiếng cười, cuối cùng một đạo thủ ấn được kết, tức thì toàn bộ cửa đá trong khoảnh khắc xuất hiện khói độc màu đen. Rồi nháy mắt, toàn bộ không gian được bao phủ bởi một làn khói đen. Thôi hồn độc xuất Đông Vô Mệnh, là ngươi, ngươi tới Quỷ Vũ Tông ta làm gì? Trong làn khói độc tức thì có một tiếng quát kinh hãi vang lên. Không có gì, nhi tử ngươi nhờ ta tới giết ngươi, lấy Quỷ Vũ Tông của ngươi mà thôi. Thôi hồn độc xuất Đông Vô Mệnh cười nhạt một tiếng. Đông Vô Mệnh, ta không để yên cho ngươi. Nói xong, thanh âm bên trong làn khói đen nấc cụt, từng tiếng nổ kinh thiên vang lên trong bầu trời. Người ở bên trong đã bắt đầu công kích, mỗi một đạo công kích đánh ra đều khiến cho không gian gấp khúc rồi bị tàn phá. Lực lượng cuồng bạo tràn ngập, làn khói đen kia nhìn như yếu đuối thế nhưng lúc này không gì phá nổi. Chỉ cần làn khói bị đánh tan một chút lập tức lại được ngưng tụ. Trong làn khói có một mùi vô cùng gai mũi xuất hiện. Hừ, đới lão quỷ, độc trận của ta bằng vào ngươi há có thể phá vỡ. Ngươi chậm rãi phá đi, có lẽ trò vui trong xào huyệt của ngươi ngươi cũng không được nhìn thấy. Thôi hồn độc xuất Đông Vô Mệnh nở nụ cười lạnh lẽo. Hỗn đản, Đông Vô Mệnh, lão phu nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Trong đám xương độc, tiếng rít gào vang lên, công kích cuồng bạo liên tục tuôn ra làm cho không gian cũng run rẩy theo. Siêu siêu. Trong sân rộng, lúc này thân ảnh Lục Lâm Thiên đang tiến về phía trước. Trước sơn môn, tại một trận giác khi trước đới cương tử thu đi, một thân ảnh màu xanh xuất hiện, ánh mắt nhìn vào trận giác không khỏi trầm xuống. Người này chính là linh tướng cửu trọng của Quỷ Vũ Tông. Địa vị ở Quỷ Vũ Tông chỉ thua đới cương tử, thân là linh giả, lại hiểu bày binh bố trận, và có tu vi linh tướng cửu trọng, địa vị trong Quỷ Vũ Tông không cần nói cũng biết. Đoạn trưởng lão. Người muốn chữa trị địa sát trận sao? Một thân ảnh lập tức xuất hiện phía sau. Lục Lâm Thiên, chỉ bằng ngươi cũng muốn ngăn cản ta sao? Sắc mặt vị đoạn trưởng lão này trầm xuống, ánh mắt nhìn về phía sau Lục Lâm Thiên thấy không có ai tức thì trong mắt hắn bắn ra một cỗ hàn ý. Vậy thì thử xem là biết. Lục Lâm Thiên lạnh nhạt nói một tiếng, thanh âm vừa dứt, bàn chân khẽ điểm một cái, vòng xoáy dưới chân chợt lóe, trực tiếp đánh về phía linh tướng cửu trọng kia. Lục Lâm Thiên cũng là linh giả, đương nhiên biết một ít nhược điểm của linh giả. Nếu như cận chiến, thân thể linh giả không mạnh mẽ được như vũ giả rất dễ tổn hại. Mà lúc này đối mặt với một linh tướng cửu trọng, Lục Lâm Thiên cũng không dám có chút sơ ý nào, linh giả so với vũ giả đồng cấp thì khó dây vào hơn nhiều. Muốn chết! Nhìn thấy Lục Lâm Thiên lao thẳng tới, đoạn trưởng lão kia nhíu mày, dường như cảm giác được khí thế của Lục Lâm Thiên cũng không kém. Vẻ mặt hắn lạnh lùng. Không có một chút do dự gì, linh lực trong cơ thể mạnh mẽ tuôn ra. Linh lực hóa thành một tấm lưới lớn nhanh chóng đánh xuống, mang theo khí thế phô thiên cái địa tiến về phía Lục Lâm Thiên. Hừ, ảm nhiên tiêu linh trưởng. Lục Lâm Thiên lạnh lùng quát một tiếng. Hắn đã sớm có phòng bị, từng đạo thủ ấn phức tạp trong tay bỗng nhiên được kết. Chân khí bàng bạc trong kinh mạch tuôn ra rồi hội tụ trong lòng bàn tay, khí tức đột nhiên kéo lên. Một trường ấn trong suốt đột nhiên xuất hiện trong tay Lục Lâm Thiên. Không dừng lại một chút nào,
Lục Lâm Thiên nhanh chóng đẩy tay về phía trước. Trường ấn trong suốt như một khối ngọc kia bắn về phía trước, nhanh chóng bành trướng, không gian chung quanh rung động kịch liệt, từng gợn sóng khuếch tán ra bốn phía. Tất cả chỉ trong nháy mắt, không gian chung quanh trường ấn rít gào, cuối cùng trường ấn khổng lồ va chạm với linh lực phô thiên cái địa kia. Phanh phanh, hai đạo lực lượng va chạm, thanh âm bạo liệt vang lên giữa không trung. Kinh khí tán loạn, kinh phong bắn ra tứ phía. Lục quang lúc này trong nháy mắt tạo thành những đường vòng cung quỷ dị mang theo kình phong liên miên không dứt chồng chất lên nhau, giống như thiên la địa võng. Hai đường vòng cung kinh người này trong chớp mắt chồng chéo lên nhau. Không gian chung quanh gấp khúc, rung động liên tục, tản ra một cỗ khí tức vô hình lan tỏa ở chung quanh. Ngay khi khí tức cuồng bạo này trong nháy mắt khuếch tán, cùng lúc đó trên tay trái Lục Lâm Thiên đột nhiên có một đạo trưởng ấn khổng lồ chừng trăm thước hiện lên. Mà khi trưởng ấn này xuất hiện, nhiệt độ trong không gian đột nhiên giảm xuống. Hàn băng ấn. Một tiếng quát nhẹ từ trong miệng Lục Lâm Thiên truyền ra, trưởng ấn được đẩy đi. Một cỗ hàn khí cuồng bạo tới cực hạn khuếch tán giống như một cơn sóng nhanh chóng lan tràn ra chung quanh. Trưởng ấn mang theo khí tức lạnh lẽo cùng với năng lượng ba động hung hăng đánh về phía trưởng lão họ Đoạn kia. Công kích hệ thủy. Vừa rồi dưới đạo công kích thứ nhất, trưởng lão họ Đoạn cũng không chiếm được chút tiện nghi nào. Linh lực dưới trưởng ấn quỷ dị kia tiêu hao không ít. Lúc này đạo công kích thứ hai của đối phương nhanh như thiểm điện bắn tới, không cho hắn thời gian kịp thở, loại tốc độ cường hãn như vậy khiến cho hắn vô cùng giật mình. Cũng may linh tướng cửu trọng như hắn cũng không phải là kẻ yếu, trong lúc bối rối linh lực trong tay lập tức hội tụ, một cỗ linh hỏa bắn về phía trước. Linh hỏa này cũng vô cùng bất phàm, nhanh chóng đốt cháy sóng gợn không gian tạo thành một màu đỏ tươi. Cạch cạch. Hàn băng ấn của Lục Lâm Thiên đánh xuống, không gian dưới một loại trạng thái cực kỳ quỷ dị trong nháy mắt đóng băng. Trong hàn khí đầy rẫy, một cỗ năng lượng như thực chất điên cuồng di chuyển, không gian dưới cỗ năng lượng bạo động này trở nên cuồng loạn. Khí tức lạnh lẽo và nóng bỏng va chạm với nhau, hai cỗ công kích thuộc tính trái ngược va chạm khiến cho thanh âm bạo tạc vang vọng thiên địa. Phanh phanh. Tiếp theo, không gian như nứt ra, từng tiếng nổ giống như tiếng sấm sét vang lên. Không gian chung quanh trực tiếp bị xé mở, từng khối băng nhỏ bị vỡ, hỏa diễm tràn ngập, khí tức nóng bỏng và hàn khí tràn ngập không gian. Dưới lực lượng cuồng bạo, không gian dao động mạnh mẽ, kinh khí tàn sát bữa bãi, dư âm năng lượng khuếch tán ra bốn phía chung quanh. Phanh phanh phanh, lực lượng cường hãn như vậy ảnh hưởng, mặt đất chung quanh ngọn núi bị san bằng, đất đá đổ nát, đá vụn bay tứ tung giống như sơn băng địa liệt. Khục khục, dưới kinh khí đáng sợ này, trưởng lão họ Đoạn kia đột nhiên bị đẩy lùi về phía sau, sắc mặt tái nhơ, miệng phun ra một ngụm máu, ánh mắt vô cùng kinh ngạc nhìn về phía trước. Vũ khí huyền cấp. Sau khi lùi lại hơn 10 bước, lúc này ánh mắt trưởng lão họ Đoạn trầm xuống, thanh thế công kích vừa rồi không phải vũ khí bình thường có thể có, ít nhất cũng phải đạt tới huyền cấp sơ giai mới làm được. Khục khục. Lúc này Lục Lâm Thiên cũng lảo đảo lùi về phía sau mấy bước, quanh thân không biết từ khi nào đã bố trí thanh linh khải giáp. Chống lại linh tướng cửu trọng thế nhưng huyết khí trong cơ thể hắn cũng chỉ nhộn nhạo, không có trở ngại quá lớn. Lục Lâm Thiên dám một mình đuổi theo đương nhiên cũng có nắm chắc. Linh tướng cửu trọng vậy thì thực lực cũng tương đương với vũ tướng cửu trọng. Lúc này bằng vào thực lực vũ tướng thất trọng của hắn, lại thêm đan điền khổng lồ, còn có thanh linh khải giáp, vũ khí huyền cấp, Lục Lâm Thiên cũng không quá đặt trưởng lão họ Đoạn này vào trong lòng. Điều duy nhất hắn lo lắng chính là linh hồn công kích. Siêu siêu. Chuyện Lục Lâm Thiên lo lắng đã xảy ra, trưởng lão họ Đoạn kia không có bất cứ một chút do dự nào lập tức thi triển linh hồn công kích. Trong chốc lát, thủ ấn trong tay trưởng lão họ Đoạn mạnh mẽ biết hóa, quanh thân xuất hiện một cỗ năng lượng kinh khủng khiến cho tim đập nhanh. Bị năng lượng kinh khủng này công kích, Lục Lâm Thiên cảm thấy trong đầu vô cùng khó chịu, một cỗ lực lượng áp chế vô hình đang đè nén linh hồn của hắn. Trong mi tâm trưởng lão họ Đoạn kia đột nhiên có một đạo bạch quang bắn ra, tốc độ giống như thiểm điện, vô cùng nhanh chóng khiến cho người ta khó có thể tưởng tượng được. Đạo bạch quang này xuất hiện khiến cho toàn bộ không gian đột nhiên bị đình trệ, bạch quang chói mắt này bắn tới trước người Lục Lâm Thiên. Lão đại, để đệ đối phó với hắn. Ngay khi đạo bạch quang chói mắt kia tới vị trí cách Lục Lâm Thiên 10 thước thì trong lòng Lục Lâm Thiên có một đạo quang mang màu vàng trong nháy mắt bắn ra. Ngao. Một tiếng rít gào lớn đột nhiên vang lên, đồng thời thân ảnh Tiểu Long xuất hiện, trên đầu nó, con mắt thứ ba hiện lên, một cỗ kim quang trong mắt bắn ra.
đạo bạch quang kia đột nhiên dừng lại, dường như trong kim quang này có một cỗ uy nghiêm không thể xâm phạm. Đạo bạch quang chói mắt vô hình bị đạo kim quang này ngăn cản không cho tiến tới phía trước. Tiếp theo, một màn vô cùng quỷ dị xuất hiện, đạo bạch quang chói mắt chừng trăm thước kia bị tiểu long thôn phệ vào bên trong con mắt thứ ba. Đồng thời thân thể tiểu long nhanh chóng bành trướng. Trong con mắt thứ ba kim quang quanh quẩn hóa thành một đạo lưu quang màu vàng trực tiếp công kích trưởng lão họ Đoạn. Siêu! Lưu quang bắn về phía trước mang theo cỗ khí tức đáng sợ nhanh chóng khuếch tán. Khí tức này khiến tim người ta đập nhanh, phảng phất như ngay cả linh hồn cũng kinh hãi xuất hiện. Khiến sắc mặt trưởng lão họ Đoạn kia đại biến. Tốc độ của lưu quang này thực sự quá nhanh, khi đạo lưu quang bắn tới trước người trưởng lão họ Đoạn, vị trưởng lão này căn bản chưa kịp thối lui thì một cỗ lực lượng vô hình bao phủ chung quanh khiến cho hắn không thể nhúc nhích. Bị lưu quang bao phủ làm cho ánh mắt hắn cũng dại ra. Trong đầu hắn lúc này chỉ có hắn mới biết được, một cỗ lực lượng kinh khủng đang đè ép linh hồn hắn, không ngừng phá hủy linh hồn lực của hắn, mà lúc này linh hồn lực của hắn đang nhanh chóng bại trận. Tới lúc này Lục Lâm Thiên đã sớm hồi phục tinh thần lại. Vừa rồi cũng không phải hắn không có biện pháp đối phó. Chỉ là Tiểu Long đã muốn động thủ thì hắn cũng không phải xuất thủ nữa. Lục Lâm Thiên cũng muốn biết thực lực Tiểu Long đã tới bước nào rồi. Đặc biệt là từ đạo công kích bằng kim quang trong con mắt thứ ba của Tiểu Long, Lục Lâm Thiên đã nhìn ra được vài thứ, dường như đây là công kích thiên phú của Tiểu Long, uy lực vô cùng cường hãn. Trong đầu trưởng lão họ Đoạn lúc này vô cùng nặng nề. Hắn tuy rằng là linh tướng cửu trọng, lúc này linh hồn lực của hắn căn bản không thể chống lại sự xâm nhập của lưu quang kia, một cỗ lưu quang này quá mức quỷ dị, áp chế khiến cho hắn không thể nhúc nhích rồi nhanh chóng đánh tới hồn đan của hắn. Trên hồn đan lúc này nhanh chóng xoay tròn, một cỗ lực lượng nhanh chóng khuếch tán ra bên ngoài, ngăn cản thế như trẻ tre của đạo lưu quang kia. Nhìn thấy trưởng lão họ Đoạn dại ra, Lục Lâm Thiên khẽ cau mày, ánh mắt nhíu lại. Vòng xoáy dưới chân chợt lóe, thân ảnh biến mất tại chỗ. Khi thân ảnh Lục Lâm Thiên như quỷ mị xuất hiện thì đã tới trước người vị trưởng lão họ Đoạn đang dại ra kia. Thủ ấn trong tay được kết, một cỗ linh lực trong nháy mắt tụ tập. Năng lượng kinh khủng khiến cho không gian gấp khúc xuất hiện. Trong sát na trong tay Lục Lâm Thiên có một đạo quang mang màu đỏ được ngưng tụ, không gian lắc lư, tiếng gió rít gào vang lên không ngưng. Đao hồn quang nhận. Quang mang trong tay Lục Lâm Thiên nhanh chóng được đánh về phía trước, như một đường vong cung hoa mỹ tạo thành từng đạo tàn ảnh, lại giống như trang tàn cắt ngang qua hư không trực tiếp khiến cho không gian rung động. Đao mang mang theo một đám tàn ảnh như lưu tinh trực tiếp chém vào trong mi tâm vị trưởng lão họ Đoạn. Lúc này hai mắt vị trưởng lão họ Đoạn vẫn còn dại ra, hoàn toàn mặc kệ công kích của Lục Lâm Thiên. Đạo mang mang theo lực lượng kinh khủng, cùng với khí thế sắc bén cắt ngang không gian rồi trực tiếp biến mất trong mi tâm vị trưởng lão họ Đoạn. Hồn đan trong đầu vị trưởng lão họ Đoạn kia vô pháp ngăn cản lưu quang trong đầu. Đột nhiên lúc này có một đạo quang mang đỏ rực đột nhiên xuất hiện trong đầu hắn, trực tiếp bổ vào hồn đan. Phanh phanh. Tiếng nổ vang như sấm sét vang lên trong đầu vị trưởng lão họ Đoạn này. Hồn đan bị nghiền nát, kinh khí đáng sợ giống như thủy triều lan tràn ra. Khiến cho không gian trong đầu hoàn toàn bị phá hủy. Khục khục. Bên ngoài, trong miệng trưởng lão họ Đoạn đột nhiên phun ra một ngụm máu, sắc mặt trắng bệch vô cùng đáng sợ. Ánh mắt hắn kinh hãi nhìn Lục Lâm Thiên và Tiểu Long rồi biến mất, thân thể uể oải ngã xuống đất, sinh cơ hoàn toàn bị diệt. Lão đại. Không cần huynh xuất thủ đệ cũng có thể đánh chết hắn rồi. Thân thể to lớn của Tiểu Long thu nhỏ lại, lập tức đáp xuống vai Lục Lâm Thiên. Chúng ta cần thời gian, tốc chiến tốc thắng, chỉ là đáng tiếc. Lục Lâm Thiên nhìn vào thi thể trưởng lão họ Đoạn này, quả thực vô cùng đáng tiếc, nếu như có thể để cho hắn thôn phệ vậy thì hiệu quả sẽ vô cùng lớn, quả thực vô cùng đáng tiếc a. Gỡ xuống chiếc nhẫn chữ vật trên tay linh tướng cửu trọng này, thân ảnh Lục Lâm Thiên biến mất tại chỗ. Trên sân rộng, tiếng giết chóc từ bốn phía vang lên. Thanh âm bạo liệt không dứt bên tai, người vốn trước đó là đồng môn đệ tử thì lúc này cũng hạ thủ không có chút lưu tình nào, có thể đây chính là bản tính của con người. Ở một chỗ trên sân rộng, dưới một cỗ khí tức cuồng bạo có hai đạo thân ảnh đang bị bảy đạo thân ảnh bao vây. Trong vòng công kích này, không gian quanh người Lộc Sơn lão nhân lắc lư. Một đạo công kích trong tay khiến cho không gian trong nháy mắt như động lại. Cuối cùng nhanh chóng đánh về phía đối đường. Phanh phanh. Trước người đối đường, một cỗ chân khí phô thiên cái địa bạo phát ra, trong nháy mắt chống lại một quyền của Lộc Sơn lão nhân.
Dưới một quyền này không gian bốn phía không ngừng lắc lư. Bước tiến của bảy người cũng dừng lại một chút, thế nhưng thủy chung vẫn không thể đột phá được. Ha ha, tàn trận này quả thực có chút quỷ dị nha. Lộc Sơn lão nhân khẽ cười nói. Hai vị cung phụng, tốc chiến tốc thắng đi, chúng ta vẫn còn có chuyện khác cần làm. Thanh âm của Lục Lâm Thiên nhanh chóng vang lên, rồi thân ảnh của Lục Lâm Thiên xuất hiện ở trên sân rộng. Ánh mắt hắn nhìn đám người đới đường tạo thành trận pháp cũng có chút kinh ngạc. Trận pháp này dưới sự phối hợp của bảy người uy lực tăng cường gấp mấy lần, quả thực có chút kỳ diệu. Quỷ Vũ Tông trung quy cũng không phải thế lực bình thường, thủ đoạn trong tông cũng không ít. Ha ha, không thành vấn đề, phá trận thôi. Lộc Sơn lão nhân hét lớn một tiếng, trong nháy mắt thủ ấn được kết, một đạo trưởng ấn mang theo lực lượng khổng lồ, giống như phô thiên cái địa trong nháy mắt đánh về phía đới đường. Dưới lực lượng cường hãn, không gian trong nháy mắt bị đè nén. Phá cho ta. Lúc này Thanh Hỏa lão quỷ cũng hét lên một tiếng, vẻ mặt bừng bừng, chân khí bạo phát. Đồng thời một cỗ năng lượng nóng bỏng khuếch tán ra không trung. Một đạo quang trụ bằng hỏa diễm chừng vài trăm thước mang theo lực lượng kinh khủng đánh xuống. Hai cỗ lực lượng này đều vô cùng kinh khủng tức thì đánh vào thất tinh thất sát trận của bảy người đối đường. Phanh phanh. Hai đạo lực lượng công kích đồng thời đánh vào trong trận. Kình phong kinh khủng giống như phô thiên cái địa bạo phát ra. Lực lượng kinh khủng này vượt qua sự tưởng tượng của mọi người. Bước tiến của bảy người trong trận dừng lại, không gian xung quanh vặn vẹo kịch liệt. Két két. Không gian bao phủ bảy người xuất hiện hiện tượng rạn nứt. Đây hoàn toàn là bị Lộc Sơn lão nhân và Thanh Hỏa lão quỷ lấy một phương thức mạnh mẽ mà phá trận, dưới lực lượng tuyệt đối, bất luận một trận pháp nào cũng khó có thể chống đỡ. Khục khục, bảy người hầu như cùng một lúc phun ra một ngụm máu tươi. Trên sân rộng, lúc này mảnh sân rộng sớm bị kình khí dư ba phá hủy, giống như sơn băng địa liệt. Trên mặt đất có những cái khe không ngừng kéo dài. Khắp mặt đất lúc này bỗng nhiên run rẩy, chu vi mấy nghìn thước chung quanh quảng trường, và ngay cả những tảng đá phía xa xa đều nổ vang một tiếng rồi biến thành bụi phấn. Đất đã bay tứ tung, bụi mù tràn ngập thiên địa. Còn có không ít đệ tử Quỷ Vũ Tông dưới dự ba lực lượng này bị ảnh hưởng tới, trực tiếp bị đánh chết. Một kích do hai người Lộc Sơn lão nhân và Thanh Hỏa lão quỷ, những người ở đây không có ai có thể chống lại. Phanh phanh, bảy đạo thân ảnh trực tiếp bị đánh văng về phía sau vài trăm thước, thân thể nặng nề rơi xuống mặt đất, máu tươi chảy ra, vô cùng thê thảm. Khục khục, bảy người này rơi xuống mặt đất lại tiếp tục phun ra một ngụm máu. May mà còn có chút hơi thở. Trong nháy mắt Lục Lâm Thiên đi tới bên người linh tướng Lục Trọng và linh tướng Tứ Trọng kia. Cả đám người hấp hối, cũng may mà còn một hơi thở cuối cùng. Vừa rồi đánh chết một linh tướng Cửu Trọng, Lục Lâm Thiên đã rất tiếc nuối cho nên lần này hắn cũng không muốn Lộc Sơn lão nhân và Thanh Hỏa lão quỷ đánh chết hết, hiện tại hắn thiếu nhất đó chính là linh tướng để thôn phệ. Siêu siêu. Lục Lâm Thiên đánh ra mấy đạo chỉ ấn trên người hai tên linh tướng ngay lập tức. Chỉ cần hai người tạm thời không chết là hắn có thể thôn phệ. Khục khục. Cách Lục Lâm Thiên không xa, đới đường khẽ nhúc nhích, cố gắng đứng lên. Đới đường, người cũng có ngày hôm nay sao? Một thanh âm lạnh lẽo vang lên, thân ảnh đới cương tử xuất hiện trước mặt đới đường. Đới cương tử, người muốn gì? Muốn giết ta sao? Cha sẽ không bỏ qua cho ngươi. Sắc mặt đới đường trắng bệch, ánh mắt nhìn vào đới cương tử rồi nói. Điều này không cần ngươi lo, lão bất tử kia luôn xem thường ta, vậy thì ngay cả hắn ta cũng giết. Hai người các ngươi đều đáng chết, ta sẽ giết hết các ngươi. Đới cương tử nói. Đới cương tử, tên ngu xuẩn nhà ngươi, ta biết ngươi mơ ước chức vị tông chủ từ lâu, ngươi không cần phải làm vậy. Đới đường nhìn đới cương tử, trong mắt hiện lên sự thê lương. Ánh mắt bất đắc dĩ kia lại nhìn sang Lục Lâm Thiên cách đó không xa. Tuy rằng hắn không biết đới cương tử đã xảy ra chuyện gì, thế nhưng tới lúc này hắn mơ hồ có thể cảm giác được việc này tuyệt đối có quan hệ tới Phi Linh Môn, hắn lạnh nhạt nói. Lục Lâm Thiên, tất cả chuyện này có liên quan tới ngươi đúng không? Ta đã quá coi thường ngươi, không ngờ cuối cùng ta lại thua trong tay một tiểu bối. Ha ha! Đới đường, ngại quá, ta không nên nói chuyện của ngươi cho đới phó tông chủ, thế nhưng điều kiện của đới phó tông chủ so với ngươi còn cao hơn. Lục Lâm Thiên mỉm cười nhìn đới đường, trong lòng lúc này ít nhiều cũng có chút chột dạ. Đới đường cũng coi như là bá chủ một phương, không ngờ lại thua trong tay đệ đệ mình, chỉ sợ chính hắn cũng không nghĩ tới việc này.
Đới tông chủ, hiện tại là lúc ngươi nên động thủ, giết đới đường sau này ngươi chính là tông chủ duy nhất trên Quỷ Vũ Tông, toàn bộ Quỷ Vũ Tông là của ngươi. Lục Lâm Thiên nhìn về phía đới cương tử rồi nói. Sau này Quỷ Vũ Tông là của ta. Đới cương tử lẩm bẩm nói, ánh mắt mang theo sát ý chậm rãi nhìn vào trên người đới đường. Đới tông chủ, ngươi nghĩ lại mà xem, nếu như không phải vận khí của ngươi tốt thì hiện tại ngươi đã chết. Những dằn vặt mà ngươi phải chịu, sự áp chế mấy năm nay ngươi phải nhận, hiện tại đã tới lúc báo thù rồi. Lục Lâm Thiên nhàn nhạt châm thêm dầu. Nghe Lục Lâm Thiên nói vậy, sát ý trong mắt đới cương tử càng đậm, chân khí quanh người bùng ra. Lúc này đới đường đã không còn sức phản kháng nữa. Đới cương tử, tên ngu ngốc này, một tên ngu ngốc chân chính a. Không sợ đối thủ như thần, chỉ sợ huynh đệ ngu như heo. Phanh! Lời còn chưa dứt, một trường của đới cương tử chụp tới, không gian co rút rồi trong nháy mắt nổ tung. Đới đường bị đánh chết ngay lập tức, thân thể mềm oặt nằm ở trên mặt đất. Mọi người dừng tay, đới đường đã chết, kẻ nào còn phản kháng nữa giết không tha. Đới cương tử lăng không mà đứng ở trên bầu trời, trong tay xách lấy thi thể của đới đường. Phanh phanh! Trên ngọn núi, đám người của đới đường nhìn nhau lập tức ngừng cuộc chiến và hạ binh khí xuống. Đới đường đã chết, cho dù bọn họ chiếm được thế thượng phong, và cho dù liều mạng hơn nữa cũng là vô ích. Đới tông chủ, ở đây giao cho ngươi. Nhìn thấy cảnh này sắc mặt Lục Lâm Thiên hiện lên vẻ vui mừng. Ánh mắt ý bảo Lộc Sơn lão nhân và Thanh Hỏa lão quỷ, ngay lập tức ba người đi về phía sau hậu sơn. Phanh phanh! Dưới sườn núi, thanh âm bạo liệt vang lên không dứt khiến cho toàn bộ ngọn núi rung động. Trong hắc mang khắp bầu trời kia, không gian liên tục rung động, giống như tùy thời sẽ nổ tung vậy. Đông Vô Mệnh, lão phu sẽ không bỏ qua cho ngươi. Bên trong hắc phụ, âm thanh già nua rít gào, đột nhiên toàn bộ hắc phụ bành trướng, một cỗ lực lượng mạnh mẽ khiến cho không gian vặn vẹo xuất hiện. Đám khói độc màu đen đậm đặc lúc này đang giãn ra, tỏa ra mùi vị khó ngửi. Năng lượng ba động kịch liệt khiến cho tim người ta đập nhanh không ngớt, dường như người ở bên trong đang ngưng tụ một đạo công kích mạnh mẽ gì đó. Cảm nhận được chuyện này, sắc mặt Đông Vô Mệnh trầm xuống. Hắn đương nhiên có thể biết được những thứ xảy ra trong khói độc của mình. Đới lão quỷ bên trong đã dùng toàn lực, khói độc của hắn không thể vây khốn đới lão quỷ được bao lâu nữa. Phanh phanh! Từ phía bên trong khói độc đột nhiên có một tiếng nổ tung vang lên. Tức thì khói độc giống như sóng lớn bắn ra chung quanh. Không gian rung động kịch liệt, năng lượng kinh khủng như một cơn lốc bắn ra bốn phía. Toàn bộ ngọn núi theo đó mà lắc lư, giống như có một cơn địa chấn vừa quét qua vậy. Siêu! Khói độc lan tỏa, theo đó có một đạo thân ảnh phóng lên cao. Quanh thân được bao phủ bởi một vòng quang mang nóng rực. Vóc người cao gầy, tuổi tác chừng thất tuần, nếp nhăn trên mặt khá nhiều. Sắc mặt người này lúc này cực kỳ xấu xí. Hàn ý từ trong đôi mắt bắn ra khiến cho người đối diện với hắn phải cảm thấy lạnh lẽo cả người. Đới Hổ Huy, đã lâu không gặp. Nhìn thấy người này, Thôi Hồn Độc Suất Đông Vô Mệnh ngẩng đầu nói. Đông Vô Mệnh, lão phu và ngươi không thù không oán, ngươi lại tới Quỷ Vũ Tông ta gây sự, rốt cuộc ngươi có ý gì? Lão giả này nhìn Thôi Hồn Độc Suất Đông Vô Mệnh nói, ánh mắt vô cùng tức giận. Là nhi tử của ngươi muốn ta tới đối phó với ngươi. Chuyện này cũng không liên quan tới ngươi a. Chỉ có thể trách ngươi sinh ra một người con tốt mà thôi. Linh lực quanh người Thôi Hồn Độc Suất Đông Vô Mệnh run lên, áo choàng trên người bị chấn nát lộ ra ánh mắt âm trầm kia. Tốt, hay cho một Đông Vô Mệnh, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ánh mắt đới lão quỷ tỏa ra sát ý lành lạnh, không gian quanh người lắc lư, lúc này có thể thấy được hắn đã vô cùng tức giận. Ánh mắt Đông Vô Mệnh nhìn về phía trước. Trong lòng thầm mắng Lục Lâm Thiên. Một mình hắn căn bản rất khó đánh chết đới lão quỷ này, nếu đối phương muốn chạy trốn, hắn căn bản là khó có thể ngăn lại được. Nữ cường giả theo lời Lục Lâm Thiên cũng không có hiện thân, bốn phía trong tâm thần của hắn cũng không có cường giả nào ẩn giấu. Chỉ là lúc này Thôi Hồn Độc Suất Đông Vô Mệnh lại cảm thấy có chút kỳ quái. Bởi lão thấy con chuột nhỏ màu trắng trên vai Lục Lâm Thiên lại đang lười biếng ngồi trên một tảng đá gần đó. Đông Vô Mệnh. Để ta nhìn xem độc công của ngươi đã tới mức nào rồi. Ánh mắt đới lão quỷ bắn ra hàn ý, lúc này đối với Đông Vô Mệnh hắn đã hận thấu xương. Chỉ trong nháy mắt bàn tay khẽ động, một đạo hỏa mãng bỗng nhiên hiện ra.
Cánh tay run lên, đạo hỏa mãng này hóa thành một đạo quang mang màu đỏ nóng bỏng cắt ngang không gian bắn về phía Đông Vô Mệnh. Đới lão quỷ động thủ, thôi hồn độc xuất, Đông Vô Mệnh cũng không thấy nữ tử cường giả kia xuất hiện, cho nên cũng chỉ có xuất thủ mà thôi. Ánh mắt bắn ra hàn ý, thủ ấn trong nháy mắt biến hóa. Trong sát na, một cỗ năng lượng vô hình trong bầu trời nhanh chóng hội tụ, toàn bộ không trung đột nhiên run rẩy. Không trung lúc này đầy dẫy công kích linh hồn, một mảnh khói độc bao phủ quanh người Đông Vô Mệnh. Năng lượng ngập trời và mùi gai mũi kia khiến cho người ta vô cùng khó chịu xuất hiện. Chỉ trong nháy mắt, thủ ấn trong tay Đông Vô Mệnh được kết. Một đạo hắc mang quỷ dị phân thành hai lao về phía đới lão quỷ. Hắc mang trực tiếp xé rách không gian, một đạo năng cản hỏa quang của đới lão quỷ, một đạo trực tiếp đánh về phía đới lão quỷ. Vẻ mặt âm lệ của đới lão quỷ càng thêm âm u, không gian quanh thân run rẩy, trong tay lại xuất hiện một đạo hỏa quang. Khi hai đạo hỏa quang và hai đạo hắc quang hung hăng va chạm với nhau, một cỗ năng lượng rung động nhanh chóng khuếch tán ra chung quanh. Siêu! Một tiếng xé gió vang lên. Trong tay Đông Vô Mệnh lúc này có một đạo hắc mang giống như độc xà bắn về phía trước rồi đột nhiên hóa thành một đạo hắc tuyến tiếp tục tiến về phía đới lão quỷ. Khói độc quanh quẩn mang theo mùi gai mũi. Chỉ bằng cảm giác cũng không khó phát hiện ra bên trong khói độc mơ hồ có công kích bằng linh hồn lực. Đới lão quỷ không dám có chút sơ ý nào, thực lực của thôi hồn độc xuất Đông Vô Mệnh hắn biết. Người này tuyệt đối cực kỳ khó chơi. Thủ ấn trong tay trong nháy mắt biến hóa. Chân khí thuộc tính hỏa nóng bỏng trong nháy mắt hội tụ rồi hóa thành một đạo hỏa tiễn bắn ra, cuối cùng hung hăng va chạm với đạo hắc mang bằng khói độc kia. Siêu siêu! Hai đạo lực lượng va chạm với nhau, thanh âm trầm thấp vang lên. Thế nhưng lại không có tiếng năng lượng bạo tạc quá mức kịch liệt như trong dự đoán. Chỉ có một cỗ kình khí lặng lẽ khuếch tán ra chung quanh. Mà nơi kình khí khuếch tán qua, cả không gian lập tức rung động. Kình khí tan dần. Thân thể đới lão quỷ bị đẩy lùi. Sắc mặt đại biến, hỏa diễm quanh thân chợt lóe lên rồi biến mất. Lúc này chỉ có bản thân hắn mới biết, đạo công kích của thôi hồn độc xuất Đông Vô Mệnh, có lực lượng quỷ dị lặng lẽ ăn mòn tầng phòng ngự của hắn. Trong đầu hắn lúc này mơ hồ có công kích bằng linh hồn xuyên qua khiến cho trong đầu hắn ong lên, mồ hôi lạnh không ngừng chảy ra. Thân thể đứng vững lại, sắc mặt đới lão quỷ vô cùng xấu xí. Thôi hồn độc xuất Đông Vô Mệnh này so với trong tưởng tượng của hắn còn khó đối khó hơn nhiều. Ánh mắt nhìn về phía đỉnh núi lại càng thêm lo lắng. Đới lão quỷ, có lẽ sự tình bên trên đã xong hết rồi. Thanh âm ầm ầm mơ hồ truyền ra từ bên trên đã biến mất, cho nên Đông Vô Mệnh đoán có lẽ bên trên đã giải quyết xong tất cả. Đông Vô Mệnh, quỷ vũ tông ta và ngươi rốt cuộc là có thù hận gì, là ai muốn đối phó với quỷ vũ tông ta? Lúc này đới lão quỷ lạnh lùng nhìn chằm chằm vào thôi hồn độc xuất Đông Vô Mệnh rồi nói. Là quỷ vũ tông ngươi muốn đối phó với người khác mà thôi, thế nhưng lại chọc vào ngươi không dây được. Thôi hồn độc xuất Đông Vô Mệnh nói. Lẽ nào? Sắc mặt đới lão quỷ trầm xuống nói. Phi Linh Môn, Đông Vô Mệnh, người chính là linh xuất bên trong Phi Linh Môn, chính là ngươi. Không sai. Ta đã sớm cảnh cáo quỷ vũ tông ngươi không nên trêu chọc vào Phi Linh Môn, thế nhưng quỷ vũ tông ngươi hết lần này tới lần khác lại không nghe, tất cả cũng chỉ có thể trách quỷ vũ tông ngươi mà thôi. Thôi hồn độc xuất Đông Vô Mệnh nói. Phi Linh Môn nho nhỏ kia tại sao ngươi lại gia nhập? Đới lão quỷ lập tức thở dài. Đây là chuyện của ta, không liên quan tới ngươi. Thôi hồn độc xuất Đông Vô Mệnh nói. Đông Vô Mệnh, mặc kệ ra sao, chuyện hôm nay tương lai chúng ta sẽ tính tiếp. Lão phu nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đới lão quỷ lạnh nhạt nói. Hừ, đới lão quỷ, ngươi muốn chạy sao? Nghe vậy, thôi hồn độc xuất Đông Vô Mệnh khẽ cười nhạt một tiếng, ánh mắt lạnh lùng. Ta muốn đi ngươi không ngăn được. Đới lão quỷ phẫn nộ nói một tiếng, ánh mắt oán độc nhìn về phía thôi hồn độc xuất Đông Vô Mệnh, thân thể lao thẳng về phía sau. Chạy đi đâu? Đông Vô Mệnh hét lớn một tiếng. Thân ảnh lao thẳng về phía trước đuổi theo. Cánh tay khẽ run lên, một đạo hắc mang nhanh chóng hội tụ. Khói độc tràn ngập không gian, ngay khi đới lão quỷ chạy trốn, thân ảnh thôi hồn độc xuất Đông Vô Mệnh đột nhiên thuấn di xuất hiện phía sau hắn, một đạo chảo ấn được ngưng tụ từ trong độc vụ, trực tiếp chộp về phía đới lão quỷ. Chảo ấn xé toạc không gian bắn về phía trước mang theo kình khí bàng bạc. Một đường cắt ngang qua hư không khiến cho trong không trung liên tiếp vang lên thanh âm bạo liệt. Bằng vào một tốc độ nhanh như thiểm điện bao phủ ở phía sau đới lão quỷ,
không gian to lớn lúc này trực tiếp bị rung lắc vặn vẹo. Đông Vô Mệnh, ta muốn nhìn xem ngươi làm thế nào mà ngăn cản ta. Đới lão quỷ quay đầu lạnh lùng quát một tiếng, trong mắt hiện lên vẻ âm ngoan, chân khí nóng hừng hực phát, một cỗ năng lượng nóng bỏng tỏa ra không trung, hóa thành một trường ấn khổng lồ bằng hỏa diễm. Chu vi chung quanh trường ấn không gian như lắc lư rồi đột nhiên run rẩy. Chỉ trong nháy mắt, chảo ấn, trường ấn mang theo tiếng xé gió va chạm với nhau. Mau động thủ! Siêu siêu! Phía sau núi lúc này có ba đạo thân ảnh trong nháy mắt hạ xuống, chính là ba người Lục Lâm Thiên, Thanh Hỏa Lão Quỷ, Lộc Sơn Lão Nhân. Ba người nhìn thấy thôi hồn độc xuất Đông Vô Mệnh và một lão quỷ đang giao thủ trên bầu trời, hai hàng lông mày đều không khỏi nhíu lại. Ba người vừa đáp xuống đúng lúc hai đạo lực lượng trên không trung ầm ầm va chạm với nhau. Phanh phanh! Chảo ấn hắc mang và trường ấn bằng hỏa diễm va chạm tạo ra thanh âm bạo liệt, tiếng xé gió cùng với quang hoa bắn ra bốn phía. Kinh khí cuồng bạo tỏa ra chung quanh, không gian giống như sắp bị nghiền nát, trong kinh khí ngập trời, thân thể đới lão quỷ lập tức lùi về phía sau. Thế nhưng cho dù hắn có lùi nhanh tới mấy vẫn bị hắc vụ do Đông Vô Mệnh thi triển ra bao phủ. Dường như Đông Vô Mệnh đã sớm tính ra phương hướng hắn định chạy trốn. Chỉ bằng điểm này cũng không khó nhìn ra thực lực của Đông Vô Mệnh hơn đới lão quỷ một bậc. Đặc biệt là trong đạo công kích này Đông Vô Mệnh đã dùng công kích linh hồn khiến cho đới lão quỷ cảm thấy khó chịu. Thế nhưng lúc này quanh người đới lão quỷ còn có hỏa diễm nóng bỏng bao phủ, nếu như Đông Vô Mệnh muốn bắt hắn cũng không phải là chuyện dễ dàng tí nào. Đới lão quỷ, chúng ta cũng tới giúp vui. Thanh Hỏa lão quỷ lạnh lùng cười to một tiếng, áo choàng trên người lập tức bị chấn vỡ. Bàn chân khẽ điểm một cái vào mặt đất, chân khí bùng ra, thân thể tức thì bạo phát, cuối cùng nhanh như thiểm điện, khí tức nóng bỏng từ bàn tay tuôn ra. Thủ ấn biến đổi, một đạo trưởng ấn nóng bỏng đánh về phía đới lão quỷ đang bị thôi hồn độc xuất Đông Vô Mệnh dây dưa. Trước trưởng ấn nóng bỏng này, không gian như gấp khúc kèm theo tiếng xé gió bắn về phái trước. Ha ha, đới lão quỷ, Lộc Sơn ta cũng tới. Áo choàng trên đầu Lộc Sơn lão nhân cũng bị vứt xuống. Một cỗ khí tức vô hình xuất hiện. Ngay sau đó, thủ ấn trong tay Lộc Sơn lão nhân biến hóa, một đạo công kích bắn về phía đới lão quỷ, so với công kích của Thanh Hỏa lão quỷ có thể nói là cùng một lúc, không phân trước sau. Lúc này, ba người vô hình chung tạo thành thế tam giác, trực tiếp vây đới lão quỷ vào trong, phong tỏa tất cả đường lui. Thanh Hỏa lão quỷ, Lộc Sơn lão nhân, là các ngươi. Nhìn thấy Thanh Hỏa lão quỷ, Lộc Sơn lão nhân một trái một phải công kích mình, sắc mặt đới lão quỷ hiện lên vẻ lo lắng, công kích của hai người này hắn cũng không dám sơ ý, huống chi trước mặt còn có Đông Vô Mệnh. Đới lão quỷ nhanh chóng xuất thủ, hai tay đều kết thủ ấn đánh ra hai đạo quyền ấn. Trong chốc lát bốn đạo lực lượng hung hăng va chạm với nhau. Phanh phanh, âm thanh đinh tai nhức óc vang lên trong bầu trời, kình phong kinh khủng quét khắp nơi trong thiên địa. Có một phần của ngọn núi trực tiếp bị dư ba năng lượng này phá hủy, giống như là sơn băng địa liệt vậy. Kinh phong kinh khủng chỉ lướt qua, thân thể hai người Thanh Hỏa lão quỷ và Lộc Sơn lão nhân không ngờ lại bị đẩy lùi về phía sau, sắc mặt tái nhợt, dường như đã dính ám kình. Mà lúc này, hắc phụ đột nhiên xuất hiện trong không gian. Hắc mang trong tay Đông Vô Mệnh nhân cơ hội bao phủ quanh người đới lão quỷ. Hỏa diễm quanh người đới lão quỷ giống như gặp phải khắc tinh nhanh chóng bị ăn mòn. Hỏa diễm dần bị áp chế. Khục khục. Đới lão quỷ lảo đảo, khí tức trên người hỗn loạn, rõ ràng dưới công kích kia của thôi hồn độc xuất Đông Vô Mệnh đã bị thương không nhẹ, nhưng bất ngờ thân thể hắn mượn lực lao thẳng về phía Thanh Hỏa lão quỷ. Thanh Hỏa lão quỷ, ngươi tránh ra cho ta. Nói xong, đới lão quỷ không có chút do dự, đánh ra một đạo hỏa diễm. Một kích toàn lực đánh về phía Thanh Hỏa lão quỷ. Hỏa diễm nóng bỏng kinh khủng xuất hiện khiến cho toàn bộ không gian vặn vẹo, khí tức kinh khủng ngập trời tỏa ra chung quanh. Thực lực của ba người này trong suy nghĩ của đới lão quỷ thì Thanh Hỏa lão quỷ là người dễ đối phó nhất. Bị ba người vây công, đại thế của Quỷ Vũ Tông hôm nay đã mất. Cho nên hắn sinh ra tâm tư chạy trốn, vì vậy không chút do dự phóng về phía Thanh Hỏa lão quỷ làm nơi đột phá. Hừ, khinh thường ta sao? Thanh Hỏa lão quỷ giận dữ. Tên đới lão quỷ này chọn hắn làm nơi đột phá tương đương với việc cho rằng thực lực của hắn so với Lộc Sơn lão nhân yếu hơn, trong lòng hắn vô cùng giận dữ, một cỗ lực lượng ngập trời bạo phát. Siêu siêu! Thanh Hỏa lão quỷ ngưng tụ một đạo trưởng ấn hơn nghìn thước trong không gian, khí tức nóng bỏng phóng lên cao,
năng lượng ba động kịch liệt mang theo hỏa diễm khiến cho không gian rung động. Bằng vào mắt thường có thể thấy được, công kích bằng hỏa diễm của hai người nhanh chóng va chạm với nhau, toàn bộ không gian lung lay như sắp sập. Thực lực hai người này đều rất mạnh. Ngẩng đầu nhìn vào hai người giao thủ trên bầu trời, trong lòng Lục Lâm Thiên rung động. Thực lực của hắn tuy rằng vẫn đang không ngừng tiến bộ, thế nhưng so với mấy người này rõ ràng vẫn vô cùng yếu, hắn vẫn còn kém qua xa. Thanh Hỏa lão quỷ, ngươi đừng để hắn chạy. Lộc Sơn lão nhân hét lớn một tiếng. Đới lão quỷ, ngươi trốn không thoát đâu. Thôi hồn độc xuất đông vô mệnh lúc này cũng lao thẳng về phía đới lão quỷ. Phanh phanh. Mà lúc này công kích của hai người đới lão quỷ và thanh hỏa lão quỷ va chạm với nhau khiến cho không gian ầm ầm rung động, gợn sóng khuếch tán ra bốn phía. Không gian rung động kịch liệt tới mức biến dạng, tỏa ra khí tức nóng bỏng giống như một quả bom nổ tung. Phanh phanh. Kinh khí nóng bỏng ùa về bốn phía, hai cỗ lực lượng va chạm vào nhau. Lúc này thân thể thanh hỏa lão quỷ trực tiếp bị đánh bay. Khục khục, thanh hỏa lão quỷ phun ra một ngụm máu, thân thể trực tiếp bị đánh bay về phía sau. Thực lực của đới lão quỷ hơn xa hắn. Hắn và Lộc Sơn lão nhân liên thủ còn có thể miễn cưỡng chống đỡ một chút. Thế nhưng lúc này đới lão quỷ toàn lực công kích một mình hắn, thực lực của hắn không thể chống lại được. Đới lão quỷ, ngươi trốn không thoát đâu. Thôi hồn độc xuất đông vô mệnh và Lộc Sơn lão nhân nhanh như thiểm điện phong tỏa trước người đới lão quỷ. Thôi hồn độc xuất đông vô mệnh sao dám để cho đới lão quỷ chạy trốn cơ chứ? Siêu siêu, siêu siêu. Trong nháy mắt, 10 đạo trảo ấn trong tay thôi hồn độc xuất đông vô mệnh bắn ra, nhanh chóng phong tỏa không trung trước người đới lão quỷ. Khặc khặc, đông vô mệnh, ngươi nghĩ rằng ta muốn chạy sao? Trước tiên phế một người xem ngươi có thể làm gì được ta. Đới lão quỷ đột nhiên xoay người, không đột phá vòng vây như trong dự liệu của mọi người mà ánh mắt không biết khi nào đã nhìn vào Lục Lâm Thiên phía dưới. Ánh mắt lạnh lùng chợt lóe, tốc độ nhanh như thiểm điện. Năm ngón tay uốn lượn thân thể lao thẳng về phía Lục Lâm Thiên, đồng thời một đạo trảo ấn trực tiếp đánh xuống Lục Lâm Thiên. Tiểu tử, ngươi cẩn thận, đới lão quỷ, đối phó với một vũ tướng thì có bản lĩnh gì? Sắc mặt đông vô mệnh đại biến, miệng hét lớn một tiếng. Thân ảnh nhanh chóng lao thẳng về phía đới lão quỷ. Sắc mặt Lộc Sơn lão nhân, thanh hỏa lão quỷ cũng trầm xuống, chân khí trên người bạo phát, thân thể lập tức lao đi. Siêu! Thế nhưng lúc này ba người đã không kịp ngăn cản, tốc độ của đới lão quỷ cũng tuyệt đối không chậm. Lộc Sơn lão nhân vốn không bằng đới lão quỷ, thanh hỏa lão quỷ đã thụ thương thì không cần phải nói. Đông vô mệnh tuy rằng thực lực áp chế đới lão quỷ một bậc, thế nhưng muốn đối phó với đới lão quỷ cũng không phải là chuyện dễ dàng. Tiểu tử, xem ra ngươi đối với đông vô mệnh rất quan trọng nha. Qua đây cho ta. Chảo ấn phá không mà tới, không gian chấn động, một cỗ lực lượng cuồng bạo mang theo tiếng xé gió trực tiếp bắn tới. Trong nháy mắt bao phủ không gian chung quanh Lục Lâm Thiên. Không gian chung quanh Lục Lâm Thiên lúc này đã bị phong tỏa, muốn chạy trốn cũng không có khả năng. Cường giả vũ xuất. Đặc biệt là cường giả vũ xuất đã đạt tới cửu trọng như đới lão quỷ này đối với không gian đã nắm trong tay tới trình độ nhất định. Phong tỏa không gian, Lục Lâm Thiên tự biết bản thân hắn trừ khi cũng có thực lực này, bằng không căn bản không thể chạy ra. Chỉ là lúc này Lục Lâm Thiên cũng không có ý định chạy trốn, khóe miệng hắn khẽ mỉm cười, trong mắt có một cỗ hàn ý tràn ngập. Trên vai Lục Lâm Thiên lúc này Tiểu Long lắc lư cái đầu, đôi mắt nhỏ khẽ chớp một cái. Căn bản cũng không có ý sẽ đối phó với đới lão quỷ kia. Nói thì chậm nhưng thực thế thì rất nhanh, chảo ấn phá không đánh xuống mang theo thanh âm bạo liệt trầm thấp. Lục Lâm Thiên đã có thể cảm giác được kình phong sắc bén trước người hắn. Mà lúc này, thôi hồn độc xuất đông vô mệnh và hai lão quỷ cũng cực kỳ lo lắng. Thôi hồn độc xuất đông vô mệnh thì lo lắng phát ra từ nội tâm. Lộc Sơn lão nhân và thanh hỏa lão quỷ lo lắng đối với Lục Lâm Thiên vì sự tình độc đan. Vì vậy Lục Lâm Thiên không thể gặp chuyện không may. Có ta ở đây ngươi không thể làm thương tổn hắn cho dù chỉ là một sợi tóc. Ngay lúc này, một đạo bạch quang đột nhiên vô cùng quỷ dị hiện lên trước người Lục Lâm Thiên. Bạch quang chợt lóe, một thân ảnh tuyệt mỹ xuất hiện trước mặt mọi người. Thân ảnh màu trắng này yểu điệu vô song, quyến rũ, xinh đẹp, lạnh lùng, rồi lại tuyệt mỹ như vậy. Phảng phất như cả thiên địa cũng vì nàng mà động lòng. Vẻ mặt mang theo vẻ lạnh lùng như cự tuyệt ngoài ngàn dặm, vẻ lạnh lùng uy nghiêm này càng khiến cho người ta chú ý. Thân ảnh xuất hiện không có một chút dừng lại nào,
cánh tay giương lên khẽ đánh ra một đạo trưởng ấn. Tốc độ ra trưởng nhìn như chậm chạm thế nhưng lại giống như một chiếc bánh xe đang xoay tròn, có cảm giác như bánh xe đang chuyển động chậm thế nhưng trên thực tế tốc độ của nó đã vô cùng kinh khủng. Trong nháy mắt trưởng ấn phóng lên cao xuyên qua không trung kéo theo tiếng xé gió vang vọng, đồng thời trưởng ấn này trực tiếp đánh vào chảo ấn của đới lão quỷ. Tất cả chỉ trong nháy mắt, hai đạo lực lượng va chạm, đột nhiên có một cỗ lực lượng cuồng bạo ngập trời tăng vọt. Hai đạo lực lượng va chạm khiến cho âm thanh bạo liệt vang vọng không trung, đồng thời lực lượng va chạm tạo ra từng đạo lưu quang chói mắt bắn ra bốn phía. Siêu! Lực lượng va chạm không tạo thành âm thanh quá lớn, thế nhưng kình khí cuồng bạo giống như một cốc lốc quét ngang bốn phía. Một kích tùy ý của thân ảnh tuyệt mỹ kia không ngờ lại có thực lực đáng sợ tới như vậy. Khục khục! Giữa không trung, thân thể đới lão quỷ trực tiếp bị đẩy lùi, bởi một cỗ lực lượng mạnh mẽ trút xuống thân thể. Thực lực của đối phương hơn xa hắn. Yêu khí, yêu thú thất giai. Thân thể bị đẩy lui, đồng thời sắc mặt đới lão quỷ trong nháy mắt kinh hãi. Nữ tử tuyệt mỹ vừa rồi mới xuất thủ kia quanh thân có một cỗ khí tức cường hãn, đương nhiên hắn không khó để nhận ra đây là một cỗ yêu khí. Đối phương cũng không phải là nhân loại mà là yêu thú, có thể biến ảo thành hình dạng nhân loại chỉ có yêu thú thất giai mới có thể làm được. Không ngờ lại là yêu thú thất giai. Biến cố vừa rồi thôi hồn độc xuất đông vô mệnh, thanh hỏa lão quỷ và lộc sơn lão nhân cũng chú ý. Con chuột trắng nhỏ thoạt nhìn không giống yêu thú trên mặt đất khi trước lúc này lại hóa thành hình người, điều này chỉ có yêu thú thất giai mới có thể làm được. Lúc này, mặc kệ là đới lão quỷ hay thôi hồn độc xuất đông vô mệnh, đám người lộc sơn lão nhân đều vô cùng kinh hãi. Thảo nào lục lâm thiên vẫn bình tĩnh như vậy, hóa ra bên người hắn có yêu thú thất giai. Yêu thú thất giai thực lực giống như vũ vương. Đối phó với đới lão quỷ tự nhiên vô cùng dễ dàng. Đông lão, nhanh liên thủ đánh chết đới lão quỷ. Lục Lâm Thiên nói. Biết rồi. Thôi hồn độc xuất đông vô mệnh thu hồi vẻ kinh ngạc trong mắt. Nói xong thân thể lập tức bắn về phía trước, đồng thời một cỗ hắc vụ từ trong tay tuôn ra. Trong hắc vụ có một mùi gai mũi tỏa ra bốn phía. Linh lực cuồn cuộn, uy thế quanh người tăng mạnh, đột nhiên trong mi tâm có một cỗ quang mang chói mắt bắn vào trong hắc mang. Phì phì. Lúc này hắc vụ nồng nặc phía trước đột nhiên ngưng tụ hóa thành một đầu cự mãng hắc sắc chừng 600 thước, giống như một đầu hắc long khổng lồ. Không gian chung quanh đầu hắc mãng này lắc lư, quanh thân hắc mãng có ngàn vạn hắc ti xuyên thấu qua không gian, rồi một cỗ lực lượng trấn nhiếp tinh thần nhanh chóng hội tụ. Linh hồn công kích. Lục Lâm Thiên nhíu mày. Lúc này uy thế của linh hồn ngưng vật đã tuyệt đối vô cùng kinh khủng, trong linh hồn công kích này dường như còn chứa kịch độc. Phì phì. Hắc mãng rít gào mang theo uy thế kinh người trong nháy mắt lao thẳng về phía đới lão quỷ. Linh hồn lực bàng bạc từ trong người thôi hồn độc xuất đông vô mệnh bạo phát ra, thủ ấn lập tức biến hóa, trực tiếp đem năng lượng linh hồn lực tiến vào trong đầu hắc mãng khổng lồ kia. Hắc mãng rít gào, thân thể cao lớn bắn ra, tạo thành một chiếc lưới bằng linh hồn khổng lồ bao phủ không gian chừng 2.000 thước. Chiếc lưới bằng linh hồn này trực tiếp bao phủ không gian chung quanh đới lão quỷ. Chiếc lưới này vừa mới bao phủ thân thể đới lão quỷ thì gặp phải hỏa diễm chung quanh người đới lão quỷ, tức thì từng âm hưởng vang vọng không trung. Linh hồn công kích chính là công kích mạnh nhất của linh giả, bình thường sẽ không quản ngươi có thực lực mạnh bao nhiêu mà trực tiếp tạo thành công kích đối với linh hồn của ngươi. Vì vậy những vũ giả bình thường cũng không dám trêu vào linh giả, cho dù có trêu vào cũng trực tiếp dùng tốc độ nhanh nhất cận chiến chế phục linh giả, không cho linh giả có thời gian thi triển linh hồn công kích. Dưới công kích linh hồn của thôi hồn độc xuất đông vô mệnh, vẻ mặt đới lão quỷ mang theo sự ngưng trọng cùng với kinh hoàng, thân thể vội vàng lùi lại, thế nhưng cho dù hắn lùi thế nào chiếc lưới bằng linh hồn lực kia như hình với bóng luôn bao phủ không gian chung quanh hắn. Dần dần trong đầu hắn đã có linh hồn lực vô thanh vô tức xâm nhập vào. Sắc mặt đới lão quỷ trầm xuống, thủ ấn trong tay nhanh chóng đánh ra. Một cỗ khí tức nóng bỏng nhanh chóng được hình thành. Chỉ trong nháy mắt năng lượng thuộc tính hỏa khổng lồ được ngưng tụ trong không trung, trực tiếp khiến cho không gian chung quanh vặn vẹo mãnh liệt. Phá cho ta! Đới lão quỷ lớn tiếng nói, thủ ấn đánh ra, năng lượng thuộc tính hỏa khổng lồ trong không gian đột nhiên khuếch tán. Tốc độ giống như thiểm điện nhanh chóng bắn về tấm lưới bằng linh hồn lực của thôi hồn độc xuất đông vô mệnh ngưng tụ ra. Hai cỗ năng lượng kinh người trong nháy mắt va chạm. Cỗ năng lượng thuộc tính hỏa kia hóa thành hỏa diễm ngập trời khuếch tán trong hư không tạo thành âm hưởng bạo liệt. Toàn bộ không gian xuất hiện từng đám sương mù trắng,
nhiệt độ kinh khủng này khiến cho người ta hoảng sợ. Khi hai cỗ lực lượng bàng bạc đan xen với nhau, hắc mãng trong hỏa diễm ngập trời không ngừng rít gào, hỏa diễm dây dưa với hắc mãng. Ngao! Một tiếng thú giống vang lên, thanh âm này giống như sói giống. Trong ánh mắt kinh ngạc không gì sánh được của Thanh Hỏa lão quỷ và Lộc Sơn lão nhân, thân thể Bạch Linh hóa thành một đầu yêu thú có thân thể khổng lồ xuất hiện trong không trung. Thể tích của đầu yêu thú này chừng hơn 1.000 thước giống như một ngọn núi lớn, bộ lông trắng như tuyết, quanh thân có quang mang bạch sắc quanh quẩn, phía sau có 6 cái đuôi dài chừng vài trăm thước đang đánh ra từng đạo kình phong sắc bén. Cửu vĩ yêu hồ, là cửu vĩ yêu hồ. Ánh mắt Thôi Hồn Độc Suất Đông Vô Mệnh cũng không khỏi kinh ngạc nhìn vào bản thể của Bạch Linh. Vẻ mặt lập tức hoảng hốt, sắc mặt Thanh Hỏa lão quỷ và Lộc Sơn lão nhân càng thêm kinh ngạc. Loại yêu thú như cửu vĩ yêu hồ không phải nơi nào cũng có. Bạch Linh khôi phục lại bản thể, kình phong vô tận từ trong cơ thể bạo phát ra khiến cho toàn bộ không gian run rẩy. Thân thể mang theo uy thế tuyệt đối không có một chút đình trệ nào trực tiếp lao thẳng về phía đới lão quỷ. Thân ảnh khổng lồ nhanh như thiểm điện mơ hồ lộ ra uy năng khiến cho ngay cả không gian cũng phải vặn vẹo, không khí chung quanh không ngừng bạo động, thanh âm bạo liệt liên tiếp vang lên. Chết đi! Nói xong, hai mắt Bạch Linh bắn ra hàn ý, 6 cái đuôi phía sau giống như linh xà xuất động đánh về phía trước. Siêu siêu! 6 cái đuôi lớn trên bản thể Bạch Linh xuyên thấu qua hắc mang và hỏa diễm mang theo lực lượng sắc bén vây khốn đới lão quỷ vào bên trong. Không gian Thôi Hồn Độc Suất Đông Vô Mệnh và đới lão quỷ giao chiến chỉ sợ cũng chỉ có Bạch Linh mới dám tới gần. Là cửu vĩ yêu hồ. Sắc mặt đới lão quỷ biến đổi, cửu vĩ yêu hồ trong đám yêu thú được coi là vương giả, cho dù là mấy tộc đàn có huyết mạch đỉnh cấp kia so với cửu vĩ yêu hồ cũng không đáng tính đến. Lúc này bản thân gặp phải cửu vĩ yêu hồ, đới lão quỷ không khỏi hít sâu một hơi. Chống lại Thôi Hồn Độc Suất Đông Vô Mệnh, đới lão quỷ đã miễn cưỡng rồi. Trong đầu hắn đang phải thừa nhận linh hồn công kích khiến cho hắn càng thêm cật lực. Giờ lại bị Bạch Linh công kích, 6 cái đuôi lớn xuyên qua hỏa diễm trực tiếp phong tỏa không gian xung quanh hắn, bạch quang trên 6 cái đuôi lóe lên khiến hắn cảm thấy lo lắng không thôi. Siêu! Một cái đuôi run lên, lực lượng bàng bạc xuyên qua không gian trực tiếp đánh vào trên người đới lão quỷ. Khục khục! Dưới sự công kích của cỗ lực lượng mạnh mẽ này, hộ thân cương khí bằng hỏa diễm quanh người đới lão quỷ nứt nẻ đồng thời miệng phun ra một ngụm máu. Siêu! Lại một cái đuôi khác trên bản thể của Bạch Linh giống như độc xà từ trong không trung trực tiếp quay lại, tiếp tục đánh vào trên người đới lão quỷ. Tốc độ quá nhanh, mà đới lão quỷ lại bị linh hồn công kích của Thôi Hồn Độc Suất Đông Vô Mệnh vây khốn, căn bản không thể né trách. Cái đuôi của Bạch Linh lần thứ hai xuyên qua không gian trong chớp mắt bạch quang run lên lập tức hung hăng đánh vào trên người đới lão quỷ. Phanh! Khục khục! Thân thể đới lão quỷ bị chấn động cực mạnh, miệng phun ra một ngụm máu. Cỗ lực lượng khổng lồ này quá mức mạnh mẽ khiến cho hắn không thể chống lại được. Siêu siêu siêu! 4 tiếng xé gió vang vọng, 4 cái đuôi còn lại của Bạch Linh bắn thẳng về phía đới lão quỷ, lực lượng trên mỗi cái đuôi khiến cho đới lão quỷ lúc này không khỏi sợ hãi. Đây là loại cảm giác sợ hãi trước tử vong, giết một vũ xuất cửu trọng tuyệt đối vô cùng khó khăn. Thế nhưng lúc này 4 cái đuôi khổng lồ hung hăng đánh xuống, khí tức tử vong nhanh chóng bao phủ chung quanh thân thể đới lão quỷ. Phanh phanh! 4 thanh âm bạo liệt vang lên bởi 4 cỗ lực lượng đánh vào trong cơ thể đới lão quỷ. Lúc này đới lão quỷ hoàn toàn không có lực chống lại, đan điền trong cơ thể trực tiếp bị vỡ. Cảm giác đau đớn tràn ngập, thân thể bị đánh bay về phía sau, miệng phun ra một ngụm máu. Khục khục! Máu tươi phun ra mang theo nội tạng bị nghiền nát. Thân thể đới lão quỷ nhanh chóng rơi xuống từ không trung. Mà lúc này hắc mãng do Thôi Hồn Độc Suất Đông Vô Mệnh hóa thành cũng lập tức chuyển thành một đạo lưu quang hắc sắc mang theo khí tức khiến tim đập nhanh bắn vào trong mi tâm đới lão quỷ. Phanh phanh! Cùng với linh hồn công kích, lúc này đới lão quỷ căn bản không thể phản kháng, thân thể từ trên cao đập xuống một khối đá lớn trên mặt đất. Khối đá chừng trăm thước trên mặt đất lập tức hóa thành cho tràn. Lúc này đới lão quỷ không muốn chết thì cũng phải chết. Có thể chính hắn cũng không biết tại sao mình lại có kết cục này. Lão đại, đới lão quỷ này đã chết. Thân thể tiểu long đứng thẳng, đôi mắt nho nhỏ nhìn vào trên người đới lão quỷ rồi nói. Lục Lâm Thiên ngạc nhiên, một vũ xuất cửu trọng cứ như vậy mà chết đi. Mà đại chiến vừa rồi cũng khiến cho hắn kinh hãi. Đông Vô Mệnh và Bạch Linh liên thủ tuyệt đối vô cùng kinh khủng, vô hình chung có hiệu quả hỗ trợ lẫn nhau.
Một người công kích cơ thể, một người công kích linh hồn khiến cho đối thủ khó lòng phòng bị, cũng vô pháp chống lại. Thực lực hai người vốn cường hãn hơn đối phương, vừa rồi Lục Lâm Thiên cũng cảm giác được, lão độc vật và Bạch Linh liên thủ, uy lực tạo ra tăng gấp mấy lần, cho nên đới lão quỷ kia mới không kịp phản kháng mà đã bị đánh chết. Trong đầu Lục Lâm Thiên lúc này đang không ngừng suy nghĩ. Không biết Linh Vũ phối hợp của hắn liệu có hiệu quả như vậy không? Đây cũng là một cách phối hợp khác, cách này lại không giống như cách hắn thường dùng ban đầu, điều này khiến cho Lục Lâm Thiên không khỏi suy nghĩ lại. Thân ảnh thôi hồn độc xuất đông vô mệnh đáp xuống bên người thi thể của đới lão quỷ, ánh mắt có chút biến đổi. Muốn một vũ xuất chết đi quả thực không hề dễ dàng gì. Bên trên thế nào rồi? Thôi hồn độc xuất đông vô mệnh tới bên người Lục Lâm Thiên rồi hỏi. Tất cả đã giải quyết, không có trở ngại gì. Lục Lâm Thiên nói, hai hàng lông mày lập tức nhíu lại rồi nói với thôi hồn độc xuất đông vô mệnh, thanh hỏa lão quỷ, lộc sơn lão nhân. Đông lão, mọi người về trấn thủ phi linh môn đi. Có lẽ ta sẽ về muộn một chút, hiện tại phi linh môn rất cần người trấn thủ, không thể lơ là một phút một giây nào. Vậy ngươi cẩn thận một chút. Thôi hồn độc xuất đông vô mệnh nói, ánh mắt lúc này đã rơi vào trên người Bạch Linh. Ánh mắt mơ hồ có chút nghi hoặc. Thực lực Bạch Linh rất mạnh không dưới hắn, thế nhưng hắn cũng cảm giác được yêu thú thất giai cửu vĩ yêu hồ này dường như so với những yêu thú thất giai khác yếu hơn một chút. Cũng chưa chân chính đạt được thực lực như thất giai bình thường. Thầm than một tiếng, trong lòng thôi hồn độc suốt đông vô mệnh cho rằng Bạch Linh ẩn tàng thực lực, dù sao đi nữa, chỉ cần đánh chết đới lão quỷ là được, cũng không cần xuất toàn lực. Đông lão yên tâm đi. Trên quỷ Vũ Tông hiện tại cũng không xảy ra chuyện gì được. Lục Lâm Thiên nói, lúc này quỷ Vũ Tông đã giải quyết xong Lục Lâm Thiên cũng có thể thở dài một hơi. Tất cả đều như trong kế hoạch, hơn nữa may mà có nội ứng như đới cương tử này cho nên mới có kết quả như hiện tại. Có Bạch Linh ở đây thôi hồn độc suốt đông vô mệnh cũng không lo lắng tới an toàn của Lục Lâm Thiên. Sau khi dặn dò vài câu liền lập tức mang theo thanh hỏa lão quỷ và lộc sơn lão nhân rời đi. Lộc Sơn lão nhân và thanh hỏa lão quỷ lúc rời đi cũng không nhìn được mà liếc nhìn Bạch Linh một cái. Hóa ra nữ tử tuyệt mỹ này lại là yêu thú thất giai cửu vĩ yêu hồ, điều này khiến cho hai người vô cùng kinh ngạc. Quả thực hai người chưa từng nghĩ tới bên người Lục Lâm Thiên lại có con bài như vậy. Thân thể thực mạnh mẽ. Lục Lâm Thiên đi tới bên người đới lão quỷ, bị thương nặng như vậy, bên trong thân thể bị phá hủy. Thế nhưng bên ngoài nhìn qua vẫn vô cùng hoàn hảo, điều này khiến cho Lục Lâm Thiên có chút kinh ngạc. Thân thể của vũ xuất cửu trọng quả nhiên không giống bình thường. Khẽ thở dài một tiếng, Lục Lâm Thiên từ trong miệng đới cương tử cũng biết, đới lão quỷ vốn có tên là đới hổ huy là cường giả trong cổ vực cho nên người bình thường hay gọi hắn là đới lão quỷ. Sau khi gỡ nhẫn chữ vật trên tay đới lão quỷ xuống, Lục Lâm Thiên lập tức thu lấy thi thể đới lão quỷ. Thi thể vũ xuất cửu trọng nếu như hắn có thể luyện chế thành khôi lỗi thì cũng tương đương với khôi lỗi cấp 5 đỉnh giai, đến lúc đó thực lực tuyệt đối sẽ không thấp. Cho dù luyện chế thành bán khôi lỗi thì cũng có cái giá cực cao. Bạch Linh, vất vả cho nàng rồi. Sau khi thu thập một phen Lục Lâm Thiên đi tới trước người Bạch Linh, nhìn vào nữ tử quyến rũ trước mặt này, Lục Lâm Thiên mỗi lần nhìn vào đều không nhịn được mà ngẩn ra. Vẻ lạnh lùng, uy nghiêm. Quyến rũ này chỉ sợ ngoại trừ Bạch Linh ra cũng không có ai khác như vậy nữa. Mà lần này Bạch Linh xuất thủ cũng khiến cho Lục Lâm Thiên phải nói lời cảm ơn. Lục Lâm Thiên hiểu rõ Bạch Linh đáp ứng điều kiện đi theo bên người hắn 5 năm chính là bảo hộ hắn chứ không phải là làm tay chân cho hắn. Người này thực lực không kém, nếu như không có linh xuất cửu trọng như đông vô mệnh liên thủ muốn giết hắn cũng không dễ dàng như vậy. Bạch Linh nói, thực lực của Bạch Linh tỷ quả thực cường hãn. Lúc này thân thể Tiểu Long đã nhảy sang vai Bạch Linh. Trên quỷ Vũ Tông, lúc này trên sân rộng một mảnh hỗn độn giống như vừa rồi mới trải qua một trận địa chấn. Lúc này có không ít đệ tử quỷ Vũ Tông đang thu dọn. Dưới chân quỷ Vũ Tông, tiếng động kinh thiên trên quỷ Vũ Tông đã hấp dẫn không ít người trong thành quỷ Vũ chú ý, cả đám lập tức nhìn vào trên quỷ Vũ Tông. Thế nhưng khoảng cách quá xa, hơn nữa lại có cây cối. Những tảng đá lớn che khuất cho nên cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Những đệ tử quỷ Vũ Tông ở trong thành quỷ Vũ tụ tập dưới chân núi, bọn họ muốn lên núi, thế nhưng khi đi tới sườn núi thì lại có hộ pháp ngăn lại, các đệ tử không thể ra vào. Khi Lục Lâm Thiên lần thứ hai đi tới sân rộng, lúc này tất cả đã kết thúc, mà đệ tử quỷ Vũ Tông lúc này cũng không còn ai dám ngăn cản Lục Lâm Thiên.
Lục trưởng môn, thế nào rồi? Đới Cương Tử nhìn thấy Lục Lâm Thiên, liền tiến lên phía trước rồi hỏi. Sau này đới tông chủ có thể yên tâm ngồi trên chức vị tông chủ Quỷ Vũ Tông rồi. Lục Lâm Thiên nói, sự lo lắng của đới Cương Tử đương nhiên Lục Lâm Thiên hiểu rõ. Nếu như đới lão quỷ không chết vậy thì vị tông chủ như hắn sẽ không yên tâm. Đa tạ Lục trưởng môn. Đới Cương Tử vui vẻ nói, sau này cũng không ai có thể làm lay động địa vị của hắn tại Quỷ Vũ Tông nữa. Sau khi vui mừng, sắc mặt đới Cương Tử lập tức biến đổi nói. Lục trưởng môn, thế nhưng vẫn còn có một chuyện phiền toái. Chuyện gì? Lục Lâm Thiên nhíu mày, lập tức hỏi. Vừa rồi bạo loạn, trong lúc chúng ta không để ý thì mẫu tử đới Trường An lập tức cưỡi yêu thú phi hành chạy thoát, chúng ta cũng không đuổi theo, không biết bọn chúng chạy đi đâu. Sắc mặt đới Cương Tử trầm xuống rồi nói. Mẫu tử đới Trường An sao? Lục Lâm Thiên nhíu mày, trừ cỏ không trừ tận gốc, đây chính là chuyện phiền toái nhất, huống chi ở giữa còn liên lụy tới những việc khác. Đới Tông Chủ, tìm một địa phương yên tĩnh chúng ta thương lượng một chuyện. Lục Lâm Thiên do dự một chút rồi nói với đới Cương Tử. Trong một mật thất của Quỷ Vũ Tông, lúc này hai người Lục Lâm Thiên và đới Cương Tử đang ngồi đó. Trên vai Lục Lâm Thiên còn có Tiểu Long và Bạch Linh đã thu nhỏ thân thể. Lục trưởng môn, đại tẩu kia của ta có chút quan hệ với Linh Thiên Môn, ta lo lắng mẫu tử đới Trường An sau khi chạy thoát sẽ đi tới Linh Thiên Môn, nếu như Linh Thiên Môn xuất đầu, tới lúc đó ta. Đới Cương Tử còn chưa nói hết, Lục Lâm Thiên đã ngắt lời hắn rồi nói. Đới Tông Chủ, chẳng lẽ ngươi lo lắng Linh Thiên Môn sẽ vì đới Đường mà xuất đầu? Không sai. Thực lực của Linh Thiên Môn trong toàn bộ cổ vực cũng là thế lực nhất lưu, Quỷ Vũ Tông ta còn không tính là gì. Nếu như Linh Thiên Môn thực sự vì đới đạo tử xuất đầu, vậy thì chúng ta phải làm thế nào? Đới Cương Tử có chút hoảng hốt nói. Lục Lâm Thiên nhíu mày, đây cũng là vấn đề hắn lo lắng nhất. Thực lực của Linh Thiên Môn so sánh với Quỷ Vũ Tông mạnh hơn gấp bội. Đối với thực lực của Linh Thiên Môn Lục Lâm Thiên cũng hiểu một chút, thực lực so với Tam Tông Tứ Môn cũng không kém là bao. Đới Tông Chủ cũng không cần quá lo lắng, có lẽ cho dù thực lực của Linh Thiên Môn mạnh mẽ như thế nào cũng không thể động vào Quỷ Vũ Tông, nếu như thực sự có ngày đó chúng ta lại thương lượng việc này cũng không muộn. Lục Lâm Thiên nói, Linh Thiên Môn vì đới Đường xuất đầu, Lục Lâm Thiên đã sớm nghĩ tới bằng không sao lại tới phiên đới Cương Tử làm Tông Chủ. Mặt khác, Lục Lâm Thiên cũng có dự định, Quỷ Vũ Tông nằm trong tay đới Cương Tử đối với Phi Linh Môn mà nói không có ảnh hưởng gì nữa. Sau này dưới sự bao phủ của Quỷ Vũ Tông Phi Linh Môn có thể yên tâm phát triển, đây mới là điều quan trọng nhất. Vậy cũng đúng, nơi này là biên giới sát cổ vực, Linh Thiên Môn cũng không vươn xúc tu tới được. Đới Cương Tử nói, đới Tông Chủ, chuyện của cha ngươi tạm thời đừng cho bất luận kẻ nào biết, ngay cả trưởng lão, hộ pháp trong tông cũng phải giấu. Lục Lâm Thiên nhíu mày rồi nói với đới Cương Tử, chuyện này Lục Lâm Thiên cũng phải lo lắng. Quỷ Vũ Tông chỉ dựa vào đới Cương Tử tuyệt đối không thể trấn áp, nếu như các thế lực chung quanh biết đới lão quỷ đã ngã xuống, thì Quỷ Vũ Tông sẽ bị những thế lực khác chậm rãi ăn mòn. Mà lúc này Quỷ Vũ Tông tuy rằng là của đới Cương Tử thế nhưng trong lòng Lục Lâm Thiên, từ sau khi đánh chết đới lão quỷ kia, hắn đã cho rằng Quỷ Vũ Tông là của mình, thứ của mình đương nhiên không thể để cho người khác chạm vào. Ta hiểu rồi, sau này Quỷ Vũ Tông và Phi Linh Môn chính là người một nhà. Chuyện của Phi Linh Môn chính là chuyện của Quỷ Vũ Tông ta. Đới Cương Tử vỗ ngực nói. Sau này Phi Linh Môn và Quỷ Vũ Tông chính là minh hữu, hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ. Lục Lâm Thiên mở miệng cười. Đương nhiên. Đới Cương Tử nói. Lục trưởng môn, dựa theo ước định, sau này địa bàn của Thiên Sơn Môn, Cửu Hoa Sơn và Thiên Nhất Môn đều là của Lục trưởng môn. Đa tạ đới Tông Chủ. Lục Lâm Thiên nói, có ba địa phương này. Sau này hắn muốn phát triển đệ tử của Phi Linh Môn sẽ dễ hơn nhiều. Lục trưởng môn, chuyện này đã xong, Quỷ Vũ Tông chúng ta đã là người một nhà với Phi Linh Môn, không biết Lục trưởng môn có thể đưa giải dược của viên độc đan kia cho ta hay không? Đới Cương Tử nói. Ha ha! Lục Lâm Thiên mỉm cười, trong lòng khẽ trầm xuống. Đới Cương Tử này quả thực cũng không thực tâm phục hắn, có lẽ trong lòng vẫn đang có ý nghĩ khác. Khi trước không chút do dự ăn vào độc đan đó là bởi vì cầu sinh trong tuyệt vọng. Lúc này nhìn thấy Quỷ Vũ Tông đã định lập tức muốn tự mình đứng lên, thoát khỏi khống chế. Trong lòng Lục Lâm Thiên thầm than, mọi người đều là vậy, đều có một vết sẹo trong tâm lý.
khẽ mỉm cười, Lục Lâm Thiên nói. Đới tông chủ, độc đan này có chút quỷ dị, phải mất một năm mới điều chế ra được. Hiện tại giải dược cũng không có ở trên người ta, ngày khác nhất định ta sẽ đưa giải dược tới cho đới tông chủ. Hiện tại Quỷ Vũ Tông và Phi Linh Môn đã là người một nhà, đương nhiên phải cấp giải dược cho đới tông chủ rồi. Vậy thì làm phiền Lục tông chủ rồi. Ánh mắt đới cương tử khẽ trầm xuống, thế nhưng cũng không dám có hành động gì, chỉ có thể cười làm lành nói. Đới tông chủ, mấy linh tướng và vũ tướng đới đường lưu lại đối với ta có chút công dụng, ta mang chúng đi được không? Lục Lâm Thiên nói, mấy người linh tướng và Đỗ Vân Sơn còn một hơi thở, Lục Lâm Thiên cũng không muốn buông tha. Sau khi thôn vệ có thể khiến cho hắn trực tiếp đề thăng tu vi. Chuyện này, đới cương tử có chút do dự, dù sao đây cũng là cường giả của Quỷ Vũ Tông, trải qua bạo loạn lớn như vậy đương nhiên hắn biết thực lực của Quỷ Vũ Tông đã giảm đi. Nếu nhưng có thể để cho mấy linh tướng và vũ tướng kia quy thuận hắn, thực của Quỷ Vũ Tông có thể giảm bớt sự tổn thất, cho nên hắn cũng không muốn giao cho người khác. Đới tông chủ, lẽ nào ta muốn vài người ngươi cũng không đồng ý sao? Sắc mặt Lục Lâm Thiên trầm xuống rồi nói. Cảm nhận được biến hóa của Lục Lâm Thiên, cơ mặt đới cương tử co quắp một chút rồi nói. Mấy người kia đều là người của đới đường, đối với lục trưởng môn có chút hữu dụng vậy thì mang đi cũng không sao. Đới tông chủ, ta cũng muốn tốt cho ngươi, đây Thủy Chung vẫn là người đới đường, nếu như giữ lại sớm muộn cũng là một tai họa với ngươi. Sắc mặt Lục Lâm Thiên hòa hoãn một chút, ánh mắt khẽ đảo qua đới cương tử. Lục trưởng môn nói rất đúng. Đới cương tử nói. Đới tông chủ, ta đi trước, có lẽ sắp tới Quỷ Vũ Tông sẽ bận rộn cho nên ta cũng quấy rầy tông chủ nữa. Lục Lâm Thiên nói, Quỷ Vũ Tông xảy ra chính biến. Tuy rằng thế lực của đới đường đã bị khống chế, nhưng cũng có một ít việc không thể không làm. Có lẽ đới cương tử này sẽ bận rộn một trận nha. Ta đưa lục trưởng môn hạ sơn. Đới cương tử nói. Nửa canh giờ sau, trên không trung thành Quỷ Vũ, thiên sĩ tuyết sư bay đi, trên lưng của nó còn có 6 người uể oải nằm đó, mỗi người chỉ còn một chút hơi thở, đó chính là những trưởng lão của Quỷ Vũ Tông. Phía sau lưng thiên sĩ tuyết sư, Nghịch Lân yêu bằng, Thủy Hỏa yêu giao, Huyết Ngọc yêu hổ, Thái Âm yêu thỏ, Huyết Tích dịch đều ở trên. Lúc trước chúng thú không xuất thủ vẫn ở trong không gian thú nang, Lục Lâm Thiên cũng coi như đó là một con bài chưa lật của mình, thế nhưng kết quả mọi chuyện lại thuận lợi, cũng không cần chúng thú xuất thủ. Trong lòng đới cương tử kia dường như đối với ngươi không phục, ngươi có định giết hắn không? Trên lưng thiên sĩ tuyết sư, Bạch Linh nằm đó với dáng vẻ lười nhác, có chút hứng thú hỏi. Không vội, đới cương tử không đủ trình độ. Lục Lâm Thiên mở miệng cười nói, chỉ là đáng tiếc cho đới đường, đúng như lời nói trước khi chết của đới đường, không sợ đối thủ như thần, chỉ sợ huynh đệ ngu như heo. Bằng không, chính mình sao có thể dễ dàng giải quyết Quỷ Vũ Tông như vậy? Nghĩ tới chuyện Quỷ Vũ Tông đã giải quyết, tuy rằng trong lòng Lục Lâm Thiên có chút vui vẻ, thế nhưng cũng không vui vẻ quá mức. Đây chỉ là bước đầu tiên của Phi Linh Môn mà thôi, có thể loại bỏ trở ngại như Quỷ Vũ Tông. Thế nhưng Quỷ Vũ Tông nhiều nhất chỉ là một thế lực nhị lưu bình thường mà thôi, còn có một ít thế lực nhị lưu cường hãn hơn Quỷ Vũ Tông nhiều. Phi Linh Môn muốn chân chính quật khởi cũng tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng. Vạn sự khởi đầu nan, đây chính là bước đầu tiên cần phải đi, Lục Lâm Thiên cũng cảm thấy nhẹ lòng, dựa theo xu thế phát triển hiện tại, Phi Linh Môn quật khởi là chuyện sớm muộn. Tiếp tục tu luyện. Sau khi suy nghĩ một lát, Lục Lâm Thiên lập tức khoanh chân ngồi xuống. Một tay chụp vào thiên linh cái của linh tướng tứ trọng đang hấp hối kia. Bí mật tu luyện của Lục Lâm Thiên Bạch Linh đã sớm phát hiện ra cho nên cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, chỉ có chút hiếu kỳ mà thôi, một lát sau, Bạch Linh cũng bắt đầu chìm vào tu luyện. Không bao lâu sau, tên linh tướng tứ trọng kia trong tay Lục Lâm Thiên nhanh chóng hóa thành một cỗ thây khô. Nhìn thấy một màn nào, năm người đang hấp hối còn lại đều vô cùng kinh hãi, thế nhưng cả người không thể nhúc nhích. Một cỗ cảm giác lạnh lẽo đột nhiên hiện lên trong lòng năm người. Âm dương linh vũ quyết được vận chuyển, Lục Lâm Thiên nhanh chóng luyện hóa cỗ linh lực vừa được thôn vệ vào bên trong cơ thể. Một lát sau quanh thân đã được bao phủ bởi một tầng quang mang bạch sắc vô hình. Tốc độ thiên sĩ tuyết sư không phải thứ mà yêu thú bình thường như Quỷ Vũ Tông có thể so sánh. Sau một ngày một đêm Lục Lâm Thiên đã trở về Phi Linh Môn. Nhanh chóng gọi Lục Tiểu Bạch và Lưu Nhất Thủ tới, còn có chúng trưởng lão. Lục Lâm Thiên nói với mọi người tiếp thu địa bàn của Thiên Nhất Môn, Thiên Sơn Môn và Cửu Hơn Sơn.
Biết được Phi Linh Môn đơn giản chiếm được những địa bàn này, chúng trưởng lão Phi Linh Môn đều kinh ngạc không ngớt, thế nhưng chỉ có Lưu Nhất Thủ và Lục Lâm Thiên không có chút kinh ngạc nào. Chúng trưởng lão Phi Linh Môn đối với các đường trong Phi Linh Môn cũng không biết tới, cũng không biết Quỷ Vũ Tông đã có chính biến. Việc này Lục Lâm Thiên cũng không định nói cho chúng trưởng lão nghe lúc này. Sau khi nói xong, Lục Lâm Thiên trực tiếp tiến vào trong mật thất ở Hậu Sơn, linh lực thôn phệ từ linh tướng tứ trọng kia còn chưa luyện hóa hoàn toàn. Một linh tướng tứ trọng, một linh tướng lục trọng, Lục Lâm Thiên phỏng đoán có lẽ cũng đủ để hắn luyện hóa trong đoạn thời gian không ngắn. Lục Lâm Thiên bế quan, chúng trưởng lão Phi Linh Môn lập tức an bài đệ tử tiếp nhận địa bàn Thiên Nhất Môn. Các đường của Phi Linh Môn lúc này cũng đã thu được tin tức từ Quỷ Vũ Tông. Đối với các đường, Lục Lâm Thiên cũng có an bài, dưới sự truyền lời của Lục Tiểu Bạch và Lưu Nhất Thủ, ám đường và vũ đường, linh đường toàn lực phát triển, chỉ có hình đường là nhẹ nhàng nhất. Về phần kim đường tạm thời nằm trong tay Lưu Nhất Thủ cũng không nhàn rỗi, lúc này càng thêm bận bịu, thế nhưng tốc độ phát triển cũng cực kỳ kinh người. Phi Linh Môn tiếp thu địa bàn to lớn của Thiên Nhất Môn, cửa hàng Phi Linh Môn lúc này cũng chuẩn bị mở một chi nhánh, nhưng đây không phải là chuyện dễ dàng. Lại thêm việc kiến tạo thành trì và liên quan tới dược liệu, Lưu Nhất Thủ là Lục Tiểu Bạch liên tục chạy đi chạy lại, mặc dù bận rộn nhưng trong lòng hai người cực kỳ hưng phấn. Lúc này số tiền tiến vào trong cửa hàng Phi Linh Môn mỗi ngày tính bằng vạn, thu nhập từ các loại cũng khiến cho hai người vô cùng thỏa mãn. Kiếm nhiều như vậy cho nên hai người tuy rằng bận bịu lại cực kỳ hưng phấn. Hai người đều là dạng người giữ của, mỗi ngày nhìn thấy cửa hàng Phi Linh Môn có thu hoạch như vậy đều vui vẻ cười không ngậm miệng được. Ba ngày sau, Lục Lâm Thiên thở ra một ngụm trọc khí từ trong cơ thể. Lúc này linh lực trong người hắn đã tăng lên linh tướng tam trọng đỉnh phong, không chút do dự, Lục Lâm Thiên tiếp tục thôn vệ linh tướng lục trọng kia. Linh lực của linh tướng lục trọng vô cùng khổng lồ khiến cho Lục Lâm Thiên hầu như khó có thể chấp nhận, cuối cùng mới miễn cưỡng chịu được. Lần thứ hai bắt đầu tu luyện, dưới sự luyện hóa linh lực này, tốc độ tăng trưởng tu vi vô cùng nhanh chóng. Thời gian trôi qua, trong Quỷ Vũ Tông lại trải qua một lần thanh trừng lớn, những đệ tử bình thường cũng không biết chuyện gì xảy ra, có người cũng suy đoán một chút, thế nhưng không ai dám nói ra miệng. Mấy ngày này, trong Quỷ Vũ Tông có một số người không hiểu vì lý do gì đột nhiên biến mất khiến cho không ít người hoảng hốt lo sợ. Thế nhưng việc này cũng không kéo dài, Quỷ Vũ Tông lại khôi phục như bình thường. Thiên hạ không có bức tường nào không lọt gió. Chuyện xảy ra trong Quỷ Vũ Tông chậm rãi truyền đi khiến cho không ít thế lực chú ý. Buổi tối ngày thứ tư Lục Lâm Thiên bế quan, lúc này toàn bộ thạch thất được bao phủ trong một tầng quang cháo trong suốt. Trong đầu Lục Lâm Thiên, hồn đan nhanh chóng chuyển động, linh lực trong đầu đã đạt tới trạng thái no đủ, quang cháo trong suốt quanh người lúc này càng thêm chói mắt. Trong khoảnh khắc có một cỗ năng lượng vô hình trong thiên địa đột nhiên hội tụ tới, bắt đầu tiến vào trong cơ thể Lục Lâm Thiên. Khí tức trên người Lục Lâm Thiên lúc này trong nháy mắt kéo lên. Sau khi duy trì liên tục một canh giờ như vậy, khí tức trên người Lục Lâm Thiên dường như gặp phải bình cảnh, không thể không đột phá. Phanh! Một tiếng trầm muộn từ trong đầu Lục Lâm Thiên truyền ra, cỗ năng lượng ba động đột nhiên xuất hiện, khí tức trên người Lục Lâm Thiên tiếp tục được kéo lên. Linh lực trong đầu Lục Lâm Thiên lúc này đột nhiên áp xúc, không gian trong đầu được mở rộng. Một cỗ năng lượng vô hình trong thiên địa nhanh chóng tiến vào trong cơ thể Lục Lâm Thiên. Tiểu đao màu vàng thần bí trong đầu Lục Lâm Thiên cũng xoay tròn, tốc độ nhanh hơn không ít, cũng hấp thu không ít linh hồn lực. Thế nhưng tiểu đao màu vàng này rõ ràng vô cùng nhỏ lại giống như một cái động không đáy, linh hồn lực bị nó hấp thu dường như mãi không đủ, còn xa mới đạt tới trạng thái no đủ. Mấy canh giờ sau, khí tức trên người Lục Lâm Thiên mới bình ổn trở lại. Mà lúc này khí tức trên người Lục Lâm Thiên đã là linh tướng tứ trọng. Phù! Thở ra một ngụm chọc khí, Lục Lâm Thiên mở hai mắt ra, cảm nhận linh lực trong đầu lúc này khiến cho hắn không khỏi nở nụ cười. Đột phá tới linh tướng tứ trọng, mà linh lực thôn phệ linh tướng lục trọng khi trước chỉ luyện hóa được một bộ phận nhỏ mà thôi. Tiếp tục luyện hóa. Còn linh lực để luyện hóa, đối với Lục Lâm Thiên mà nói đây là một chuyện vô cùng vui vẻ. Thôn phệ vũ giả dễ thế nhưng muốn thôn phệ linh giả vô cùng khó. Linh giả không thể dễ dàng gặp được như vậy, cho nên tu vi linh giả của hắn so với tu vi vũ giả yếu hơn không ít. Điều này vẫn làm cho Lục Lâm Thiên vô cùng bất đắc dĩ. Hắn tu luyện âm dương linh vũ quyết chú trọng linh vũ đồng thời đột phá, bằng không hắn cũng không thể đột phá tu vi được,
điều này làm cho Lục Lâm Thiên không ngừng sốt ruột đối với tu vi linh giả của mình. Một lát sau, Lục Lâm Thiên tiếp tục tiến vào trạng thái tu luyện, quanh thân được bao phủ bởi một vòng quang cháo vô hình. Hai ngày qua nhìn thấy Lục Lâm Thiên thôn phệ linh giả, bốn trưởng lão vũ tướng còn lại của Quỷ Vũ Tông bao gồm cả Đỗ Vân Sơn kia ở bên trong ít nhiều cũng nhìn ra được cái gì đó, cả đám đều vô cùng kinh hãi. Thời gian chậm rãi trôi qua, Phi Linh Môn đang phát triển trong yên bình. Thực lực Phi Linh Môn càng lúc càng lớn, người tới gia nhập Phi Linh Môn càng lúc càng nhiều. Đương nhiên, loại chuyện như thế này không cần Lục Lâm Thiên bận tâm. Có chúng trưởng lão và hộ pháp bên ngoài, mà hiện tại yêu cầu tiến vào Phi Linh Môn tuy rằng không phải cao lắm mà cũng không phải là thấp đủ để khiến cho nhiều người không thể tiến vào. 10 ngày sau, lúc này Phi Linh Môn đã khống chế được địa bàn của Thiên Nhất Môn, Thiên Sơn Môn còn có Cửu Hoa Sơn. Đương nhiên đây chỉ là khống chế mặt ngoài mà thôi. Thực lực của Phi Linh Môn khiến cho những thế lực nhỏ trên những địa bàn này không thể phản kháng, thế nhưng cũng sẽ không thuần phục một cách đơn giản như vậy. Muốn chân chính khống chế cần phải mất khá nhiều thời gian. 3 địa phương này bị Phi Linh Môn nắm trong tay, cửa hàng của Phi Linh Môn lập tức tiến vào thành lập chi nhánh ở đó. Ngày thứ 14, trong mật thất phía sau hậu sơn Phi Linh Môn, một cỗ khí tức nóng bỏng nhanh chóng xuất hiện. Trong mật thất, lúc này Hỏa Long Đỉnh cũng xuất hiện trước người Lục Lâm Thiên. Linh hỏa gào thét, trong Hỏa Long Đỉnh lúc này đang luyện hóa thi thể của đới lão quỷ kia. Tạp chất trong cơ thể đều bị luyện hóa, gân cốt cơ thể nhanh chóng bị co rút, dường như có thêm lực lượng ngưng tụ lại. Luyện chế thi thể vũ xuất cửu trọng không phải là chuyện dễ dàng chút nào. Cũng may đây chỉ là một cỗ thi thể mà thôi, bằng không Lục Lâm Thiên căn bản không thể luyện hóa. Thế nhưng luyện chế như vậy cũng khiến cho Lục Lâm Thiên ăn không tiêu. Trải qua 5 ngày luyện hóa, lúc này sắc mặt Lục Lâm Thiên đã tái nhợt, tiêu hao không ít. 5 ngày trước Lục Lâm Thiên đã luyện hóa xong linh lực của linh tướng lục trọng kia. Tu vi đã tăng lên linh tướng tứ trọng đỉnh phong, cũng không đột phá tới linh tướng ngũ trọng. Linh tướng lục trọng kia vốn đã bị thương nặng, tiêu hao cũng không ít cho nên không thể giúp Lục Lâm Thiên đột phá tới linh tướng ngũ trọng. Thế nhưng may mà linh tướng tứ trọng đỉnh phong cũng cách linh tướng ngũ trọng không xa. Sau khi luyện hóa xong linh lực, Lục Lâm Thiên bắt đầu luyện chế khôi lỗi. Thi thể vũ xuất cửu trọng là một bảo vật, Lục Lâm Thiên cũng không muốn lãng phí. Dùng một vũ xuất cửu trọng còn sống luyện chế thành khôi lôi, Lục Lâm Thiên cũng không dám nghĩ tới. Thực lực của hắn hiện tại còn xa mới đạt tới bước đó. Thế nhưng luyện chế thi thể vũ xuất cửu trọng thì hắn lại có thể miễn cưỡng làm được. Thế nhưng luyện hóa thi thể thành khôi lỗi thì hiệu quả sẽ kém hơn rất nhiều. Người sống luyện chế thành khôi lỗi thực lực còn có thể tăng cường. Thế nhưng khôi lỗi được luyện chế thành thi thể thì thực lực sẽ giảm đi. Một cỗ thi thể vũ xuất cửu trọng cho dù dùng tài liệu tốt nhất, do một cường giả luyện chế ra thì nhiều nhất cũng chỉ là khôi lỗi cấp 6 sơ giai mà thôi. Mà lúc này đối với thi thể đới lão quỷ Lục Lâm Thiên phỏng đoán luyện chế ra khôi lỗi cấp 5 hậu giai đã rất không tồi rồi. Dù sao tài liệu luyện chế, thực lực bản thân có thể làm được bước này không còn chờ vào vận khí. Thủ ấn trong tay Lục Lâm Thiên liên tục biến hóa, lúc này thân thể đới lão quỷ đã chuyển thành màu đen. Lục phủ ngũ tạng của đới lão quỷ đã tổn thương vô cùng nghiêm trọng, vượt quá sự tưởng tượng của Lục Lâm Thiên. Lục phủ ngũ tạng đã bị Bạch Linh đánh nát, đối với việc luyện chế khôi lỗi cũng tạo thành ảnh hưởng cực lớn. Khống hồn. Một lát sau, thủ ấn Lục Lâm Thiên tiếp tục biến hóa. Trong nghi tâm có một đạo năng lượng vô hình bắn ra, lập tức tiến vào trong nghi tâm đới lão quỷ đang ở trong Hỏa Long Đỉnh. Một đạo linh hồn lực của Lục Lâm Thiên trong nháy mắt tiến vào không gian trong đầu đới lão quỷ. Lúc này Lục Lâm Thiên mới phát hiện ra trong đầu đới lão quỷ hiện tại một mảnh hỗn loạn. Khắp nơi đều là hắc vụ, hoàn toàn bị Đông Vô Mệnh dùng linh hồn công kích ăn mòn, còn có một cỗ độc khí tồn tại. Bởi vậy Lục Lâm Thiên dễ dàng khống chế không gian trong đầu đới lão quỷ. Một đạo linh hồn lực trong nháy mắt dung nhập vào trong đó, cuối cùng đánh vào chỗ sâu trong đầu của cỗ thân thể này. Khôi lỗi bí thuật, ngưng tụ cho ta. Trong nháy mắt tinh quang trong mắt Lục Lâm Thiên bắn ra, thủ ấn biến hóa, lúc này dung dịch bên trong Hỏa Long Đỉnh sôi trào lên, lập tức rót vào trên thân thể đới lão quỷ. Két két. Dung dịch nóng bỏng rót vào trên thân thể đới lão quỷ tạo thành những thanh âm ken két. Nhiệt độ lập tức được kéo lên, trên thân thể kia, từ đầu tới chân được đoàn dung dịch nóng bỏng bao phủ, lúc này dung dịch đã biến thành màu đen. Từng đạo quang mang quỷ dị trong tay Lục Lâm Thiên đánh vào trong thân thể đới lão quỷ,
những đạo quang mang kỳ dị này đánh vào khiến cho đôi mắt vốn đã nhắm chặt, không có chút sinh cơ nào của đới lão quỷ bắt đầu mở ra. Tụ cho ta! Lục Lâm Thiên hét lớn một tiếng, đánh ra một đạo thủ ấn cuối cùng. Sắc mặt hắn lúc này đã trắng bệch, luyện chế khôi lỗi này, chỉ tính riêng tiêu hao về mặt linh lực cũng khiến cho Lục Lâm Thiên ăn không tiêu. Siêu siêu! Một lát sau, một đạo thân ảnh màu đen xuất hiện trước người Lục Lâm Thiên. Đó chính là đới lão quỷ đã được luyện chế thành khôi lỗi. Trên người khôi lỗi này làn da sáng bóng tràn ngập lực lượng. Thế nhưng khi cảm nhận thực lực của khôi lỗi này, Lục Lâm Thiên cũng có chút thất vọng. Khôi lỗi cấp 5 trung giai đỉnh phong. Lục Lâm Thiên thì thào nói, ánh mắt đánh giá khôi lỗi này. Từ khí tức trên người khôi lỗi hiện giờ chỉ đạt tới cấp 5 trung giai đỉnh phong, ngay cả cấp 5 hậu giai cũng không đạt tới. Thất vọng qua đi, Lục Lâm Thiên cũng không để trong lòng chuyện này quá. Thi thể đới lão quỷ tổn thương quá mức nghiêm trọng, không gian trong đầu đã bị hao tổn phân nữa, hơn nữa những tài liệu phụ trợ luyện chế khôi lỗi cũng chỉ là bình thường. Thực lực của hắn cũng như vậy, có thể luyện chế tới khôi lỗi cấp 5 trung giai đỉnh phong là cực kỳ khá rồi. Nhìn khôi lỗi trước mắt này, Lục Lâm Thiên phỏng đoán nhiều nhất chỉ đối phó được với vũ tướng lục trọng mà thôi. Mà khôi lỗi này là do thi thể luyện chế ra, không có linh trí, cũng không nhớ vũ kỹ trước đây, so với khôi lỗi do người sống luyện chế ra kém hơn không ít. Những khôi lỗi này có một ưu điểm duy nhất chính là do thi thể của vũ xuất cửu trọng luyện chế ra, lực phòng ngự của bản thân vô cùng mạnh mẽ. Sau khi được luyện hóa thì lực phòng ngự so với cấp 6 sơ giai còn mạnh hơn một chút. Thu hồi khôi lỗi cùng với địa long đỉnh vào trong nhẫn chữ vật của mình. Lục Lâm Thiên lập tức nổi lên tâm tư muốn kiểm tra đám nhẫn chữ vật gần đây thu được. Tức thì hắn móc ra không ít nhẫn chữ vật, kiểm tra từng cái một. Có một ít nhẫn chữ vật cũng không dễ dàng mở ra, Lục Lâm Thiên cũng tốn không ít khí lực. Trong đó nhẫn chữ vật của đới lão quỷ là khó mở nhất. Lục Lâm Thiên tìm đủ mọi cách lại tốn mất 2 canh giờ mới mở ra. Mà nhẫn chữ vật của trưởng lão họ Đoạn bị Lục Lâm Thiên liên thủ với tiểu long đánh chết cũng mất gần 2 canh giờ của Lục Lâm Thiên. Nói chung sau khi mở đám nhẫn chữ vật này Lục Lâm Thiên mất 6 canh giờ mới kiểm kê được đám lộn xộn này. Thu hoạch bên trong nhẫn chữ vật khiến cho Lục Lâm Thiên vô cùng thỏa mãn. Đặc biệt là nhẫn chữ vật của đới lão quỷ kia có không ít thứ tốt, vũ khí, binh khí, đan dược đều có, giá trị không thể đo lường. Đới lão quỷ mới chân chính là người nắm trong tay quỷ vũ tông cho nên của cải trong nhẫn chữ vật vô cùng phong phú. Mà trong nhẫn chữ vật của tên trưởng lão họ Đoạn linh tướng cửu trọng kia thu hoạch cũng khiến cho Lục Lâm Thiên thỏa mãn. Đan dược ngũ phẩm có không ít, còn có 2 bộ linh ký hoàng cấp sơ giai, 1 bộ linh ký hoàng cấp trung giai, dược liệu các loại cũng không ít, còn có 1 dược đỉnh không tồi. Thế nhưng thứ khiến cho Lục Lâm Thiên cảm thấy ngoài ý muốn chính là một ngọc giản nói về việc luyện chế trận pháp và tài liệu luyện khí. Sau khi tìm hiểu một phen Lục Lâm Thiên cũng không đặt vào trong lòng. Những thứ này so ra vẫn kém thiên linh lục sư phụ thánh thủ linh tôn giao cho hắn, thế nhưng nếu như giao cho Khang Tử Vân thì cũng không tồi. Sau khi xem xét những nhẫn chữ vật khác, thu hoạch này cũng khiến cho Lục Lâm Thiên nở nụ cười. Gì? Lục Lâm Thiên thu hồi mọi thứ, lúc này lại vô ý nhìn thấy một chiếc nhẫn chữ vật quen mắt, lập tức Lục Lâm Thiên móc ra chiếc nhẫn chữ vật này ra. Chiếc nhẫn chữ vật này Lục Lâm Thiên cũng không xa lạ. Chính là chiếc nhẫn chữ vật trong tay Lăng Thanh khi trước ở trong sơn mạch vụ đô hắn vẫn không thể mở ra được cho nên mới ném vào một góc. Lần trước ở Lục gia Lục Lâm Thiên cũng nghe thấy Lăng Thanh nhắc tới, mà hắn cũng không có thời gian kiểm tra qua cho nên lại quên. Lục Lâm Thiên định thử mở chiếc nhẫn chữ vật này, không biết có thể mở được hay không. Khoanh chân ngồi xuống, 2 mắt Lục Lâm Thiên lóe lên, trên nhẫn chữ vật này có một đạo cấm chế quỷ dị, lần trước hắn mất không ít công phu cũng không thể mở ra được. Bản thân cũng không dám trực tiếp hủy chiếc nhẫn chữ vật này, nếu như bên trong có bảo vật thì hắn thảm rồi. Khoanh chân ngồi xuống, một cỗ linh hỏa hiện lên trong tay Lục Lâm Thiên. Một đoàn linh hỏa nhỏ như bàn tay không ngừng nhảy nhót, hỏa diễm tuy rằng nhỏ thế nhưng nhiệt độ cực cao khiến cho không gian chung quanh gợn sóng. Linh hỏa bao phủ nhẫn chữ vật, lập tức bắt đầu thiêu đốt. Tâm thần Lục Lâm Thiên khống chế linh hỏa bao phủ đạo cấm chế quỷ dị kia. Hỏa diễm quanh quẩn. Thế nhưng đạo cấm chế kia trên nhẫn chữ vật cũng không có biến hóa quá lớn. Thời gian chậm rãi trôi qua, mãi đến 1 canh giờ sau, lúc này Lục Lâm Thiên cũng phải buông tha. Mất 1 canh giờ mà không thể làm lay động đạo cấm chế kia mảy may, chỉ khiến cho đạo cấm chế kia đỏ hơn một chút mà thôi.
linh hỏa thu lại, Lục Lâm Thiên nhìn vào chiếc nhẫn chữ vật trong tay, trong lòng cảm thấy vô cùng kỳ quái. Trong chiếc nhẫn chữ vật này rốt cuộc có bảo vật gì? Không ngờ lại khó mở ra như vậy. Xem ra thực lực hiện tại của hắn còn chưa phá hủy được đạo cấm chế này. Có lẽ phải chờ thực lực của hắn mạnh thêm một chút, khi đó chắc hẳn không thành vấn đề. Lục Lâm Thiên nghĩ tới nếu như mạnh mẽ phá hủy cấm chế trên chiếc nhẫn chữ vật này vậy thì chiếc nhẫn chữ vật sẽ bị hủy. Đến lúc đó vật bên trong cũng bị phá hủy, đây chính là điều Lục Lâm Thiên không muốn nhất. Thu hồi chiếc nhẫn chữ vật, Lục Lâm Thiên cũng chỉ có thể thầm than một tiếng mà thôi. Lúc này ánh mắt của hắn nhìn vào bốn trưởng lão Quỷ Vũ Tông, bốn người lúc này đang hấp hối cũng may còn có một hơi thở. Bốn người này bị cấm chế vốn đã hấp hối, cũng vô pháp điều tức cho nên thương thế lúc này càng thêm nặng. Bốn người vẫn luôn nắm trên mặt đất, lúc này nhìn thấy Lục Lâm Thiên nhìn mình trong lòng không khỏi cảm thấy tê dại. Thế nhưng bốn người này nghĩ gì cũng không ảnh hưởng tới Lục Lâm Thiên, thủ ấn trong tay biến hóa. Năm ngón tay khẽ chụp một cái, Lục Lâm Thiên nhanh chóng thôn vệ một vũ tướng lục trọng. Trong bốn người Đỗ Vân Sơn có thực lực vũ tướng bát trọng, hai vũ tướng thất trọng, một vũ tướng lục trọng. Lúc này chân khí thôn vệ được từ vũ tướng lục trọng còn xa mới giúp chân khí trong cơ thể Lục Lâm Thiên đạt tới tình trạng no đủ. Lục Lâm Thiên đã là vũ tướng thất trọng, đan điền trong cơ thể so với người bình thường gấp mấy lần. Bình thường thôn vệ vũ tướng lục trọng cũng đã không thể đạt tới tình trạng no đủ chứ đừng nói là lúc này. Sau khi thôn vệ vũ tướng lục trọng hoàn tất, thi thể nhanh chóng hóa thành cho tàn, Lục Lâm Thiên nở nụ cười lạnh lùng, lập tức liên tiếp thôn vệ hai vũ tướng thất trọng, để lại một mình Đỗ Vân Sơn. Khoanh chân ngồi xuống, Lục Lâm Thiên cũng không rời khỏi mật thất mà tiếp tục vận chuyển âm dương linh vũ quyết luyện hóa. Phi linh môn tạm thời không có chuyện gì, cho dù có cũng có đám người lão độc vật, Lộc Sơn lão nhân trấn thủ, Lục Lâm Thiên cũng không cần lo lắng tới phi linh môn. Lúc này có vật đại bổ đối với tu vi của bản thân đương nhiên Lục Lâm Thiên sẽ không bỏ qua. Chỉ sau một lát, quanh thân Lục Lâm Thiên được bao phủ bởi một mảnh quang mang, khí tức chậm rãi kéo lên. Đồng thời thôn phệ hai vũ tướng thất trọng và một vũ tướng lục trọng khiến cho Lục Lâm Thiên cảm thấy no đủ, không thể thôn phệ được vũ tướng bát trọng được nữa. Cứ như vậy luyện hóa, thời gian chậm rãi trôi qua. Mà trong khoảng thời gian này đã xảy ra một ít chuyện vô cùng thú vị. Trên Trấn Hoa Môn, giá cả dược liệu liên tục thấp đi, càng lúc càng thấp, khi trước mấy thế lực mua dược liệu giá cao lúc này cũng không còn kiên trì được nữa, cả đám đều âm thầm bán tháo, giá cả so với cửa hàng Phi Linh Môn hiện tại còn thấp hơn một chút. Tức thì dược liệu bị thương nhân tranh nhau mua, giống như cung không đủ cầu vậy. Vốn dược liệu khi trước bọn họ mua hơn 20 ức kim tệ lúc này bán ra chỉ thu lại được 5 ức kim tệ. Mà ngay khi các thế lực lớn thầm nghi hoặc thì thật không ngờ đám dược liệu trong tay họ không tới nửa canh giờ sau trước cửa hàng Phi Linh Môn dán thông cáo, trên thông cáo viết, dược liệu trong sơn mạch Vũ Đô gần đây cung cấp không đủ cho nên giá dược liệu sẽ được điều chỉnh. Kết quả là trong 3 canh giờ ngắn ngủi, giá cả dược liệu lập tức tăng gấp 4 lần khiến cho các thế lực lớn há hốc mồm, có người còn trực tiếp phun ra một ngụm máu. Kế hoạch kiến tạo thành trì đã tiến hành được một đoạn thời gian không ngắn. Lúc này Trấn Hoa Môn đã được mở rộng gấp 3 lần, còn đang tiếp tục xây thêm. Mơ hồ Trấn Hoa Môn lúc này đã có dáng dấp một thành trì lớn. Dòng người và thương gia trên Trấn Hoa Môn càng lúc càng nhiều. Trấn Hoa Môn cũng càng lúc càng phồn vinh, danh khí Phi Linh Môn ở chung quanh Sơn Mạch Vũ Đô lúc này cũng tăng cao. 4 ngày sau, trong mật thất ở hậu Sơn Phi Linh Môn, Lục Lâm Thiên từ trong cơ thể thở ra một ngụm chọc khí, trong mắt bắn ra tinh quang. Cảm nhận chân khí trong cơ thể lúc này đã là vũ tướng thất trọng trung kỳ khiến cho Lục Lâm Thiên không khỏi mỉm cười. Thôn vệ một vũ tướng lục trọng, hai vũ tướng thất trọng khiến cho hắn từ vũ tướng thất trọng đột phá tới vũ tướng thất trọng trung kỳ, thực lực của hắn lại tiến triển cực nhanh đồng thời cũng khiến cho hắn kinh ngạc. Càng về sau số chân khí cần để đột phá càng thêm khổng lồ. Đỗ trưởng lão, tới phiên ngươi rồi. Lục Lâm Thiên đi tới trước người Đỗ Vân Sơn. Đỗ Vân Sơn không thể nói. Thanh âm đã bị cấm chế, lúc này ánh mắt nhìn Lục Lâm Thiên hiện lên sự cầu khẩn, dường như muốn nói cái gì đó. Ngươi muốn nói gì thì nói đi. Lục Lâm Thiên giải cấm chế thanh âm trên người Đỗ Vân Sơn. Lục trưởng môn, nể tình chúng ta quen biết ngươi cho ta một con đường sống. Chuyện của ngươi ta sẽ không nói cho bất kỳ ai. Ta có thể gia nhập Phi Linh Môn, ngươi muốn ta làm chuyện gì cũng được. Đỗ Vân Sơn nhanh chóng nói với Lục Lâm Thiên. Đỗ trưởng lão. Người rất thông minh,
chúng ta cũng tính là quen biết, cũng có thể tha cho ngươi một mạng. Thế nhưng, thực xin lỗi, chỉ có người chết mới bảo đảm được bí mật này mà thôi. Lục Lâm Thiên nói xong, trường ấn trong tay chụp xuống thiên linh cái của Đỗ Vân Sơn. Lục Lâm Thiên còn không muốn ai biết bí mật của mình, mà người có thể bảo đảm bí mật tốt nhất chỉ có người chết mà thôi. Lại 4 ngày sau, trong mật thất ở hậu sơn Phi Linh Môn, một thân ảnh màu xanh xuất hiện. Hai tay giương lên khẽ vặn thắt lưng mình một cái, tức thì xương cốt toàn thân vang lên tiếng canh cách, một cỗ cảm giác sảng khoái tràn ngập cơ thể. Lục Lâm Thiên mở miệng cười, thôn vệ chân khí của Đỗ Vân Sơn, lúc này tu vi của hắn đã là vũ tướng thất trọng hậu kỳ, thế nhưng vẫn chưa đạt tới hậu kỳ đỉnh phong, nhưng loại thực lực này quả thực cũng không tồi. Lão đại, cuối cùng huynh cũng xuất quan. Lần bế quan này của huynh quá dài nha. Một đạo quang mang xẹt qua rồi lập tức dừng lại trên vai Lục Lâm Thiên. Cái lưỡi vô cùng thân thiết liếm gương mặt Lục Lâm Thiên, chính là Tiểu Long. Tham kiến chủ nhân. Huyết Ngọc yêu hổ, nghịch lân yêu bằng cùng đám yêu thú đi tới bên người Lục Lâm Thiên. Lúc Lục Lâm Thiên bế quan chúng thú đều chờ hắn ở phía sau núi. Lục Lâm Thiên trở lại đình viện, Lục Tâm Đồng nhanh chóng đi tới. Lần bế quan này của Lục Lâm Thiên mất 1 tháng khiến cho Lục Tâm Đồng vô cùng lo lắng. Ca ca, lần này huynh bế quan sao lại dài như vậy, khiến cho muội vô cùng lo lắng. Lục Tâm Đồng nói, ca ca chỉ bế quan thôi, không có việc gì đâu, nhà đầu ngốc. Vuốt tóc Lục Tâm Đồng, Lục Lâm Thiên khẽ mỉm cười, trong lòng vô cùng ấm áp. Thực lực của ngươi lại đột phá. Đông Vô Mệnh cảm giác khí tức trên người Lục Lâm Thiên rồi nhướng mày. Hắn mơ hồ có cảm giác khí tức trên người Lục Lâm Thiên lại được tăng cường một chút. Chỉ tăng cường một chút mà thôi. Lục Lâm Thiên mở miệng cười, tu vi vũ giả từ vũ tướng thất trọng tới vũ tướng thất trọng hậu giai, tuy rằng không đột phá tới vũ tướng bát trọng thế nhưng thực lực vô hình chung cũng được đề thăng không ít. Về phần tu vi linh giả của mình, Lục Lâm Thiên luôn luôn thu liễm. Người ngoài muốn biết hầu như là chuyện không có khả năng. Trừ khi là siêu cấp cường giả có thực lực vô cùng kinh khủng. Ai, không biết tiểu tử ngươi tu luyện như thế nào. Đông Vô Mệnh thở dài, đối với tốc độ tu luyện của Lục Lâm Thiên không biết nói gì hơn. Được rồi, người xuất quan vừa lúc, ám đường truyền tới tin tức, gần đây có đại sự phát sinh, đêm nay phải qua đó xem xét. Đông Vô Mệnh nói với Lục Lâm Thiên. Có đại sự phát sinh sao? Lục Lâm Thiên nhíu mày, đại sự trong lời ám đường có lẽ không phải là chuyện bình thường. Đông Lão. Oánh tỷ bế quan đột phá cũng có một đoạn thời gian dài rồi đúng không? Lục Lâm Thiên nói, quỷ tiên tử Bạch Oánh lần này bế quan đã là hơn 1 tháng, không có chút động tĩnh nào. Điều này khiến cho Lục Lâm Thiên có chút khẩn trương. Nếu như quỷ tiên tử Bạch Oánh có thể đột phá, Phi Linh Môn có một Vũ Vương, như vậy hoàn toàn không giống như trước nữa. Ngươi cho rằng Vũ Vương dễ đột phá như vậy sao? Coi như là thuận lợi, ngắn thì mấy tháng, lâu thì 1 năm rưỡi cũng là chuyện bình thường. Đông Vô Mệnh nói. Lục Lâm Thiên mỉm cười, vũ giả đạt tới vũ xuất cửu trọng đột phá tới vũ vương đương nhiên không phải dễ dàng, bản thân hắn đã quá sốt ruột. Đêm đến, khi màn đêm xuất hiện, ánh trăng chiếu xuống mặt đất. Trên bầu trời xuất hiện những ngôi sao le lói tỏa sáng. Lúc này Thiên Sĩ Tuyết Sư đang nhanh chóng phi hành, trên lưng Thiên Sĩ Tuyết Sư lúc này còn có Lục Lâm Thiên, Tiểu Long, Bạch Linh, Đông Vô Mệnh, Lộc Sơn Lão Nhân và Thanh Hỏa Lão Quỷ. Lục Lâm Thiên đưa mắt nhìn về phía trước, dưới màn đêm này Lục Lâm Thiên không khỏi nghĩ tới cuộc sống trước khi xuyên qua nơi này. Có đánh chết hắn cũng không tin được trong dị thế này hắn lại có ngày hôm nay. Gió còn đang nhẹ nhàng thổi, toàn thân vô cùng thoải mái. Khó có được loại tâm tình này, Lục Lâm Thiên không khỏi mỉm cười. Tới dị thế này hắn luôn một đường phấn đấu, rốt cuộc ngày hôm nay cũng có được một chút thành tích. Trong lòng Lục Lâm Thiên vô cùng thỏa mãn. Một đường xuyên tới vô cùng bất đắc dĩ. Sau này nhất định hắn sẽ có cuộc sống tốt hơn trước kia. Lão đại, huynh đang nghĩ gì mà nhập tâm như vậy? Tiểu Long lắc lư cái đầu hỏi. Không có gì, ta chỉ suy nghĩ linh tinh một chút mà thôi. Lục Lâm Thiên mỉm cười nói. Lộc Sơn Lão Nhân và Thanh Hỏa Lão Quỷ lúc này nhìn chăm chú vào thân thể thu nhỏ lại của Bạch Linh, ánh mắt vô cùng nghi hoặc, lại không dám quan sát nhiều. Một lát sau, mọi người tới đại bản doanh của ám đường. Trong đại điện, các đường chủ đã sớm có mặt, sau khi thi lễ rồi lập tức ngồi xuống. Đám người Âu Dương Lãnh Tật, Quỷ Ảnh La Sát Diệp Phi,
Thiết Quyết Hoàng Phủ Kỳ Tùng đều vô cùng bội phục. Chuyện Quỷ Vũ Tông các đường đã biết kết quả. Có thể nói Quỷ Vũ Tông hiện tại đã thuộc về Phi Linh Môn, chỉ là Phi Linh Môn còn chưa đi ký nhận mà thôi. Hơn nữa hiện tại Phi Linh Môn vẫn còn đang phát triển, một loạt động thái của Lục Lâm Thiên khiến cho mọi người triệt để bội phục. Sau khi mọi người ngồi vào chỗ của mình, Lục Tiểu Bạch và Lưu Nhất Thủ lập tức nói sơ qua sự phát triển của Kim Đường và Ngoại Đường. Chuyện Ngoại Đường hiện tại cũng do Lục Tiểu Bạch và Lưu Nhất Thủ phụ trách. Về phần chúng trưởng lão và hộ pháp hiện tại vẫn không biết sự tồn tại của các đường. Kim Đường phát triển, đặc biệt là nắm trong tay dược liệu đã chèn ép các thế lực khác triệt để. Hiện tại tốc độ kiếm tiền cũng khiến cho các đường khác kinh ngạc không ngớt. Tuy rằng Lục Tiểu Bạch và Lưu Nhất Thủ có thực lực thấp, so với đường chủ các đường khác thấp hơn rất nhiều, thế nhưng người các đường khác lúc này cũng không dám xem thường Lục Tiểu Bạch và Lưu Nhất Thủ, chỉ ít tại phương diện kiếm tiền so với hai người này bọn họ vẫn còn kém xa. Có thể hai tỷ muội Diệp Phi có lẽ có năng lực này. Thế nhưng không thể không phủ nhận hai người Lục Tiểu Bạch và Lưu Nhất Thủ có tác dụng quan trọng với Kim Đường. Đối với hai người Lục Tiểu Bạch và Lưu Nhất Thủ các đường khác cũng không dám xem thường. Dù sao chi tiêu của bọn họ toàn bộ đều do Kim Đường cung cấp, đường duy nhất có thể không quan tâm tới Kim Đường đó chính là Linh Đường. Sau khi Kim Đường báo cáo hoàn tất thì Linh Đường, Vũ Đường, Ám Đường đều có tin tức tốt, các đường gần đây đều phát triển không tồi. Mạng lưới tin tức của Ám Đường đã được mở rộng không ít. Chuyện quan trọng nhất kế tiếp chính là xếp người vào các thế lực lớn. Trên điểm này Ám Đường và Hình Đường có sự hợp tác chặt chẽ với nhau. Những thám tử do Phi Linh Môn phái ra không ai dám đảm bảo 100% những người này sẽ trung tâm với Phi Linh Môn, cho nên cần Hình Đường làm cho mọi người kinh sợ. Xếp thám tử vào các thế lực lớn không phải là chuyện dễ dàng. Cũng không phải trong khoảng thời gian ngắn là có thể thực hiện. Thế nhưng tương lai hiệu quả của nó vô cùng kinh người, vì vậy Lục Lâm Thiên vẫn cực kỳ ủng hộ. Hoàng Phủ Kỳ Tùng báo cáo, gần đây Vũ Đường phát triển không tồi, vẫn luôn phát triển trong bí mật. Lại có sự ủng hộ mạnh mẽ của Kim Đường, nhân số Vũ Đường hiện tại đã tới 800 người, Vũ Phách, Vũ Sư cũng càng ngày càng nhiều, Vũ Tướng cũng xuất hiện thêm vài người. Hình Đường hiện tại không có phát triển quá lớn, thế nhưng gần đây Hình Đường cũng không nhàn nhã. Quản lý sự trung tâm của các đường đối với Phi Linh Môn, việc của Hình Đường quả thực vô cùng nhiều. Trưởng môn, dược liệu được nuôi trồng trong tông đã có phát triển vượt bậc. Có lẽ không cần bao lâu nữa đã có tác dụng, còn yêu linh đan kia có vài loại dược liệu vô cùng khó tìm. Ta đã phái người đi tìm dược liệu, sau khi tìm được là có thể luyện chế ra. Khang Tử Vân nói, khổ cực Khang đường chủ rồi. Lục Lâm Thiên thỏa mãn nói. Chuyện nuôi trồng dược liệu và luyện chế yêu linh đan, Lục Lâm Thiên vẫn rất coi trọng, trong tông môn có thể tự nuôi trồng dược liệu đối với sự phát triển của Phi Linh Môn có tác dụng vô cùng quan trọng. Còn có yêu linh đan, đến lúc đó có thể sản xuất yêu linh đan quy mô lớn là có thể khiến cho yêu thú nhanh chóng đột phá, hình thành một đại quân yêu thú. Đây chính là một cỗ lực lượng vô cùng kinh khủng, trên phương diện khí thế cũng chiếm hết tiện nghi. Khang đường chủ, ngọc giản này ngươi cầm đi. Có một ít tư liệu về trận pháp, có lẽ có tác dụng với ngươi, còn có hai bộ linh kỹ hoàng cấp, cũng cho ngươi. Lục Lâm Thiên nhanh chóng giao ba ngọc giản cho Khang Tử Vân, đây đều là vật trên người linh tướng cửu trọng của Quỷ Vũ Tông. Đa tạ trưởng môn. Khang Tử Vân nhanh chóng cảm tạ, tuy rằng hắn là cường giả linh xuất thế nhưng lại là tán tu. Những vật có tác dụng với hắn như trận pháp này đối với hắn mà nói vô cùng quan trọng, mà linh kỹ hoàng cấp không phải nơi nào cũng có. Lộc Sơn cung phụng, Thanh Hỏa cung phụng. Lục Lâm Thiên nhìn về phía Thanh Hỏa lão quái và Lộc Sơn lão quái bên cạnh mình rồi nói. Ta là người có công tất thưởng, có tội tất phạt. Hành trình Quỷ Vũ Tông lần này hai vị đã xuất lực không ít đương nhiên là có công. Mỗi người một bộ vũ khí, cũng chính là phần thưởng cho công lao của hai vị. Nói xong, trong tay Lục Lâm Thiên xuất hiện hai khối ngọc giản. Quang mang trên tay chợt lóe. Hai khối ngọc giản phân biệt rơi vào trong tay Thanh Hỏa lão quỷ và Lộc Sơn lão quái. Hai khối ngọc giản này tràn ngập thuộc tính hỏa và thuộc tính thổ. Là vũ khí huyền cấp sơ giai. Hai người tiếp nhận ngọc giản, sắc mặt tức thì đại biến. Lập tức trên khuôn mặt đầy nếp nhăn của Thanh Hỏa lão quỷ và Lộc Sơn lão nhân hiện lên nụ cười vui vẻ. Đa tạ trưởng môn. Hai người nói lời cảm tạ. Lời cảm tạ này là từ đáy lòng, vũ khí huyền cấp sơ giai a. Tuy rằng bọn họ là vũ xuất bát trọng thế nhưng thân là tán tu cũng không giàu có lắm.
Tuy rằng có hung danh trong cổ vực thế nhưng so về gia tài còn kém hơn cả Khang Tử Vân. Vũ khí huyền cấp đều bị các đại môn đại phái cấm lưu truyền ra bên ngoài. Vũ khí tốt nhất của bọn họ cũng chỉ là vũ khí hoàng cấp cao giai mà thôi. Muốn lấy được vũ khí huyền cấp vô cùng khó khăn, bằng vào thực lực của bọn họ nếu như gia nhập một môn phái nào đó, muốn lấy một bộ vũ khí huyền cấp sơ giai không phải là rất khó, thế nhưng vì một bộ vũ khí huyền cấp sơ giai mà bán mình bọn họ cũng không muốn. Mà còn một vấn đề, hai người là hung nhân trong cổ vực, kẻ địch cũng không thiếu. Những môn phái thù bọn họ tương đương với việc có không ít phiền phức. Trước đây hai người tự do tự tại, có người muốn trả thù cũng rất khó. Nếu như biết được hai người gia nhập môn phái nào đó, vậy thì chuyện cừu gia đi tới môn phái cũng là chuyện bình thường. Vì vậy những sơn môn bình thường nói thật cũng không dám lưu hai người lại, có người như vậy gia nhập thực lực trong môn tăng cường không ít. Thế nhưng đồng thời cũng đưa tới không ít cường giả là cừu gia của hai người. Chuyện không có lời như vậy đương nhiên các sơn môn này sẽ không làm. Hiện tại hai vị là cung phụng của Phi Linh Môn, đây là thứ nên được. Lục Lâm Thiên nói, cho hai người hai bộ vũ khí huyền cấp, lúc này trên người hắn vũ khí huyền cấp cũng không còn. Lần trước trên đại hội Tam Tông Tứ Môn hắn thu được 11 bộ vũ khí huyền cấp sơ giai, hắn đã tu luyện đại địa nộ hống, quỷ tiên tử Bạch Oánh tu luyện thiên âm chấn hồn khúc, Lục Tiểu Bạch lại tu luyện một bộ khác. 8 bộ còn lại thì đám người Âu Dương Lãnh Tật chiếm 6 bộ. Lúc này lại đưa cho hai người Lộc Sơn Lão Nhân và Thanh Hỏa Lão Quỷ 2 bộ cho nên đã dùng hết. Đối với những vũ khí huyền cấp này Lục Lâm Thiên cũng không cảm thấy đau lòng, tất cả đều là hắn dùng tính mạng đổi lấy, thế nhưng để thăng thực lực mọi người chính là để thăng thực lực của Quỷ Vũ Tông. Diệp Đường Chủ, ám đường ngươi thu được tin tức gì mà lại triệu tập mọi người tới đây? Lục Lâm Thiên nhìn hai tỷ muội quỷ ảnh La Sát Diệp Phi hỏi. Hai tỷ muội này càng nhìn càng cảm thấy có một cỗ cảm giác khác thường, một người quyến rũ mê người, một người thanh nhã, tính cách khác nhau thế nhưng tâm trí lại cực kỳ kinh người, có thể khiến cho hai người này gia nhập Phi Linh Môn đều là công lao của quỷ tiên tử Bạch Oánh. Trưởng môn, ám đường nhận được tin tức Bách Thú Cốc đột nhiên bị diệt, hiện tại chung quanh đã bị phong tỏa. Đôi mắt xinh đẹp của quỷ ảnh La Sát Diệp Phi nhìn về phía Lục Lâm Thiên, ánh mắt thành thục quyến rũ kia tuyệt đối vô cùng mê hoặc. Dường như nàng cố ý khiêu khích Lục Lâm Thiên, tiểu trưởng môn này từ trước tới giờ chỉ nhìn nàng một cái rồi không để ý khiến cho nàng cực kỳ tức giận, chưa có một nam nhân nào dám không để ý tới nàng như vậy cả. Bách Thú Cốc, Lục Lâm Thiên nhíu mày, lập tức xoay người nói với Thôi Hồn Độc Suất Đông Vô Mệnh. Đông Lão, Bách Thú Cốc này có phải là Bách Thú Cốc mà người từng nói qua với ta không? Bách Thú Cốc này so sánh với Quỷ Vũ Tông mà nói thì càng khó dây vào hơn. Bởi vì Bách Thú Cốc này bên trong có không ít yêu thú, Bách Thú Cốc khai sơn lập phái đã lâu, trong môn có không ít phương thức khống thú kỳ lạ, trong cổ vực này cũng có chút danh khí. Trong cổ vực này lẽ nào còn có Bách Thú Cốc thứ hai sao? Thôi Hồn Độc Suất Đông Vô Mệnh nói xong lập tức hỏi Diệp Phi. Bách Thú Cốc này rốt cuộc bị thế lực phương nào tiêu diệt? Điều này vẫn chưa tra ra được, ám đường hiện tại chỉ biết là do một cỗ thế lực thần bí tạo nên. Trong vòng một đêm Bách Thú Cốc bị diệt, hiện tại đã tạo thành không ít phong ba. Quỷ ảnh La Sát Diệp Phi nói. Thực lực của Bách Thú Cốc cũng không yếu, có thể đơn giản tiêu diệt Bách Thú Cốc thì cỗ thực lực này không đơn giản, chẳng lẽ là một trong nhất tông nhất môn nhất giáo gây ra sao? Lộc Sơn Lão Nhân nhướng mày nói. Chuyện này không phải do nhất tông nhất môn nhất giáo gây ra. Diệp Mỹ lắc đầu nói. Bách Thú Cốc chính là một trong những thế lực của Lan Lãng Sơn Trang. Mà Lan Lãng Sơn Trang lại chính là một trong những thế lực của nhất tông nhất môn nhất giáo, cho dù là những thế lực khác muốn tiêu diệt Bách Thú Cốc thì Lan Lãng Sơn Trang cũng không thể mặc kệ như vậy được. Nhất tông nhất giáo nhất trang. Lục Lâm Thiên nhíu mày, nhất tông nhất giáo nhất trang này cũng không phải là thế lực bình thường. Trên đại lục Linh Vũ có tam tông tứ môn thì trong cổ vực có nhất tông nhất giáo nhất trang. Nhất tông nhất giáo nhất trang, bốn thế lực lớn này Lục Lâm Thiên đã sớm nghe nói qua. Phân biệt là Hóa Vũ Tông, Linh Thiên Môn, Hắc Sát Giáo, Lan Lăng Sơn Trang. Bốn thế lực có thể nói là những thế lực nhất lưu trong cổ vực. Sự tồn tại của Nhất Tông Nhất Giáo Nhất Trang này tương đương với Tam Tông Tứ Môn trên Đại Lục Linh Vũ. Thế nhưng cũng có chút không giống. Trên Đại Lục Linh Vũ, Tam Tông Tứ Môn đã hoàn toàn khống chế toàn bộ Đại Lục. Mà trong cổ vực, tuy rằng bốn thế lực này được công nhận là cực mạnh, thế nhưng ở giữa cũng có không ít thế lực khác giống như Quỷ Vũ Tông và Bách Thú Cốc.
Bách thú cốc này sao lại bị diệt? Chẳng lẽ là đắc tội với cường giả siêu cấp nào đó? Lục Lâm Thiên nhíu mày hỏi Diệp Phi. Việc này chắc chắn có nguyên nhân gì đó. Thực lực của Bách thú cốc không dưới Quỷ Vũ Tông, cường giả có thể diệt toàn bộ Bách thú cốc tuyệt đối không đơn giản chút nào. Mà loại cường giả như vậy tuyệt đối không dỗi hơi đi diệt Bách thú cốc, nhất định là có nguyên nhân gì đó. Theo tin tức của ám đường nhận được, lại thêm sự hiểu biết của ta về Bách thú cốc. Bách thú cốc này vốn là một thế lực không tranh với đời, cho nên việc đắc tội với cường giả siêu cấp là điều không có khả năng. Diệp Phi khẽ lắc đầu, sắc mặt trầm xuống nói. Ta đoán có lẽ bởi vì bên trong Bách thú cốc có bảo vật gì đó. Bảo vật. Tất cả mọi người đều kinh ngạc, phàm là bảo vật sẽ dẫn tới sự chú ý của mọi người. Diệp Phi lại nói. Trước kia hai tỷ muội chúng ta có chút giao tình với phó cốc chủ. Trước đây cũng từng nghe nói qua sở dĩ Bách thú cốc có thể hàng phục yêu thú là bởi vì bên trong Bách thú cốc có một kiện bảo vật. Người biết chuyện này có lẽ không có bao nhiêu người, mà lần này, địa bàn của Bách thú cốc cũng không có người nào động qua. Chỉ có bên trong Bách thú cốc bị cường giả san bằng. Vì vậy ta hoài nghi chuyện này có liên quan tới bảo vật của Bách thú cốc, không giống như là chuyện do các thế lực khác gây nên. Ánh mắt mọi người nhíu lại. Nếu như quả thực Bách thú cốc có loại bảo vật kia như Diệp Mỹ nói chỉ sợ cũng khó mà giữ được. Bảo vật có thể thu phục yêu thú, quả thực khiến cho bao người động tâm. Nếu như tin tức này bị người ngoài biết được, chuyện đưa tới họa sát thân cũng không có gì kỳ quái, đây chính là mang ngọc có tội. Vậy tình huống hiện tại của Bách thú cốc như thế nào? Lục Lâm Thiên hỏi, Bách thú cốc có bảo vật, Lục Lâm Thiên cũng không nhịn được nhíu mày. Từ tin tức nhận được thì một đầu yêu thú lục giai hậu kỳ trong Bách thú cốc bị đánh chết. Cốc chủ Hoa Mãn Thiên và phó cốc chủ Hoa Mãn Ngọc của Bách thú cốc biến mất. Người ta đồn rằng hai người này đã đi vào trong sơn mạch Vũ Hải, cũng không biết là ai nói Bách thú cốc có bảo vật cho nên hiện tại các thế lực của Nhất Tông Nhất Giáo Nhất Trang đã bắt đầu hành động. Dường như đều muốn đi vào trong sơn mạch Vũ Hải. Quỷ ảnh La Sát Diệp Phi nói. Lẽ nào bảo vật được hai người kia mang vào trong sơn mạch Vũ Hải sao? Lục Lâm Thiên hỏi. Rất có thể. Quỷ ảnh La Sát Diệp Phi nói. Trưởng môn, người cũng muốn đi giúp vui sao? Diệp Mỹ nhìn Lục Lâm Thiên hỏi. Gần đây ta ở lại trong môn cũng không có chuyện gì, nếu như có bảo vật thì ta cũng muốn đi xem một chuyến. Lục Lâm Thiên mỉm cười nói. Thế lực của Nhất Tông Nhất Giáo Nhất Trang đều ở bên trong. Còn có không ít thế lực nhị lưu và tam lưu có lẽ cũng sẽ tiến vào trong đó. Người phải cẩn thận một chút. Đông Vô Mệnh nói với Lục Lâm Thiên, biết bên người Lục Lâm Thiên có Bạch Linh cho nên hắn cũng không lo lắng. Được, ta sẽ chú ý nhiều hơn. Lục Lâm Thiên mở miệng cười, dù có hay không hắn sẽ đi. Bảo vật của Bách thú cốc tuy rằng Lục Lâm Thiên cảm thấy vô cùng hứng thú. Thế nhưng thế lực của Nhất Tông Nhất Giáo Nhất Trang đều tập trung ở trong đó. Hơn nữa thế lực diệt Bách thú cốc kia chỉ sợ sẽ càng không bỏ qua bảo vật, cho dù hắn có muốn bảo vật này chỉ sợ cũng khó có được. Vì vậy tuy rằng Lục Lâm Thiên có hứng thú với bảo vật, thế nhưng mục đích lớn nhất của Lục Lâm Thiên chuyến này chính là thôn phệ. Các thế lực lớn đều hội tụ, đương nhiên sẽ cực kỳ hỗn loạn, và nó cũng tạo cho hắn cơ hội tìm người thôn phệ dễ dàng hơn. Trưởng môn, không bằng để ta đi cùng người. Ta có một tổ xào huyệt ở trong sơn mạch Vũ Hải không xa, tuy rằng không có thứ gì, thế nhưng ta cũng muốn đi thu thập một chút. Thanh Hỏa lão quỷ nói. Thanh Hỏa. Không phải ngươi muốn đi thăm nhân tình của ngươi đó chứ? Ha ha! Lộc Sơn lão nhân cười ha hả nói. Lộc Sơn, lão bất tử nhà ngươi không nói lời nào không ai bảo ngươi câm đâu. Thanh Hỏa lão quỷ trừng mắt nhìn Lộc Sơn lão nhân, thế nhưng cũng không phản bác lời của Lộc Sơn lão nhân, dường như chuyện này là thật. Vậy thì, trưởng môn, ta cũng muốn đi thu thập một chút. Nơi ở của ta cũng cách sơn mạch Vũ Hải không xa, thuận tiện trở về xem sao. Ta còn ít đồ tử đồ tôn không nên thân, ta muốn nói với chúng vài câu. Lộc Sơn lão nhân nói với Lục Lâm Thiên. Hai vị cung phụng muốn đi đương nhiên không thành vấn đề. Hai vị cung phụng có thể về trước, sau đó đi sơn mạch Vũ Hải tìm ta. Nếu như có người nào đó không buông được thì có thể dẫn tới Phi Linh Môn, các ngươi cũng tiện chiếu cố. Lục Lâm Thiên nói với hai người. Tạ ơn trưởng môn. Hai người Thanh Hỏa lão quỷ đáp. Diệp đường chủ, các ngươi vừa nói có giao tình với phó cốc chủ Bách thú cốc, lần này đi sơn mạch Vũ Hải, một trong hai vị ai đi cùng với ta đây? Lục Lâm Thiên hỏi hai tỷ muội Diệp Mỹ.
Nếu như quả thực vị phó cốc chủ kia của Bách Thú Cốc có chút giao tình với hai tỷ muội này, nếu như gặp phải người của Bách Thú Cốc thì cơ hội đoạt được bảo vật của hắn cũng lớn hơn một chút. Hai tỷ muội liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt chớp động. Quỷ ảnh La Sát Diệp Phi nói. Trưởng môn, xá muội và phó cốc chủ Hoa Mãn Ngọc có chút giao tình vậy thì xá muội sẽ đi cùng người, tới bên đó cũng có thể giúp được trưởng môn không ít việc. Vậy thì làm phiền Diệp phó đường chủ rồi. Lục Lâm Thiên nói, hắn đối với Sơn Mạch Vụ Hải quả thực không quen cho lắm, mang một người quen thuộc địa phương này đi theo, đối với bản thân cũng tiện lợi hơn một chút. Không sao, trưởng môn khách khí rồi, đây chính là việc mà ta phải làm. Diệp Mỹ nói, trưởng môn, ta đã giao xá muội cho người, người nhất định phải chiếu cố nó cho tốt. Quỷ ảnh La Sát Diệp Phi dịu dàng cười, ánh mắt quyến rũ nhìn về phía Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên nghe vậy không khỏi sửng sốt, sao những lời này nghe qua khiến cho hắn cảm thấy không được tự nhiên vậy. Lục Lâm Thiên lại tiếp tục nói chuyện với mọi người một lát, dặn dò các đường toàn lực phát triển rồi mới rời khỏi ám đường. Thanh Hỏa Lão Quỷ và Lộc Sơn Lão Nhân không cần thu thập gì, trực tiếp rời khỏi ám đường rời đi. Thừa dịp đêm tối nhanh chóng quay về hang ổ của mình. Hai người cũng đã ước định với Lục Lâm Thiên, sau đó tụ hợp ở bên trong Sơn Mạch Vụ Hải. Lục Lâm Thiên rời đi cũng đã ước định với Diệp Mỹ sáng mai chờ ở cửa Phi Linh Môn, đến lúc đó hai người sẽ nhanh chóng đi Sơn Mạch Vụ Hải. Trở lại Phi Linh Môn đã là hừng đông, Lục Lâm Thiên khoanh chân ngồi xuống, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ mà không khỏi nghĩ tới Bách Thú Cốc kia. Mà lúc này, ngoài cửa sổ có một thân ảnh tuyệt mỹ động lòng người, giống như tiên dáng trần đang ngồi ngắm trăng. Lão đại, chúng ta rốt cuộc cũng được đi chơi rồi. Mỗi ngày ở trong Phi Linh Môn này khiến đệ khó chịu muốn chết. Tiểu Long lắc lư cái đầu rồi nói. Đệ tu luyện cho tốt đi, mau chóng đột phá tới ngũ giai, bằng không không đuổi kịp được ta đâu. Lục Lâm Thiên mở miệng cười rồi nói với Tiểu Long. Được, được, đệ đi tu luyện. Tiểu Long lắc đầu, lập tức đi tới bên cạnh, thân thể cuộn tròn lại, bắt đầu tu luyện. Còn có mấy canh giờ nữa mới tới hừng đông, một lát sau, Lục Lâm Thiên đã tiến vào trạng thái tu luyện. Gần đây tốc độ đột phá quá nhanh, Lục Lâm Thiên phải củng cố tu vi của bản thân. Sáng sớm, làn khó thổ qua đám sương mỏng trên mặt đất. Ánh nắng xuất hiện, gió lẽ thổi qua những tán lá vang lên thanh âm xào xạc. Vô số con chim nhỏ từ trong Phi Linh Môn bay lên lưu lại vài tiếng líu ríu. Mặt trời xuất hiện như nói cho mọi người biết một ngày mới đã bắt đầu. Phù. Lúc này, Lục Lâm Thiên đình chỉ tu luyện, từ trong cơ thể thở ra một ngụm chọc khí. Hai mắt mở ra, ánh mắt ngày càng thâm thúy. Nhìn ra ngoài cửa sổ, Lục Lâm Thiên khẽ nở nụ cười. Lão đại, chúng ta nên xuất phát thôi. Tiểu Long đình chỉ tu luyện, hưng phấn đáp xuống vai Lục Lâm Thiên. Ngoài tiểu thính, Lục Tâm Đồng biết tin ca ca lại đi xa, cái miệng nhỏ nhắn chu lên nói. Ca ca, huynh dẫn muội đi. Muội cũng muốn đi. Tâm Đồng, lần này không đi được, tu luyện cho tốt chờ sau khi muội đột phá linh xuất rồi muốn đi nơi nào ca ca sẽ dẫn muội đi nơi đó. Lục Lâm Thiên nói, tuy rằng Lục Tâm Đồng đã là linh tướng tứ trọng, miễn cưỡng được coi là cường giả. Thế nhưng Lục Lâm Thiên cũng vẫn lo lắng cho nàng. Lần này đi Sơn Mạch Vụ Hải Lục Lâm Thiên cũng biết không phải là chuyện vô cùng an toàn gì cho lắm. Được, chờ sau khi muội đột phá linh xuất. Ca ca nhất định phải giữ lời, đi đâu cũng phải mang theo muội. Lục Tâm Đồng nhanh chóng nói. Tiểu nha đầu, ca ca đã lúc nào lừa gạt muội chưa? Lục Lâm Thiên mỉm cười nói, sau đó vô cùng thương yêu hôn lên khuôn mặt của Lục Tâm Đồng. Tiểu tử, tất cả phải cẩn thận, có lẽ lần này bên trong Sơn Mạch Vụ Hải sẽ có không ít cường giả, người phải chú ý một chút. Đông Vô Mệnh nói với Lục Lâm Thiên. Phi Linh Môn giao cho Đông Lão vậy. Lục Lâm Thiên khẽ mỉm cười. Cách đó không xa, một thân ảnh xinh đẹp, tuổi chừng 25-26, khuôn mặt trái xoan, đôi mắt như ngập nước đang đứng đó. Đó chính là Diệp Mỹ phó đường chủ ám đường. Diệp phó đường chủ đợi lâu chưa? Chúng ta xuất phát thôi. Lúc này trên không trung, Thiên Sĩ Tuyết Sư đã có mặt. Lục Lâm Thiên nói xong lập tức nhảy lên lưng Thiên Sĩ Tuyết Sư. Ngẩng đầu nhìn Thiên Sĩ Tuyết Sư, ánh mắt Diệp Mỹ có chút kinh ngạc. Lập tức thả người nhảy lên lưng Thiên Sĩ Tuyết Sư rồi nói. Tham kiến trưởng môn. Diệp phó đường chủ không cần đa lễ. Lục Lâm Thiên nói. Siêu. Hai cánh Thiên Sĩ Tuyết Sư dựng lên,
hai cánh đánh ra một mảnh khí lưu trong nháy mắt bay lên không. Trên lưng Thiên Sĩ Tuyết Sư, lúc này Diệp Mỹ nhìn vào đám yêu thú nhỏ phía sau Lục Lâm Thiên vẻ mặt cũng vô cùng kinh ngạc. Trưởng môn, có Thiên Sĩ Tuyết Sư của người, có lẽ chúng ta chỉ cần 10 ngày là có thể tới Sơn Mạch Vụ Hải. Diệp Mỹ thu hồi ánh mắt rồi lập tức nói với Lục Lâm Thiên. Chúng ta mau chóng chạy tới đó, cơ hội sẽ lớn hơn một chút. Lục Lâm Thiên nói. Diệp Mỹ nháy mắt nói. Hiện giờ chắc các thế lực lớn đã xuất phát, chúng ta cũng không nhanh hơn là bao nhiêu. Thế nhưng không biết huynh muội Hoa gia có thể chạy trốn được không? Diệp phó đường chủ, ngươi và phó cốc chủ của Bách Thú Cốc kia quen biết như thế nào? Lục Lâm Thiên hỏi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chúng ta từ nhỏ lớn lên cùng nhau, sau đó cùng tập võ, vẫn bình thường gặp nhau nói chuyện, mãi cho tới khi ta gia nhập Phi Linh Môn. 3 năm nay chưa từng gặp lại nàng, hy vọng nàng sẽ không có việc gì. Diệp Mỹ nói. Diệp phó đường chủ, người có thể nói tình huống của Bách Thú Cốc này cho ta nghe được không? Lục Lâm Thiên nhíu mày hỏi. Đương nhiên không thành vấn đề. Diệp Mỹ nói. Dưới sự kể lại của Diệp Mỹ, đối với Bách Thú Cốc này Lục Lâm Thiên cũng có sự lý giải nhất định. Thực lực của Bách Thú Cốc trong cổ vực cũng được coi là thế lực nhị lưu, so với Quỷ Vũ Tông không kém hơn là bao. Địa bàn to lớn, nhân khẩu trong cốc cũng không thiếu. Còn có không ít thế lực tam lưu dựa vào Bách Thú Cốc. Thứ khiến cho Bách Thú Cốc có như ngày hôm nay là bởi vì bên trong cốc có không ít yêu thú. Có thể thu phục được yêu thú hay không mà nói, đây không phải là chuyện dễ dàng. Đây cũng là việc khiến cho không ít thế lực hiếu kỳ. Thế nhưng cũng không ai biết được bí mật thu phục yêu thú của Bách Thú Cốc. Có người suy đoán Bách Thú Cốc giống như Vạn Thú Tông trên Đại Lục Linh Vũ, có công pháp thu phục yêu thú. Mà trong Bách Thú Cốc, vật khiến cho người ta kiêng kỵ nhất chính là yêu thú lục giai hậu kỳ. Lúc này từ tin tức của ám đường mà nói thì đầu yêu thú lục giai hậu kỳ kia đã bị người ta đánh chết. Cốc chủ và phó cốc chủ thì biến mất. Cũng có người nói là bọn họ chạy vào trong Sơn Mạch Vụ Hải. Cốc chủ Hoa Mãn Lâu có tu vi vũ xuất ngũ trọng cũng được coi là một cường giả. Phó cốc chủ Hoa Mãn Ngọc là muội muội của hắn, có tu vi linh xuất nhị trọng, cũng không phải kẻ yếu. Hai người tiến vào trong Sơn Mạch Vụ Hải, Lục Lâm Thiên lập tức suy đoán nhất định phía sau bọn họ có cường giả truy sát. Mà thực lực người truy sát hai người này nhất định không phải tầm thường. Diệp phó đường chủ. Bách Thú Cốc này sao lại ở gần Sơn Mạch Vụ Hải như vậy? Lục Lâm Thiên hỏi. Trưởng môn, điều này người không biết, yêu thú của Bách Thú Cốc khá nhiều, mà từ Bách Thú Cốc tới Sơn Mạch Vụ Hải cũng không xa. Sơn Mạch Vụ Hải giống như Sơn Mạch của chúng ta vậy, cũng có yêu thú tồn tại. Có lẽ hai huynh muội Hoa gia cảm thấy chạy trốn vào trong Sơn Mạch Vụ Hải sẽ dễ dàng hơn. Diệp Mỹ nói. Lục Lâm Thiên cũng biết một ít về Sơn Mạch Vụ Hải. Có người nói Sơn Mạch Vụ Hải này lớn hơn Sơn Mạch Vụ Đô gấp mấy lần. Diện tích vô cùng lớn, bên trong cũng có không ít dược liệu, so với Sơn Mạch Vụ Đô còn hơn nhiều. Trương Môn, người cũng cảm thấy hứng thú đối với bảo vật kia của Hoa gia sao? Diệp Mỹ nhìn Lục Lâm Thiên rồi hỏi, từ trong ánh mắt có thể thấy được dường như nàng còn muốn nói gì đó. Bảo vật tốt ai mà không có hứng thú, ta cũng không ngoại lệ. Thế nhưng có giành được hay không thì đành phải dựa vào vận khí của mình mà thôi. Lục Lâm Thiên nói. Thế nhưng từ tin tức của ám đường mà phán đoán dường như không ít người đã biết Bách Thú Cốc có bảo vật. Hầu như hơn phân nửa thế lực trong cổ vực đối với chuyện này đều có hứng thú. Linh Thiên Môn, Hóa Vũ Tông, Lan Lăng Sơn Trang, Hắc Sát Giáo đều có động tác. Nếu như chúng ta muốn lấy được kiện bảo vật này cũng không phải là chuyện dễ dàng. Diệp Mỹ nói. Không sao. Bất luận một chuyện gì cũng không thể cưỡng cầu. Lục Lâm Thiên mở miệng cười nói, cho dù là không thể lấy được kiện bảo vật kia thì mục tiêu lớn nhất của Lục Lâm Thiên chính là đến Sơn Mạch Vụ Hải tìm người thôn phệ mà thôi. Có thể tăng cường thực lực của bản thân cũng là chuyện không tồi rồi. Diệp Mỹ nhìn Lục Lâm Thiên không nói gì, ánh mắt khẽ nhíu một cái rồi khôi phục bình thường. Diệp phó đường chủ có chuyện gì muốn nói sao? Cứ nói thẳng đi, không cần câu nệ. Lục Lâm Thiên nói. Trưởng môn, ta nghe nói quán quân đại hội Tam Tông Tứ Môn lần trước trên đại lục Linh Vũ là đệ tử Vân Dương Tông, vũ giả ngũ hệ, dùng thực lực vũ tướng nhất trọng đánh bại vũ xuất nhất trọng, vừa vặn hắn cũng có tên giống như trưởng môn là Lục Lâm Thiên. Từ tin tức kia có nói Lục Lâm Thiên và tiểu thư Vân Dương Tông đính hôn,
chẳng lẽ trưởng môn chính là người nọ? Diệp Mỹ do dự một chút rồi hỏi. Ha ha! Lục Lâm Thiên khẽ cười một tiếng rồi nói. Có khác gì nhau đâu. Nhìn Lục Lâm Thiên, Diệp Mỹ không hỏi nhiều, bằng tài trí của nàng sao lại không thể đoán ra. Nghe câu trả lời ba phải của Lục Lâm Thiên cũng không làm nàng phật lòng, bởi vì trong lòng nàng đã có đáp án. Trưởng môn, tiểu thư của Vân Dương Tông có lẽ rất đẹp đúng không? Tin tức kia cũng có nói vị tiểu thư này trên đại hội Tam Tông Tứ Môn cũng tiến vào top 5. Diệp Mỹ mở miệng cười nói. Ha ha! Lục Lâm Thiên khẽ cười, cũng không trả lời. Trong lòng thầm nghĩ, mạng lưới tin tức của ám đường quả thực không tồi. Một lát sau, trên lưng Thiên Sĩ Tuyết Sư Lục Lâm Thiên khoanh chân ngồi xuống, quanh thân được bao phủ bởi một vòng quang mang. Lúc này Lục Lâm Thiên không tu luyện mà lĩnh ngộ chủ thuộc tính của mình. Lần trước lúc hắn lĩnh ngộ thuộc tính phong đã tiến vào cảnh giới huyền ảo khiến cho hắn có thể miễn cưỡng thôi động ra vũ khí huyền cấp trung giai, mỗi lần nhớ lại điều này làm cho Lục Lâm Thiên vô cùng chờ mong. Nếu như lúc lĩnh ngộ thuộc tính thổ có thể tiến vào trạng thái huyền ảo này vậy thì liệt thiên cửu kích của hắn cũng có thể tu luyện thành công. Lục Lâm Thiên tu luyện, chậm rãi cảm ứng thuộc tính thổ trong cơ thể. Khí lưu chung quanh xẹt qua, Lục Lâm Thiên nhắm chặt hai mắt, lặng lặng cảm ngộ năng lượng thuộc tính, sắc mặt thỉnh thoảng có chút biến hóa. Từ lần trước lĩnh ngộ thuộc tính phong, Lục Lâm Thiên mơ hồ nhớ được, khi đó hắn đã ở vào một thế giới vô cùng huyền ảo. Bản thân hắn ở trong trạng thái đó có cảm giác như đứa trẻ trong bụng mẹ, khiến cho hắn có cảm giác bản thân mình vô cùng nhỏ bé. Lúc này lĩnh ngộ thuộc tính thổ, Lục Lâm Thiên không biết từ khi nào đã cảm nhận được cảm giác nặng nề, cảm giác kiểu này luôn luôn xuất hiện. Cảm giác của Lục Lâm Thiên lúc này nếu như bị vũ xuất lục trọng, ngũ trọng biết được sẽ khiến cho bọn họ vô cùng giật mình. Bởi vì trình độ lĩnh ngộ thuộc tính của Lục Lâm Thiên đã không kém bọn họ là bao. Đương nhiên lúc này trạng thái lĩnh ngộ của Lục Lâm Thiên đã tới giai đoạn nhập môn. Vũ xuất lục trọng cũng mới chỉ bắt đầu nhập môn mà thôi. Thế nhưng Lục Lâm Thiên đã sớm bước một bước, từ tu vi vũ tướng đã bắt đầu đặt chân tới giai đoạn nhập môn. Là vũ giả, đồng thời Lục Lâm Thiên cũng là linh giả. Linh hồn lực so với vũ giả mạnh rất nhiều. Huống chi trong đám linh giả thì linh hồn lực của Lục Lâm Thiên so với linh giả đồng cấp cũng mạnh hơn. Vì vậy chỉ cần đánh bậy đánh bạ đã lĩnh ngộ tới giai đoạn nhập môn này rồi. Kỳ thực cũng không thể nói là Lục Lâm Thiên đánh bậy đánh bạ, nguyên nhân chủ yếu trong đó chính là do thiên phú hắn hơn người và sự khắc khổ tu luyện của bản thân. Chỉ sợ khi trước Nam Thúc nói một câu muốn tu luyện vũ khí huyền cấp trung giai thì phải lĩnh ngộ thuộc tính cũng không ngờ tới Lục Lâm Thiên lại đặt chân vào giai đoạn nhập môn lĩnh ngộ năng lượng thuộc tính ở tu vi vũ tướng. Đây chính là việc đi sớm hơn người khác tròn một cấp bậc. Mà vũ tướng bình thường nếu như muốn lĩnh ngộ năng lượng thuộc tính trên cơ bản là điều không có khả năng. Vũ tướng căn bản không đạt được tới độ cao kia. Mà lúc này Lục Lâm Thiên lĩnh ngộ năng lượng thuộc tính, bằng vào ưu thế là linh giả trên phương diện lĩnh ngộ cũng nhanh hơn bình thường một chút. Linh hồn lực trong chuyện này có tác dụng cực lớn. Có linh hồn lực mạnh mẽ chống đỡ quả thực chiếm không ít ưu thế. Tuy rằng Lục Lâm Thiên là vũ giả ngũ hệ, nhưng trên phương diện vũ kỹ vẫn tu luyện bình thường. Thế nhưng trên phương diện lĩnh ngộ lại không giống như tu luyện vũ kỹ. Việc lĩnh ngộ thuộc tính này suy một ra ba, lúc lĩnh ngộ thuộc tính phong đã tiến vào loại cảnh giới huyền ảo kia khiến cho Lục Lâm Thiên lúc lĩnh ngộ thuộc tính thổ cũng có thể nhanh chóng tìm được cảm giác không nói nên lời, nhanh chóng tiến vào trong trạng thái đó. Trên phương diện lĩnh ngộ, Lục Lâm Thiên thân là vũ giải ngũ hệ cho nên phải lĩnh ngộ 5 loại thuộc tính. Tuy rằng so với việc lĩnh ngộ một loại thuộc tính khó hơn một ít, thế nhưng cũng không khó hơn là bao. Trên phương diện lĩnh ngộ thường là suy một ra ba, cuối cùng đều là một đại đạo. Giống như lúc này Lục Lâm Thiên đang lĩnh ngộ thuộc tính thổ vậy. Bởi vì có kinh nghiệm việc lĩnh ngộ thuộc tính phong, còn có cảm giác không thể miêu tả bằng lời kia khiến cho hắn nhanh chóng tiến vào trong trạng thái đó. Loại lĩnh ngộ này, dường như Lục Lâm Thiên hiểu ra một chút, thế nhưng dường như cũng càng thêm phức tạp. Giống như là một người đi theo dòng nước. Đi tới tận cùng của dòng suối nhỏ, vừa rồi mới cho rằng mình đã thành công thì đột nhiên lại phát hiện ra nối tiếp dòng suối nhỏ này chính là một con sông. Con sông này so với dòng suối nhỏ kia còn lớn hơn không ít. Phương diện lĩnh ngộ này Lục Lâm Thiên dường như càng ngày càng cảm giác hiểu rõ, thế nhưng cũng càng mơ hồ. Cứ như vậy Lục Lâm Thiên tiếp tục tiến vào trong trạng thái kỳ diệu kia. Cũng không biết trôi qua bao lâu, Lục Lâm Thiên ngồi khoanh chân trên lưng Thiên Sĩ Tuyết Sư đột nhiên mở mắt.
con mắt giống như ngôi sao trên bầu trời kia bắn ra sự thâm thúy. Thuộc tính khác nhau cảm giác cũng không giống nhau, dường như ta đã hiểu rồi. Lục Lâm Thiên đã cảm ngộ được cái gì đó, thuộc tính thổ này có chút giống thuộc tính phong, thế nhưng cũng có chỗ khác. Thuộc tính thổ, năng lượng thuộc tính thổ rất nặng, phổ biến, còn cứng cỏi, trầm ổn. Thuộc tính phong phiêu dật, nhanh chóng. Lục Lâm Thiên thì thào, trong tay đánh ra từng đạo thủ ấn. Từng đạo thủ ấn nhìn qua thì bình tĩnh, không mang theo ba động gì, thế nhưng trong đó lại có chút cảm giác kỳ dị. Dưới cảm giác này, khí thế quanh người Lục Lâm Thiên đã không giống như ban đầu. Rõ ràng là hắn đang khoanh chân ngồi đó, thế nhưng quanh người đột nhiên có một cỗ khí thế, dường như giống như là một khối đá ở trên lưng Thiên Sĩ Tuyết Sư vậy. Chậm rãi đánh ra vài đạo thủ ấn, không tạo thành bất kỳ ba động nào. Lục Lâm Thiên lại tiếp tục nhắm mắt lĩnh ngộ, có đôi khi trong nháy mắt hắn sẽ tiến vào trạng thái đặc thù kia, trên mặt đột nhiên hiện lên chút tiểu ý, có đôi khi ngây ngốc. Thời gian chậm rãi trôi qua, Lục Lâm Thiên dường như đã quên mục đích hiện tại của mình. Một lòng chìm đắm trong việc lĩnh ngộ, trong đầu không có khái niệm thời gian. Trên lưng Thiên Sĩ Tuyết Sư, Diệp Mỹ nhìn vào bóng lưng Lục Lâm Thiên vô cùng nghi hoặc. Bằng vào tu vi của nàng cũng không thể thấy rõ Lục Lâm Thiên đang tu luyện cái gì, thế nhưng nàng cũng mơ hồ cảm giác được thứ gì đó, nhưng cũng chỉ có nghi hoặc mà thôi. Ngay khi Lục Lâm Thiên rời khỏi Phi Linh Môn ngày thứ 6, ngoài Phi Linh Môn 1000 dặm có một đầu yêu thú khổng lồ đang nhanh chóng bay tới, trên lưng yêu thú phi hành tổng cộng có 3 đạo thân ảnh. Mà trong lúc yêu thú phi hành khổng lồ này bay qua không có một yêu cầm, chim chóc gì dám tới gần. Nếu như có cường giả ở phụ cận thì nhất định có thể nhận ra yêu thú này đã đạt tới trình độ ngũ giai hậu kỳ, khí tức kinh khủng khiến cho đám yêu cầm phi điểu đều tránh xa. Trên lưng yêu thú phi hành là một nữ tử tuyệt mỹ, nữ tử này vô cùng xinh đẹp, ngũ quan tinh mỹ, làn da trắng nõn, mái tóc đen dài, mặc một kiện y phục bó sát người. Bờ mông rắn chắc vỉnh cao, đôi chân dài thon thả phía dưới. Đôi chân này có hơn phân nửa hiện ra bên ngoài, cái eo trên người nhỏ nhắn. Lúc này có một thanh đoản kiếm chừng nửa thước được dắt vào đó. Mà lúc này trên vai của nữ nhân này còn có một con chuột màu xám trắng đang nằm đó. Nữ nhân này tuổi chừng 20, khuôn mặt tuyệt mỹ mang theo vẻ cuồng dã, lại có chút khả ái. Nói chung nữ tử này tuyệt đối là một vưu vật. Chỉ là nếu như lúc này Lục Lâm Thiên mà nhìn thấy nữ tử này nhất định sẽ nhanh chân bỏ chạy. Bởi vì người này không phải là ai khác mà là người Lục Lâm Thiên luôn cảm thấy hổ thẹn nhất. Chính là Lữ Tiểu Linh của Linh Thiên Môn. Vương trưởng lão, Phi Linh Môn còn xa không? Trên lưng yêu thú phi hành, Lữ Tiểu Linh nghiến răng hỏi, trong mắt hiện lên hận ý. Tiểu thư Phi Linh Môn đã ở phía trước không xa nữa, lẽ nào người không thể quên được tiểu tử Lục Lâm Thiên kia sao? Phía sau Lữ Tiểu Linh, một mỹ phụ trung niên mở miệng nói. Chính là vương trưởng lão trong miệng Lữ Tiểu Linh. Hừ, tiểu tử đáng ghét này. Nếu như lần này ta tìm được hắn, ta phải băm hắn thành trăm mảnh. Lữ Tiểu Linh cả giận nói. Tiểu thư, ta đã sớm nhìn ra Lục Lâm Thiên là một tên không ra gì, loại nam nhân này hơn phân nửa không đáng tin cậy, lần này nhìn thấy hắn ta nhất định sẽ giúp tiểu thư xả giận. Phía sau Lữ Tiểu Linh có một hán tử trung niên mở miệng nói. Người này nếu như Lục Lâm Thiên có mặt ở dây cũng có thể nhận ra, đó chính là Lưu trưởng lão, tu vi vũ xuất. Tên lừa đảo này không ngờ ngay cả ta cũng dám gạt, lần này ta nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn. Lữ Tiểu Linh thở phì phò hừ một tiếng. Tiểu thư, trưởng môn muốn chúng ta chạy qua Quỷ Vũ Tông xem một chút, lại còn phải chạy đi Sơn Mạch Vụ Hải, cũng không nên dừng lại ở Phi Linh Môn quá lâu. Vương trưởng lão nhướng mày rồi nói với Lữ Tiểu Linh. Chờ ta giết tên lừa đảo kia xong rồi lập tức rời đi. Không giết tên lừa đảo này lòng ta không yên. Lữ Tiểu Linh hừ một tiếng. Chỉ mong là tiểu thư có thể hạ thủ được, ta lo lắng khi tiểu thư nhìn thấy hắn lại không hạ thủ được đó. Vương trưởng lão mỉm cười nói. Không hạ thủ được sao? Đối phó với tên tiểu tử này có gì mà không được? Tiểu thư hảo tâm muốn hắn gia nhập Linh Thiên Môn, còn cầu trưởng môn thu hắn làm đồ đệ, còn cho hắn hư linh huyễn ấn, không ngờ hắn lại dám lừa tiểu thư, rõ ràng là muốn chết. Lưu trưởng lão châm ngòi thổi gió nói. Lưu trưởng lão, đến lúc đó người bắt hắn cho ta, ta muốn đích thân giết hắn. Lữ Tiểu Linh nói. Tiểu thư, phía trước chính là Phi Linh Môn. Một lát sau, một ngọn núi khổng lồ xuất hiện ở phía dưới, một mảnh kiến trúc xuất hiện,
Vương trưởng lão khẽ nhíu mày rồi nói. Giờ phút này, trong đình viện phía sau núi có một đạo thân ảnh trong nháy mắt phóng lên cao rồi hóa thành một bóng đen biến mất. Người tới là người phương nào, Phi Linh Môn không phải là nơi các ngươi nên đến, nhanh rời đi cho ta. Ngoài Phi Linh Môn, một thanh âm từ phía chân trời vang lên. Thanh âm mang theo kình khí hỗn loạn, một cỗ uy áp vô hình khuếch tán. Là cường giả linh xuất. Trong nháy mắt, sắc mặt Vương trưởng lão và Lưu trưởng lão trầm xuống, yêu thú phi hành ngũ giai hậu kỳ lúc này cũng xoay quanh trong không trung, không dám đi tới nữa. Chúng ta là người Linh Thiên Môn, các hạ là ai? Sắc mặt Lưu trưởng lão cả kinh, trong nháy mắt nhìn về phía trước, thế nhưng lúc này cũng không nhìn thấy người vừa lên tiếng. Linh Thiên Môn, các ngươi tới Phi Linh Môn ta có chuyện gì? Một đạo thanh âm mang theo hàn ý vang lên. Hừ, ta tới tìm tên đăng đồ tử Lục Lâm Thiên kia. Mau giao Lục Lâm Thiên ra cho bản tiểu thư. Lữ Tiểu Linh lạnh lùng quát lên một tiếng. Tiểu Hoa Nhi, người tìm Lục Lâm Thiên có chuyện gì? Dừng lại một chút, thanh âm kia lần thứ hai truyền tới. Không phải chuyện của ngươi, hắn không phải là trưởng môn của Phi Linh Môn sao, gọi hắn ra đây cho ta nói chuyện. Lữ Tiểu Linh kêu lên, tới Phi Linh Môn khiến cho nàng càng thêm tức giận. Ngươi tới chậm rồi, trưởng môn đã đi ra ngoài, trong thời gian ngắn sẽ không trở về. Hừ, muốn lừa ta sao, ta muốn đi vào tim. Lữ Tiểu Linh lớn tiếng nói. Tiểu thư, Vương trưởng lão vội vàng kéo Lữ Tiểu Linh lại, dương giọng nói về phía trước. Các hạ là người phương nào, tiểu thư nhà ta có quen biết với Lục Lâm Thiên, mong các hạ nể mặt. Ta nói trưởng môn không có ở đây thì là không ở đây. Nếu ngươi dám dây dưa nữa. Cho dù ngươi là người của Linh Thiên Môn ta cũng sẽ không khách khí. Lục Lâm Thiên, tên đăng đồ tử nhà ngươi, ngươi nhanh ra đây cho bản tiểu thư. Lúc này linh lực quanh người Lữ Tiểu Linh run lên, thanh âm hỗn loạn mang theo linh lực trong nháy mắt bao phủ bầu trời. Ai có gan lớn như vậy, dám hô thẳng tên của trưởng môn, người này muốn chết sao? Tức thì bên trong Phi Linh Môn có không ít đệ tử tràn ra. Ánh mắt nhìn vào trên không trung. Thế nhưng bằng vào tu vi của bọn họ cũng chỉ nhìn thấy mấy đạo thân ảnh lờ mờ trên lưng yêu thú phi hành mà thôi. Lục Lâm Thiên, tên đăng đồ tử nhà ngươi, nhanh lăn ra đây cho bản tiểu thư. Lữ Tiểu Linh dường như không ngại phiền phức, thanh âm lần nữa quanh quẩn trên Phi Linh Môn. Tiểu Hoa Nhi, nếu ngươi quấy rối lần nữa ta sẽ không khách khí. Thanh âm nhàn nhạt kia lại vang lên. Các hạ, người của Linh Thiên Môn ta không phải dễ động tới như vậy. Nhanh giao ra tiểu tử Lục Lâm Thiên kia, bằng không ta cũng không khách khí. Sắc mặt Lưu trưởng lão trầm xuống rồi nói. Vũ tướng thất trọng mà thôi, người còn chưa đủ tư cách. Nói xong, đột nhiên một đạo trảo ấn màu đen nhanh chóng xuất hiện. Trong nháy mắt đánh về phía yêu thú ngũ giai hậu kỳ kia. Không gian chung quanh trảo ấn gấp khúc mang theo thanh âm bạo liệt trầm thấp đột nhiên vang vọng trong không trung. Rát rát, một đạo trảo ấn này đánh xuống. Yêu thú phi hành kia trong nháy mắt thối lui. Yêu thú ngũ giai hậu kỳ đã có thực lực không thua gì vũ tướng bát trọng. Cảm giác cỗ thực lực này sắc mặt Lưu trưởng lão trầm xuống, chân khí lập tức bạo phát, thân ảnh lăng không nhảy lên, tay đánh ra một đạo trưởng ấn. Phanh phanh, hai đạo lực lượng va chạm với nhau, kinh khí cuồng bạo lập tức bạo phát, không gian nơi hai đạo lực lượng va chạm lúc này rung động mãnh liệt. Siêu siêu. Lúc này thân thể Lưu trưởng lão trực tiếp bị đẩy lùi, sắc mặt tái nhợt hơn một chút. Siêu! Vương trưởng lão nhìn thấy một mình Lưu trưởng lão yếu thế, thân ảnh lập tức tới bên người Lưu trưởng lão, ánh mắt cảnh giác nhìn về phía trước. Nể mặt các ngươi là người Linh Thiên Môn ta cho các ngươi lần này, Phi Linh Môn không phải là nơi các ngươi có thể tùy tiện ra vào, lập tức rời khỏi đây cho ta. Trước không trung, một bóng đen mờ ảo xuất hiện. Lúc này sắc mặt Lưu trưởng lão và Vương trưởng lão vô cùng ngưng trọng, thực lực của đối phương hơn xa bọn họ. Hừ, ta không đi, ta không tìm được tên đăng đồ tử kia ta không đi. Lữ Tiểu Linh vẫn không chịu buông tha. Tiểu Hoa Nhi, ta đã nói rồi, nếu như ngươi muốn tìm hắn thì một đoạn thời gian nữa hãy trở lại, nếu như còn hồ đồ nữa ta cũng sẽ không khách khí đâu. Thân ảnh mờ ảo trong không trung nói xong lập tức biến mất. Tiểu thư. Chúng ta đi trước thôi, Phi Linh Môn có cường giả, chúng ta không nên tự tiện xông vào. Vương trưởng lão lập tức tới bên người Lữ Tiểu Linh, sắc mặt ngưng trọng. Thế nhưng, Lữ Tiểu Linh không muốn đơn giản buông tha như vậy, thật vất vả nàng mới đi tới Phi Linh Môn được.
tiểu thư, cường giả này rất mạnh, chỉ sợ đã tới linh xuất cửu trọng, chúng ta không chiêu nổi. Hơn nữa còn chuyện Quỷ Vũ Tông, tốt hơn chúng ta đi Sơn Mạch Vũ Hải trước rồi sau đó trở về thương nghị với trưởng môn rồi tính tiếp. Lưu trưởng lão lúc này không giống như vừa nãy nữa, thực lực đối phương hơn xa hắn. Trong phi linh môn có trường giả như vậy khiến cho ngay cả hắn cũng phải lưu ý. Ta không đi, không tìm được hỗn đản kia ta không đi. Lữ Tiểu Linh không buông tha. Tiểu thư, ta thấy Lục Lâm Thiên cũng không ở trong phi linh môn. Hiện tại có không ít người đều đi vào Sơn Mạch Vũ Hải, nói không chừng Lục Lâm Thiên cũng đi tới đó. Chúng ta đi tới Sơn Mạch Vũ Hải. Trước, nếu như quả thực hắn ở đó thì nhất định có thể gặp mặt. Vương trưởng lão nói. Thực sao? Lữ Tiểu Linh nhíu mày, dường như đã có chút tin tưởng. Đương nhiên, trong Sơn Mạch Vũ Hải có bảo vật của Bách Thú Cốc mà nơi này cũng cách Bách Thú Cốc không xa. Ta nghĩ Lục Lâm Thiên không ở phi linh môn vậy thì có lẽ hắn đang trên đường tới Sơn Mạch Vũ Hải. Vương trưởng lão nói, nàng biết tính tình của vị tiểu thư này. Nếu như Sơn môn bình thường thì có thể lật tung tìm tòi một phen. Thế nhưng lúc này trong phi linh môn không ngờ lại có linh xuất cửu trọng. Bọn họ cũng không dám xông loạn cho nên chỉ có thể dẫn tiểu thư rời đi, chí ít cũng không để tiểu thư xảy ra chuyện gì. Được rồi, chúng ta đi Sơn Mạch Vũ Hải trước, nếu như tìm không được thì chúng ta trở về. Lữ Tiểu Linh do dự một chút rồi nói. Vương trưởng lão và Lưu trưởng lão nhìn nhau, về phần Lục Lâm Thiên ở trong Sơn Mạch Vũ Hải, hẳn sẽ không trùng hợp như vậy. Siêu! Hai cánh yêu thú phi hành dựng lên trong nháy mắt biến mất giữa không trung. Nhìn phi linh môn phía sau, Lữ Tiểu Linh vô cùng tức giận. Tiểu tử này, không biết đã trêu chọc vào nữ nhi của Lữ Chính Cường từ lúc nào. Chuyến đi Sơn Mạch Vũ Hải này ngươi phải cẩn thận rồi. Tại một chỗ giữa không trung, thân hình thôi hồn độc suất đông vô mệnh hiện lên, linh lực quanh người được thu lại, khẽ lẩm bẩm nói. Lẽ nào linh thiên môn thực sự xuất đầu cho đới đường sao? Nói xong, thân ảnh thôi hồn độc suất đông vô mệnh lập tức biến mất. Trong bầu trời xanh thẳm, những đám mây trắng nhẹ nhàng trôi qua bầu trời, lúc này giữa không trung, Thiên Sĩ Tuyết Sư đang nhanh chóng bay đi. Trên lưng Thiên Sĩ Tuyết Sư, Lục Lâm Thiên vẫn đang chìm đắm trong lĩnh ngộ, thủ ấn không ngừng biến hóa, thỉnh thoảng có một cỗ lực lượng khiến cho không gian vặn vẹo hiện ra. Phù! Không biết là bao lâu, Lục Lâm Thiên thở ra một ngụm chọc khí trong cơ thể, dừng lĩnh ngộ. Hai mắt mở ra, ánh mắt giống như ngôi sao bắn ra sự thâm thúy. Ánh mắt thu liễm lại, Lục Lâm Thiên nhìn chung quanh rồi nói. Diệp phó đường chủ, còn bao lâu nữa chúng ta mới tới? Trưởng môn, có lẽ chừng nửa ngày nữa chúng ta sẽ tới. Diệp Mỹ nói. Nửa ngày. Lục Lâm Thiên ngạc nhiên, không nghĩ tới thời gian lĩnh ngộ thuộc tính thổ lại dài như vậy khiến cho hắn quên cả thời gian, trong nháy mắt đã tới Sơn Mạch Vũ Hải. Trưởng môn, trong Sơn Mạch Vũ Hải hiện tại có lẽ cũng có không ít thế lực tiến vào rồi. Hơn nữa bên trong Sơn Mạch Vũ Hải cũng có không ít thế lực bản địa. Có thể nói là bên trong cực kỳ hỗn loạn, chúng ta phải cẩn thận hơn một chút. Diệp Mỹ nhìn Lục Lâm Thiên rồi nói. Được. Lục Lâm Thiên khẽ gật đầu. Sơn Mạch Vũ Hải này so với Sơn Mạch Vũ Đô còn lớn hơn một chút, dược liệu cũng nhiều hơn, không loạn mới là lạ. Loạn, nếu như là trước đây thì Lục Lâm Thiên sẽ lo lắng. Thực lực của hắn khi đó còn thấp cho nên lúc nào cũng lo cho cái mạng nhỏ của mình. Thế nhưng hiện tại Lục Lâm Thiên cũng không lo lắng cho lắm. Giờ đây hắn đã có thực lực nhất định, đủ để bảo vệ bản thân mình, coi như là gặp phải cường giả vũ xuất hắn cũng không phải là không thể thoát thân. Vì vậy chuyến này đối với hắn mà nói chỉ là một lần khiêu chiến mà thôi. Sơn Mạch Vũ Hải trong cổ vực là một dãy núi non vô cùng khổng lồ, diện tích vô cùng lớn, bốn phía có không ít thế lực. Hơn nữa trong Sơn Mạch Vũ Hải cũng có không ít yêu thú, vì vậy trong Sơn Mạch Vũ Hải này tương đối hỗn loạn. Từ phía xa nhìn lại, Sơn Mạch Vũ Hải là một mảnh núi non liên miên không thấy tận cùng, những cây đại thụ che trời trải rộng, giống như là rừng rậm nguyên thủy vậy. Mà điều kỳ lạ nhất chính là trong Sơn Mạch Vũ Hải này quanh năm mây mù tràn ngập, giống như che trời. Trong núi non cũng có không ít con sông sâu, hồ nước liên miên, yêu thú hoành hành. Quả thực có không ít nguy hiểm. Thế nhưng trong Sơn Mạch Vũ Hải này lại có không ít dược liệu mà tu luyện giả phải dùng tới. Khi Lục Lâm Thiên bay tới Sơn Mạch Vũ Hải, nhìn vào những dãy núi non liên miên cùng với một mảnh xương trắng tràn ngập, dường như là có liên quan tới địa hình, đám xương trắng này tràn ngập tầng trời thấp,
suốt năm không tiêu tán khiến cho tầm nhìn cũng bị ảnh hưởng cực lớn. Nhìn sơn mạch vụ hải này, lúc này Lục Lâm Thiên cũng không khỏi kinh ngạc. Trưởng môn, chúng ta tới rồi, đây chính là sơn mạch vụ hải. Lúc này Diệp Mỹ nói với Lục Lâm Thiên. Chúng ta vào thôi. Lục Lâm Thiên liếc nhìn chung quanh, không có chút do dự nào lập tức đi vào trong sơn mạch vụ hải. Tới sơn mạch này rồi có thể tìm được người bách thú cốc và bảo vật hay không, Lục Lâm Thiên quả thực không đặt vào trong lòng, nói không chừng người bách thú cốc kia đã bị cường giả đỉnh cấp kia đánh chết, muốn tìm sẽ vô cùng khó khăn. Mục đích lớn hơn của Lục Lâm Thiên chính là tới sơn mạch vụ hải thôn phệ linh giả và vũ giả. Đặc biệt là linh giả, hiện tại trong sơn mạch vụ đô cũng không còn có bao nhiêu người để hắn thôn phệ nữa, cho nên lần này hắn mới phải tìm tới sơn mạch vụ hải. Trong tầng trời thấp, lúc này Thiên Sĩ Tuyết Sư và Nghịch Lân Yêu Bằng đang xoay quanh bầu trời. Thủy Hỏa Yêu Giao, Thái Âm Yêu Thỏ, Huyết Ngọc Yêu Hổ, Huyết Tích Dịch đều đang ở trên lưng Thiên Sĩ Tuyết Sư và Nghịch Lân Yêu Bằng, ở trên không chậm rãi theo hai người Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên cũng không muốn mang một đống lớn yêu thú bên người, như vậy không thể nghi ngờ sẽ khiến cho người khác chú ý. Nhưng mà lúc này chỉ bằng vào Bạch Linh và Tiểu Long trên vai Lục Lâm Thiên cũng đủ để khiến cho nhiều người chú ý rồi. Trong sơn mạch vụ hải cũng không khác sơn mạch vụ đô quá lớn. Thứ duy nhất khác biết chính là đám sương mù tràn ngập kia mà thôi. Nó bao phủ toàn bộ không trung khiến cho ánh sáng khó có thể chiếu xuống, thế nên tầm nhìn vô cùng hạn chế. Những tia sáng lờ mờ này vô hình trung khiến cho người ta có cảm giác áp lực. Trong sơn mạch có không ít dã thú lui tới, thế nhưng đây chỉ là những dã thú bình thường mà thôi. Mãng xà, vượn, hổ báo cùng những loài thú khác cũng không ít. Thế nhưng những dã thú này cũng không khiến cho đám người tiến vào sợ hãi. Trưởng môn, chúng ta tìm thế nào bây giờ? Dường như cũng đã có không ít người tiến vào sơn mạch vụ hải. Diệp Mỹ quan sát một chút rồi nói. Từ từ sẽ tới, không vội. Lục Lâm Thiên nói nhỏ. Nói xong, Lục Lâm Thiên nhướng mày quay đầu lại nói với Diệp Mỹ. Chúng ta có chút phiền toái nhỏ. Siêu siêu. Lúc này đột nhiên tiếng xé gió truyền tới. Lập tức có bốn đạo thân ảnh xuất hiện trước mặt Lục Lâm Thiên, bốn kẻ này chừng 30 tuổi, từ chân khí quanh người có thể nhận ra đều là vũ tướng tứ trọng. Mà đáng chú ý nhất chính là bốn người này đều có một mắt, trong hai mắt chỉ có một con mắt là ổn mà thôi. Bốn người này mặc trang phục màu xanh, vóc người tục tằn, bốn người trước tiên đảo qua người Lục Lâm Thiên và Diệp Mỹ một chút. Cuối cùng toàn bộ tập trung vào Diệp Mỹ, ánh mắt hiện lên vẻ dâm tà rồi cười rộ lên. Lão đại! Không có gì khó khăn quá lớn, thế nhưng tiểu nữ này quả thực không tồi, nếu như lột ra hết có lẽ sẽ rất tuyệt. Trong bốn người, một đại hán bên trái Lục Lâm Thiên chợt cười to nói. Trưởng môn, bốn người này có tên là Độc Nhãn Tứ Quỷ, thanh danh không được tốt lắm, bốn người liên thủ tạo thành một trận pháp, sau khi liên thủ thực lực sẽ tăng cường không ít, người bình thường khó có thể đối phó với chúng. Diệp Mỹ nói với Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên đưa mắt nhìn bốn người một lát. Đương nhiên sẽ không đặt bốn người vào trong mắt, bốn vũ tướng tứ trọng, hắn cũng không để trong lòng. Không ngờ cô nương lại biết tới chúng ta. Vậy thì tốt rồi, theo huynh đệ chúng ta một chuyến, bốn người chúng ta hầu hạ cô nương, nhất định sẽ khiến cô nương sảng khoái. Đại hán phía trước Diệp Mỹ lên tiếng, dường như là đầu lĩnh của đám người. Ánh mắt không chút kiêng nể nhìn ngang dọc thân hình lồi lõm của Diệp Mỹ. Các ngươi muốn chết. Khuôn mặt Diệp Mỹ trầm xuống. Ánh mắt thanh nhã lúc này hiện lên một cỗ sát ý, khí thế trên người so với khi trước giống như là hai người khác nhau vậy. Vũ tướng cửu trọng. Vừa rồi Diệp Mỹ vẫn thu liếm khí tức, lúc này khí tức của nàng hiện ra là vũ tướng cửu trọng khiến cho bốn người Độc Nhãn Tứ Quỷ lập tức há hốc mồm. Mà ngay khi bốn người Độc Nhãn Tứ Quỷ kinh ngạc thì thân ảnh xinh đẹp của Diệp Mỹ đột nhiên run lên, chân khí tràn ra, thân ảnh tạo thành những đạo tàn ảnh liên tiếp. Bày trận. Một đại hán phía trước hét lớn. Thực lực của bọn họ so với vũ tướng cửu trọng yếu hơn rất nhiều, căn bản không thể chống lại, lúc này bốn người chỉ có thể nhanh chóng bày trận mà thôi. Các ngươi chậm rồi. Diệp Mỹ nhìn như hiền thục lúc này xuất thủ lại mang theo sát khí lạnh lẽo. Nàng khẽ quát lên một tiếng, chân khí rung lên, thân ảnh xinh đẹp như quỷ mị biến mất. Khi thân ảnh xinh đẹp hiện lên, không biết từ khi nào trong tay nàng đã xuất hiện hai thanh đoản kiếm. Hai tay huy động đoàn kiếm tạo thành những đạo kiếm ảnh liên tiếp mang theo kình phong kinh khủng cùng với tiếng xé gió sắc bén nhanh chóng đâm về phía đại hán đẫu lĩnh của bốn người kia. Chết đi! Diệp Mỹ cười nhạt một tiếng.
Cánh tay bỗng nhiên run lên, đoạn kiếm trong tay tạo thành một vòng tròn quỷ dị mang theo kình phong kinh khủng khiến cho không gian gấp khúc trực tiếp cắm vào trong ngực đại hán kia. Phập! Âm thanh vang lên, lúc này hộ thân cương khí của đại hán đầu lĩnh lập tức nứt nẻ, không có một chút lực lượng chống cự nào, đoạn kiếm đâm vào trong ngực hắn. Còn ngươi! Đoạn kiếm được rút ra, ánh mắt Diệp Mỹ lạnh lùng, cánh tay lập tức phung lên, thân ảnh xinh đẹp nhanh chóng xoay ngược lại, tốc độ giống như thiểm điện hung hăng đâm vào người một đại hán khác. Siêu! Sắc mặt đại hán kia hoảng hốt lo sợ, thủ ấn trong tay nhanh chóng biến đổi. Một cỗ hơi nước nhanh chóng bạo phát, cuối cùng một tấm hộ thuẫn nhanh chóng hiện lên trước mặt hắn, ngăn cản công kích của Diệp Mỹ. Siêu siêu! Thế nhưng lúc này Diệp Mỹ cũng không đặt phòng ngự của người này vào trong lòng. Đoàn kiếm trong tay run lên tức thì tạo thành vô số kiếm ảnh. Từng đạo kiếm ảnh hư hư thực thực mang theo kình phong sắc bén giống như phô thiên cái địa bao vây thân thể đại hán kia. Siêu siêu! Dưới kiếm quang kia, tấm chắn tức thì bị cắt thành vô số mảnh nhỏ, một đám kiếm quang bao phủ toàn thân người này, thân thể đại hán kia tan thành từng mảnh, nhìn qua vô cùng tàn nhẫn. Lục Lâm Thiên hơi nhíu mày, Diệp Mỹ bề ngoài nhu nhược thế nhưng một khi động thủ quả thực vô cùng độc ác, không chút lưu tình, nữ nhân quả thực là một loại động vật không thể phán đoán theo lẽ thường. Muốn chạy sao, lưu lại đi. Trong nháy mắt này, Lục Lâm Thiên khẽ quát một tiếng. Vòng xoáy dưới chân chợt lóe, thân ảnh giống như thuấn di biến mất tại chỗ, tốc độ này so với Diệp Mỹ còn kinh khủng hơn nhiều. Phía trước, hai đại hán còn lại nhanh chân chạy trốn, trước mặt phủ tướng cửu trọng hai đồng bạn đã bị đánh chết, bọn họ ngoại trừ việc chạy trốn ra cũng không còn cách nào khác. Thế nhưng cho dù hai người này chạy như thế nào tốc độ không thể so được với Lục Lâm Thiên. Quang mang trên chân chợt lóe, cước bộ Lục Lâm Thiên vô cùng nhanh chóng. Thân thể vô cùng quỷ dị xuyên thấu không gian, trong tay không biết từ khi nào đã xuất hiện hai cái bao tay màu trắng giống như ngọc, trên mặt bao tay tràn ngập hỏa diễm. Vũ tướng tứ trọng nho nhỏ mà cũng dám làm càn, chết đi. Thân ảnh Lục Lâm Thiên lóe lên, lúc xuất hiện đã tới trước mặt hai đại hán còn lại. Hàn ý trong mắt đại thịnh, một tiếng quát nhẹ từ trong miệng hắn truyền ra, hỏa diễm trên bao tay lập tức bắn về phía trước. Dưới hai đạo chảo ấn mơ hồ có cảm giác không gian vặn vẹo. Chảo ấn đánh xuống sát khí tràn ra, ngay cả không gian cũng đột nhiên lạnh lẽo. Siêu siêu! Hai vũ tướng tứ trọng hoàn toàn không có lực chống lại, thậm chí còn chưa phản ứng, hai người chỉ thấy đằng sau nóng lên, da đầu tê lại, sau đó thân thể lập chia lìa với cái đầu. Cạch cạch! Đầu hai người trực tiếp bị vặn gãy, máu tươi chảy ra, nhanh chóng bị mất mạng. Phía xa! Diệp Mỹ nhìn vào Lục Lâm Thiên, ánh mắt khẽ nhíu mày, lập tức đem hai chiếc nhẫn chữ vật trên người hai người nàng vừa đánh chết gỡ xuống. Lục Lâm Thiên cũng nhanh chóng lấy hai chiếc nhẫn chữ vật lên. Sau khi thu hồi hai chiếc nhẫn chữ vật, lúc này Diệp Mỹ đi tới bên người Lục Lâm Thiên nói. Thực lực của trưởng môn dường như đã tiến bộ không ít. Đối phó với mấy vũ tướng tứ trọng này không thành vấn đề. Lục Lâm Thiên mở miệng cười. Thực lực bản thân hắn hiện tại đã là vũ tướng thất trọng đỉnh phong. Thực lực bình thường muốn đối phó với vũ tướng cửu trọng cũng tuyệt đối không thành vấn đề. Cho nên đối phó với hai vũ tướng tứ trọng quả thực vô cùng dễ dàng. Thậm chí Lục Lâm Thiên còn không muốn thôn phệ bốn vũ tướng tứ trọng này. Nếu muốn đột phá bát trọng thì có lẽ hắn phải thôn phệ một vũ tướng thất trọng. Chúng ta đi thôi. Lục Lâm Thiên nói, hai người nhanh chóng rời đi. Gặp đám người như độc nhãn tứ quỷ này hai người cũng không quá để ý, trong cổ vực loại chuyện như vậy quá mức bình thường. Ba ngày sau, trong rừng rậm liên miên, có hai đạo thân ảnh đang chậm rãi di chuyển. Lão đại, phía trước có chuyện. Trên vai Lục Lâm Thiên, Tiểu Long ngẩng đầu nhìn vào phía trước, vẻ mặt cảnh giác nói. Chúng ta đi xem một chút. Lục Lâm Thiên do dự rồi lập tức tiến lên phía trước. Tiến vào sơn mạch Vụ Hải ba ngày hắn đã gặp phải không ít phiền phức. Lục Lâm Thiên cũng không gặp phải đối tượng thôn phệ thích hợp. Hôm qua không ngờ lại có một đội đầu lĩnh chỉ có tu vi vũ phách nho nhỏ mà thôi, điều này làm cho Lục Lâm Thiên vô cùng bất đắc dĩ. Tại một chỗ trong rừng cây, đại thụ che trời, sương mù tràn ngập, ngay cả cây cối cũng bị sương mù bao phủ. Hai người đã đi sâu vào trong rừng rậm chừng 2.000 thước. Lúc này phía trước hai người xuất hiện 10 đạo thân ảnh đang đứng đối đầu với nhau. Dường như là người của hai cỗ thế lực, khí tức cường đại tỏa ra ngoài, trong đó người thấp nhất cũng là vũ xuất, còn có một vũ xuất và một linh xuất ở bên trong. Mà khi hai người xuất hiện,
ánh mắt hơn 10 người kia đều nhanh chóng nhìn vào hai người Lục Lâm Thiên. Trong đám người, có mấy người nhìn thấy Lục Lâm Thiên sắc mặt lập tức biến hóa. Lục trưởng môn, sao ngươi lại tới đây? Trong một đám người truyền ra một đạo thanh âm, đó chính là tông chủ Đới Cương Tử hiện tại của Quỷ Vũ Tông, sau người hắn còn có mấy trưởng lão vũ tướng và hộ pháp vũ phách của Quỷ Vũ Tông. Đới tông chủ, hóa ra là ngươi nha. Lục Lâm Thiên mỉm cười, ánh mắt đảo qua mọi người, cuối cùng chậm rãi đi về phía Đới Cương Tử, ánh mắt ý bảo Diệp Mỹ đề phòng. Nhìn Tiểu Long và Bạch Linh trên vai Lục Lâm Thiên, lại cảm nhận tu vi của Diệp Mỹ chỉ là vũ tướng cửu trọng, thế lực đối lập với Đới Cương Tử không khỏi hừ lạnh một tiếng, sắc mặt mang theo vẻ khinh thường cũng không đặt Lục Lâm Thiên vào trong mắt.